Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 21, 7 ngày sau. Thần tiêu kiếm tông đại bộ đội tao ngộ thất sát tông mai phục. Bởi vì không chuẩn bị. Tăng thêm thất sát tông sớm bố trí xong trận pháp, hữu tâm tính vô tâm, dẫn đến thần tiêu kiếm tông tổn thất không nhỏ. Bất quá tại Diệp Thanh Huyền dưới sự hướng dẫn, cuối cùng vẫn là từ thất sát tông trong trận pháp trốn thoát. Hiện tại thần tiêu kiếm tông tìm một cái tầm mắt rộng rãi địa phương, đang nghỉ ngơi. Một trận chiến này xuống tới, để cho bọn họ rõ ràng uy hiếp không chỉ có riêng đến từ người áo đen, còn có thất sát tông cùng vô cực ma tông. Trong lòng mỗi người đều bao phủ một tầng bóng tối. Diệp Thanh Huyền cũng là như thế. Lúc này nàng chính ngồi một mình ở một cây đại thụ trên trạc cây, nghĩ một vài sự việc. Tại vào cửu u bí cảnh trước đó, Diệp Thanh Huyền tìm người biết qua. Trước kia đại gia tiến vào cửu u bí cảnh, cũng là tầm bảo tìm cơ duyên. Có người tổ đội, cũng có người hành động đơn độc. Hai cái thế lực người gặp gỡ, trừ phi một phương thực lực nghiền ép một phương khác mới có thể giết người đoạt bảo. Nếu không cũng là mỗi người đi mỗi bên. Tránh cho xuất hiện lưỡng bại câu thương hoặc là đả thương địch thủ một nghìn, tổn hại tám trăm tình huống. Mặc dù mỗi lần cửu u bí cảnh mở ra, đều có rất nhiều người vĩnh viễn ở lại bí cảnh bên trong, nhưng lần này lại hoàn toàn không giống. Nhiều hơn một hỏa thần bí người áo đen không nói, liền thất sát tông cũng bắt đầu không theo quy củ hành sự. Vừa mới trận chiến kia, phàm là thần tiêu kiếm tông nhân số ít hơn nữa một chút, hoặc là bản thân lại không quả quyết một chút, liền có khả năng đoàn diệt tại thất sát tông trong tay. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Huyền càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Chẳng lẽ đại đỉnh cấp thế lực phải kết thúc nhiều năm hòa bình, chuẩn bị khai chiến sao? Đại sư bá Tô Mộ Bạch bị trọng thương chính là một cái báo hiệu. Mặc dù hung thủ là La Sát Môn, nhưng chủ sử sau màn lại là vô cực ma tông. Vị kia diệt đi La Sát Môn mặt quỷ kiếm tu là ai? Quá nhiều vấn đề khốn nhiễu Diệp Thanh Huyền để cho nàng càng ngày càng cảm giác chẳng mấy chốc sẽ có xảy ra chuyện lớn cứ việc trong lòng lo lắng cũng không dám lộ ra mảy may thần tiêu kiếm tông trận doanh còn cần nàng tới chủ trì đại cuộc nếu là liền nàng đều trong lòng đại loạn đại gia sống sót ra ngoài tỷ lệ thì càng thấp diệp thanh huyền hít sâu mấy hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại bắt đầu suy nghĩ tiếp đó đường làm như thế nào đi nàng ngay từ đầu triệu tập nhiều người như vậy bản ý là muốn đối kháng người áo đen không nghĩ tới thất sát tông cũng tham dự vào nhân số nhiều mục tiêu liền lớn rất dễ dàng bị thất sát tông đuổi theo chính diện đối chiến thần tiêu kiếm tông không sợ bất kỳ thế lực nào vừa rồi nếu là thất sát tông không thiết lập dưới mai phục đánh bản thân một trở tay không kịp ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu diệp thanh huyền hiện tại sợ nhất là thất sát tông tìm tới người áo đen hoặc là vô cực ma tông làm giúp đỡ cái kia chính là tử cục đen người phân tán ra sống sót ra ngoài tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút nhưng cũng lại càng dễ bị tiêu diệt từng bộ phận phương pháp tốt nhất chính là tìm tới thanh vân tông hai tông liên thủ dạo này cho dù gặp được thất sát tông vô cực ma tông người áo đen tam phương trong thế lực tùy ý hai cái cũng có thể ứng đối có thể cừu u bí cảnh lớn như vậy lại đi đến nơi nào tìm kiếm thanh vân tông đâu cùng là chân truyền đệ tử dương phàm chẳng biết lúc nào đi tới diệp thanh huyền sau lưng nhìn mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân trong lòng nóng hừng hực vẻn vẹn một cái bóng lưng đều bị hắn vô pháp tự kiềm chế hận không thể đi lên đem đối phương ôm lấy âu yếm dương phàm là không có ý định tiến vào cửu u bí cảnh xem như chân truyền đệ tử hắn không thiếu tài nguyên tu luyện bản thân thiên phú cũng không tệ không cần thiết đi nguy hiểm như vậy địa phương nhưng mà tại biết diệp thanh huyền biết vào cửu u bí cảnh về sau hắn liền cải biến chú ý trong lòng suy nghĩ nếu như mình khi tiến vào cửu u bí cảnh về sau trước tiên tìm tới diệp thanh huyền ba tháng sớm chiều ở trung dưới nói không chừng biết cọ sát ra một chút hỏa hoa coi như xoa không ra hỏa hoa cũng có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt thần tiêu kiếm tông ưa thích diệp thanh huyền người nhiều như vậy một cái ấn tượng tốt liền có thể dẫn trước người khác một bước dài một vị khác chân truyền chu kiệt cũng nghĩ như vậy cho nên liền cùng một chỗ tiến vào chỉ là làm hai người không nghĩ tới là lần này cửu u bí cảnh hành trình đã vậy còn quá nguy hiểm chu kiệt thậm chí còn mất mạng dương phàm cũng mấy lần vùi lấp ở trong nguy hiểm bất quá nguy hiểm cũng có nguy hiểm chỗ tốt có câu nói rất hay, hoạn nạn gặp chân tình, càng là nguy hiểm, càng có thể nuôi dưỡng tình cảm. Nhìn chăm chằm Diệp Thanh Huyền bóng lưng, Dương Phàm chế trụ trong lòng khô nóng, nhẹ nói nói, "Sư tỷ, chúng ta cần phải đi, không phải Thất sát tông lại muốn đuổi tới." "Vậy thì đi thôi." Diệp Thanh Huyền nói xong cũng nhảy xuống cây trạc. Từ đầu đến cuối đều không có quay đầu nhìn một chút Dương Phàm. Tu luyện cực hàn thật đáng giận, tính cách đều sẽ tương đối cao lạnh. Lãnh Hàn Xương là như thế này diệp thanh huyền cũng là dạng này mà loại khí chất này hoàn toàn có thể nhất câu lên nam nhân lòng chinh phục có lẽ là quen thuộc diệp thanh huyền tác phong làm việc dương phàm cũng không để ý nhảy xuống theo thần tiêu kiếm tông đội ngũ sau khi rời đi không bao lâu thất sát tông người đã đến nhìn thấy vừa mới dập tắt đống lửa cùng một chỗ xương động vật biết thần tiêu kiếm tông người vừa mới ở chỗ này nghỉ ngơi miêu khôn sinh khí mắng mẹ chạy thật nhanh trong lòng của hắn rõ ràng nhất định phải nhanh đuổi theo thần tiêu kiếm tông đội ngũ thật vất vả lợi dụng xuất kỳ bất ý mai phục cùng sớm bố trí tốt trận pháp lấy được ưu thế cự lớn một khi chờ thần tiêu kiếm tông tỉnh lại điều chỉnh tốt tính cách cùng bản thân chính diện va chạm thất sát tông có thể không chiếm được chỗ tốt gì kiếm tu tại tu đạo giới vốn là công phạt thứ nhất tồn tại nhất định phải thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh nếu không kết quả chỉ sợ khó mà đoán trước truy miêu khôn hô to một tiếng dẫn đầu hướng về thần tiêu kiếm tông rời đi phương hướng đuổi theo. Sau hai canh giờ, mình là trạng vạng tối. Thất sát tông đi theo thần tiêu kiếm tông một đường lưu lại dấu vết, truy tung đến một chỗ giữa sườn núi. Nơi này thụ mộc càng thêm xanh tươi. Đột nhiên, tại phía trước nhất miêu khôn dừng bước lại. Làm sao vậy, sư huynh? Một tên thất sát tông đệ tử hỏi. Là lạ, có vấn đề. Có vấn đề gì? Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, một tiếng quát nhẹ chuyển đến khởi trận cho tất cả chết đi thần tiêu kiếm tông đệ tử báo thù trên trăm đạo kiếm quang từ phía tây bát phương trong rừng rậm bắn ra có mai phục nên chiến miêu khôn kinh ngạc quát to lên hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến thần tiêu kiếm tông buổi sáng mới nếm mùi thất bại tổn thất nặng nề buổi tối liền dám mai phục bản thân giản bài là một đám tên điên kiếm quang rơi vào thất sát tông đám người tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới đối mặt thần tiêu kiếm tông đợt công kích thứ nhất thất sát tông tử thương đạt tới hơn 10 người. Gặp tình hình này, miêu khôn nghiến răng nghiến lợi mắng, hỗn đản. Tiếp lấy lại lớn tiếng nói, thất sát tông người nghe lấy, toàn bộ cho ta xông đi lên, không phải chỉ có thể bị làm mục tiêu sống. Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm bài buộc hắn mặt. Đinh! Miêu khôn giơ tay chém xuống, đem kiếm kích bay. Trường kiếm rơi vào diệp thanh huyền trong tay, lần nữa hướng về miêu khôn một kiếm vung ra. Hai người lập tức chiến đấu cùng một chỗ thất sát tông những người khác bắt đầu hướng xung quanh trong rừng rậm phóng đi. Hai tông đại chiến bắt đầu. Trong một ngày, thất sát tông cùng thần tiêu kiếm tông đã xảy ra hai lần chiến đấu. Buổi sáng thần tiêu kiếm tông bị thất sát tông mai phục, chẳng vạng tối liền trả lại. Không thể không nói thần tiêu kiếm tông chiêu này chơi chuồn mất. Để cho thất sát tông hoàn toàn không có dự liệu được. Bởi vậy có thể thấy được. Hai cái thế lực người dẫn đầu, Miêu Khôn cùng Diệp Thanh Huyền đều không đơn giản. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương tập 22, chiến đấu kéo dài không bao lâu liền kết thúc. Bởi vì cái gọi là một bước trước, từng bước trước. Trận chiến này thần tiêu kiếm tông có thể nói là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, đem thất sát tông đẻ lên đánh, xem như báo buổi sáng một tiễn mối thủ. Cuối cùng Miêu Khôn thấy tình thế không đúng, dẫn đầu thất sát tông trốn. Thắng. Diệp Thanh Huyền không có mang người đi truy. Phục kích thất sát tông là nàng lâm thời quyết định. Không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Thân làm kiếm tu, phải có một cỗ dũng hướng bài trước niềm tin. Gần nhất trong đội ngũ có một số nhỏ người tựa hồ biểu hiện cực kỳ tiêu cực. Cứ tiếp như thế, cả chi đội ngũ khí thế đều sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Thanh Huyền lúc này mới quyết định mai phục đuổi theo Thất Sát Tông. Một trận chiến này không chỉ có báo thủ, còn đem đội ngũ sĩ khí cho nhấc lên, xem như nhất cử lưỡng tiện. Sư tỷ, chúng ta thắng." Dương Phàm đi tới Diệp Thanh Huyền bên người, vừa cười vừa nói. Vừa mới hắn biểu hiện không tệ, giết 3 người, trọng thương 6 người thắng cũng không thể quá buông lỏng đại gia phải tùy thời bảo trì cảnh giác không phải lại sẽ dẫm vào buổi sáng vết xe đổ lần này cửu u bí cảnh hành trình xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn không ai có thể trợ giúp chúng ta muốn sống đi ra ngoài mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân diệp thanh huyền âm thanh lạnh lùng nói sư tỷ yên tâm chúng ta nhất định sẽ không lại cho thất sát tông cơ hội đại gia nói có đúng hay không dương phạm sư huynh nói đúng chúng ta thần tiêu kiếm tông cho tới bây giờ liền không có sợ qua ai Bất kể là thất sát tông hoàn là vô cực ma tông, hoặc là những cái kia người áo đen, chỉ cần dám đến, chúng ta liền có thể để cho bọn họ có đi mà không có về. Một tên nội môn đệ tử lớn tiếng hồi đáp. Có đi mà không có về. Có đi mà không có về. Có đi mà không có về. Tất cả thần tiêu kiếm tông đệ tử cùng chấp sự toàn bộ thả cuống họng. Vừa mới đánh một trận thắng trận lớn, bọn họ cũng cần phát tiết. Nhìn thấy đại gia khí thế như hồng, Diệp Thanh Huyền rốt cuộc lộ ra một tia an ủi nụ cười một chi đội ngũ sức chiến đấu cùng sĩ khí có quan hệ rất lớn. Trước mắt đến xem, chi đội ngũ này thực đã trở về quỹ đạo, sức chiến đấu so trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Diệp Thanh Huyền nụ cười để cho thần tiêu kiếm tông một đám nam đệ tử bài tiếp sững sờ tại chỗ. Cái này nhưng mà bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy băng sơn nữ thần Diệp Thanh Huyền cười. Đứng ở một bên là Dương Phàm đã sớm bị Diệp Thanh Huyền nụ cười cho mê hoặc. Quá đẹp. Đừng nói những người khác. Chính là hắn cái này chân truyền đệ tử, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thanh Huyền nụ cười. Quả nhiên lần này cửu u bí cảnh không có đến không. Tất cả đều đang hướng bản thân nghĩ phương hướng phát triển. Thần Tiêu Kiếm Tông băng sơn nữ thần vậy mà đối với mình cười. Chờ trở lại tông môn, đầy đủ mình ở cái khác chân truyền đệ tử trước mặt nói khoác. Diệp Thanh Huyền vẻn vẹn lộ ra vẻ mỉm cười, rất nhanh lại khôi phục băng lãnh khuôn mặt. Đối với nàng mà nói, có thể lộ ra vẻ mỉm cười, thực đã là cực kỳ không dễ. Đại gia thu thập một chút Chúng ta tiếp tục đi tới, lúc đi nhiều chế tạo một chút dấu vết đi ra mê hoặc kẻ địch. Diệp Thanh Huyền phân phó: "Sư tỷ, tiếp đó chúng ta nên làm như thế nào?" Dương Phàm hỏi. Diệp Thanh Huyền trầm ngâm chốc lát, trả lời: "Trên đường đi nhớ kỹ lưu lại cùng Thanh Vân Tông ước định cẩn thận đặc thù ám hiệu, đồng thời cũng chú ý trên đường có hay không bọn họ, hoặc Thanh Vân Tông cũng đang tìm chúng ta, nếu như hai tông liên thủ lời nói, liền có thể gia tăng thật lớn năng lực tự vệ." "Đúng, chúng ta đi tìm Thanh Vân Tông." chỉ cần chúng ta hai tông liên thủ, nhất định có thể bình an rời đi cửu u bí cảnh. Thần tiêu kiếm tông đang tìm kiếm thanh vân tông thời điểm. Thất sát tông cũng ở đây tìm kiếm giúp đỡ, chuẩn bị cho thần tiêu kiếm tông một kích trí mạng. Trạng vạng tối một trận chiến, bị thần tiêu kiếm tông mai phục, dẫn đến thất sát tông tử thương hơn phân nửa, để cho miêu khôn tức giận phi thường. Hắn không tiếp thụ được thất bại như vậy. Nhất định phải đem thần tiêu kiếm tông tiêu diệt toàn bộ, tài năng biết bản thân mối hận trong lòng. Các ngươi đại thủ lĩnh ở nơi nào, có thể hay không liên hệ bên trên hắn. Để cho hắn phái chút người tới, phối hợp ta diệt đi thần tiêu kiếm tông. Miêu khôn hướng về phía một tên người áo đen hỏi. Đại thủ lĩnh tiến vào cửu u bí cảnh có quan trọng hơn chuyện làm, không rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. Người áo đen hồi đáp. Hắn là thất sát tông bồi dưỡng bộ đội bí mật, chỉ nghe trưởng giáo mệnh lệnh. Miêu khôn mặc dù là thân phân cao quý chân truyền đệ tử, nhưng ở người áo đen nơi này không dùng được. Bất quá dưới tình huống bình thường, người áo đen cũng không nguyện ý đắc tội chân truyền đệ tử vạn nhất đối phương tương lai trở thành thất sát tông trưởng giáo đâu ai đây nói rõ ngươi quản cái này gọi là việc nhỏ mới vừa ở diệp thanh huyền trong tay ăn quả đắng tâm trạng vốn liền không tốt miêu khôn lập tức nổi trận lôi đình thất sát tông tử thương nhiều người như vậy vẫn là việc nhỏ đối với đại thủ lĩnh phải làm việc mà nói ngươi đây đúng là việc nhỏ thật ra người áo đen nói cũng không sai trong miệng hắn đại thủ lĩnh muốn đi ứng phó thần tiêu bảy kiếm một trong lãnh hàn xương lãnh hàn xương một người phân lượng so tất cả tiến vào cửu u bí cảnh thần tiêu kiếm tông người cộng lại còn nặng hơn nhiều cho dù ở thần tiêu kiếm tông hạch tâm cao tầng bên trong lãnh hàn xương địa vị cũng không thấp nếu như có thể đem nàng triệt để ở lại cửu u bí cảnh đối với thần tiêu kiếm tông tất nhiên là một lần trầm trọng đà kích ta không tin có chuyện gì so diệt đi thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông cái này hai thế lực lớn quan trọng hơn miêu khôn cưỡng chế chế lửa giận nói ra Miêu Khôn, chúng ta sát thần tổ là bài nghe mệnh trưởng giáo, ngươi không tư cách ra lệnh cho chúng ta, bất quá ngươi là chân truyền đệ tử, cũng là thất sát tông tương lai, chúng ta không muốn cùng ngươi trở mặt, dạng này có chướng ngại tại thất sát tông phát triển, ta có thể nói cho ngươi chính là, đại thủ lĩnh bọn họ là mang theo nhiệm vụ tiến vào cửu u bí cảnh, mà nhiệm vụ này tuyệt đối so với ngươi sự tình trọng yếu hơn rất nhiều. Người áo đen trịnh trọng giải thích nói, nếu không phải là đối phương chân truyền đệ tử thân phận, hắn mới lười giải thích nhiều như vậy. Chân truyền đệ tử mặc kệ tại thế lực nào, địa vị đều cao vô cùng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một cái hạch tâm cao tầng vị trí là chạy không được, thậm chí có một tia có thể trở thành trưởng giáo tông chủ. Ngươi nói là thật? Miêu Khôn có chút không quá tin tưởng hỏi. Chính xác 100%. Đạt được người áo đen khẳng định trả lời, Miêu Khôn lửa giận trong lòng cũng tiêu hơn phần nửa. Người áo đen không nguyện ý cùng hắn trở mặt, hắn sao lại không phải đâu? Sát thần tổ chính là thất sát tông một thanh lợi kiếm dù cho chuôi này lợi kiếm chỉ có trưởng giáo mới phát động có thể làm một tên chân truyền đệ tử ai lại không có một viên làm trưởng giáo tâm đâu thất sát tông cùng thần tiêu kiếm tông đều ở tìm riêng phần mình giúp đỡ mà khoảng cách cửu u bí cảnh mở ra còn có hơn một tháng thời gian song phương tất nhiên còn có một lần đại chiến bất quá thấy thế nào thần tiêu kiếm tông đều ở vào yếu thế một phương thời gian tại từng ngày đi qua thất sát tông đội ngũ biến càng ngày càng khổng lồ mặc dù không có tìm tới vô cực ma tông đại đội ngũ có thể cũng gặp phải mấy nhánh giải rác tiểu đội tăng thêm thất sát tông người một nhà số lượng thực đã đạt đến gần tây hơn trăm người thần tiêu kiếm tông là gần như không có lực lượng mới gia nhập bởi vì tại thần tiêu kiếm tông xung quanh có hơn 10 tên người áo đen ẩn núp trong bóng tối đánh du kích chiến diệp thanh huyền phái đi ra người đều bị cướp giết những cái này người áo đen không cùng thần tiêu kiếm tông cứng đối cứng chỉ là phòng ngừa bọn họ tìm kiếm giúp đỡ đồng thời cũng có thể xác định thần tiêu kiếm tông vị trí vung lại không vung được truy lại đuổi không kịp diệp thanh huyền tâm chậm rãi chìm vào đáy cốc trong nội tâm nàng rõ ràng tiếp tục như vậy xuống dưới thần tiêu kiếm tông sớm muộn sẽ bị tận diệt nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết xung quanh người áo đen dù là bỏ ra một chút đền bù cũng sẽ không tiếc nhưng vào lúc này trong đội ngũ có người phát hiện thanh vân tông lưu lại ám hiệu diệp thanh huyền trong lòng vui vẻ chỉ cần tìm được thanh vân tông liên có thể tạm thời giải trừ nguy cơ thế là lập tức tiến lên xem xét dưới tình huống bình thường tại thi hành một hạng nhiệm vụ lớn trước đó mỗi cái thế lực đều sẽ xác định một loại ám hiệu dùng để liên lạc với nhau ám hiệu khắc họa cực kỳ dườm già thế lực khác gặp không có thủ pháp đặc biệt cũng không giải được duy nhất có thể làm chính là đem nó hủy đi tiến vào cửu u bí cảnh bí cảnh trước đó thanh vân tông cùng thần tiêu kiếm tông thực đã thương lượng xong có cần liền liên thủ song phương cũng thống nhất ám hiệu làm cần giúp đỡ thời điểm liên có thể sử dụng thanh vân tông lưu lại ám hiệu không phải sao bọn họ tông đặc thù mà là cùng thần tiêu kiếm tông dùng chung nói cách khác hiện tại thanh vân tông cũng ở đây tìm thần tiêu kiếm tông diệp thanh huyền bắt đầu mở khóa rất nhanh xác định thanh vân tông phương hướng liên dẫn thần tiêu kiếm tông người mau cùng lấy chỉ dẫn nhanh chóng tiến lên đến mức du đãng tại tây chu người áo đen diệp thanh huyền cũng không tâm sự đi quản trước mắt quan trọng nhất vẫn là cùng thanh vân tông tụ hợp bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 23, nửa tháng sau. Cửu u bí cảnh bên trong. Tại hai tòa trong núi ở giữa. Một trận đại chiến đang tiến hành. Lần này tham chiến nhân số đạt tới khủng bố hơn 1.000 người. Đừng tưởng rằng chút người này rất ít. Phải biết tham chiến cũng không phải thế tục giới người bình thường, mà là tu đạo giới tu sĩ, đồng thời thực lực chí ít đạt đến đệ tam cảnh phá vọng cảnh. Trong đó thậm chí còn có chút ít thứ cảnh thông u cảnh cường giả. Nhiều như vậy tu sĩ tham gia chiến đấu, cho dù là tại Ly Châu tu đạo giới, cũng rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Thần Tiêu Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông bị ngăn ở giữa hai ngọn núi. Phía trước là Thất Sát Tông, đằng sau là Vô Cực Ma Tông. Trừ cái đó ra, còn có mấy mười tên người áo đen thỉnh thoảng đánh lén. Thậm chí ngay cả không trung đều bố trí cấm không trận pháp, phòng ngừa Thần Tiêu Kiếm Tông kiếm tu ngự kiếm phi hành. Ly Châu Tây đại đỉnh cấp thế lực, hai bên liên hợp, tạo thành nhiều năm qua trạng thái thăng bằng. Thanh Vân Tông cùng Thần Tiêu Kiếm Tông cũng không sợ Vô Cực Ma Tông cùng Thất Sát Tông. Dù cho ở vào hạ phong, cũng có thể thông dong ứng đối. Có thể người áo đen gia nhập, lập tức để cho chiến cuộc đã xảy ra biến hóa lớn. Bọn họ không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Mỗi lần đánh lén, gần như đều có thể mang đi một đầu tươi sống sinh mệnh, kém cỏi nhất cũng là trọng thương. Vốn liền ở vào hạ phong Thần Tiêu Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông bài tiếp bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị ép co vào phòng tuyến. Cũng may Thanh Vân Tông chú đóng ở nơi này thời điểm, bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Tạm thời miễn cưỡng chặn lại công kích. Nhưng mà đó cũng không phải kế lâu dài. Một khi trận pháp bị phá, không thể trốn đi đâu được, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Trận pháp bên trong. Thần tiêu kiếm Tông Diệp Thanh Huyền, Dương Phàm Thanh Vân Tông Lý Lạc Y, Hứa Uy, Tây Vị chân Truyền Đệ Tử đang tại thương thảo đối sách. Người Tây trên người đều bị thương. Dương Phàm nặng nhất, vừa mới bị hai tên người áo đen đánh lén suýt nữa thì mất mạng còn tốt hắn phản ứng nhanh hai tông tổng cộng tiến vào bảy vị chân truyền đệ tử còn lại ba vị đều chẳng biết đi đâu chỉ có người tây ở chỗ này thành đoàn hỗ trợ nhau thanh huyền sư tỷ trận pháp chống đỡ không được bao lâu bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tấn công vào đến chúng ta nên làm cái gì lý lạc y vẻ mặt buồn thiêu hỏi hai người khác dương phàm cùng hứa uy trong lòng đều tràn đầy đáng chát Sớm biết lần này cửu u bí cảnh hành trình nguy hiểm như thế, bọn họ nói cái gì cũng không biết tiến đến. Hối hận nhất là Dương Phàm, hắn là vì tình yêu tiến đến. Hiện tại ngay cả mạng đều muốn không còn, coi như đạt được Diệp Thanh Huyền yêu ái thì có ích lợi gì? Hiện tại biện pháp duy nhất liền là lại phòng ngự trận pháp bị phá ra trong nháy mắt, tất cả mọi người tập thể lao ra một cái lỗ hổng, đến mức có thể còn sống chạy đi bao nhiêu, liền nghe theo mệnh trời. Diệp Thanh Huyền thở dài một hơi. Đối mặt tuyệt cảnh, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào nếu là chỉ có thất sát tông cùng vô cực ma tông lời nói có lẽ còn có thể dãy ruộng một lần thế nhưng mà tăng thêm người áo đen gần như không có phần thắng chỉ có thể lựa chọn trùng kích một cái điểm có thể sống bao nhiêu tính bao nhiêu dù sao cũng so toàn bộ chết ở chỗ này mạnh sư tỷ chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao dương phàm không cam tâm hỏi nếu như tập thể lao ra lời nói bọn họ chân truyền đệ tử nhất định sẽ bị nhằm vào tăng thêm bị thương không nhẹ. Căn bản không thể nào chạy đi. Dương Phàm không nghĩ chết ở chỗ này, hắn còn trẻ, thiên phú cũng cao, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không có. Diệp Thanh Huyền lắc đầu. Nàng thật sự là nghĩ không ra làm như thế nào chạy đi. Người tây rơi vào trong yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Diệp Thanh Huyền mới còn nói thêm, chúng ta vẫn là đem đại gia triệu tập lại, quyết định từ nơi nào phá vây à. Trận pháp thực đã bắt đầu xuất hiện vết rách nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ cũng sẽ bị công phá. Sau 3 phút, Diệp Thanh Huyền nhìn trước mắt mấy trăm người. Đến cùng có thể còn sống chạy đi bao nhiêu còn khó nói. Có lẽ liền một phần 10 đều không đạt được. Mà chính nàng đã sớm làm xong chịu chết chuẩn bị. Thân làm thần tiêu bảy kiếm một trong băng phách kiếm truyền nhân, Diệp Thanh Huyền biết rõ kẻ địch tuyệt sẽ không bỏ qua bản thân. Đến lúc đó nàng có thể hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý vì những thứ khác người sáng tạo cơ hội đây cũng là bản thân duy nhất có thể làm các vị các sư đệ sư muội chắc hẳn đại gia thực đã biết chúng ta bây giờ chỗ đứng trước tình huống nơi này là cửu u bí cảnh không phải sao ngoại giới sẽ không có người tới cứu chúng ta mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân đại gia muốn sống ra ngoài chỉ có thể đem lực lượng hướng một chỗ xứ một khi kẻ địch xuất hiện lỗ hổng liền muốn nhanh chóng tách ra trốn được đến lúc đó chúng ta mấy vị chân truyền đệ tử nhất định sẽ trở thành kẻ địch mục tiêu chủ yếu đã như thế các ngươi cơ hội liền muốn lớn hơn nhiều. Nhớ kỹ, rời đi về sau tìm một chỗ giấu đi, ngoan ngoãn chờ đợi cửu u bí cảnh lần nữa mở ra, đem bọn ngươi truyền tống ra ngoài. Tuyệt đối không nên ở ló đầu, cũng đừng nghĩ đến đi tìm gì cơ duyên, mệnh cũng bị mất, còn nói gì cơ duyên. Nếu như các ngươi may mắn rời đi cửu u bí cảnh, xin đem nơi này phát sinh một chuyện, chi tiết báo cáo cho tông môn, tất cả từ tông môn đi định đoạt. Diệp Thanh Huyền kể xong về sau, hiện trường lặng ngắt như tờ cứ việc làm một tên tu sĩ đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy nhưng chân chính tiến đến thời điểm đại gia vẫn là khó mà tiếp nhận ai lại sẽ muốn chết đâu sống sót không tốt sao sư tỷ đợi lát nữa chúng ta liều chết vì ngươi mở đường ngươi là ta thần tiêu kiếm tông chân truyền đệ tử băng phách kiếm người thừa kế chúng ta đều có thể chết nhưng ngươi không thể một tên nội môn đệ tử lớn tiếng nói ngay sau đó vô số thần tiêu kiếm tông đệ tử đi theo phụ họa là sư tỷ mở đường giết sạch vô cực ma tông cùng thất sát tông tạp chủng là sư tỷ mở đường giết sạch vô cực ma tông cùng thất sát tông tạp chủng diệp thanh huyền vươn tay ra hiệu mọi người im lặng toàn trường lần nữa biến lặng ngắt như tờ đại gia tâm ý ta lĩnh chỉ là các ngươi làm như vậy không chỉ có cứu không được ta còn sẽ đem mình chạy trốn hy vọng chôn vùi kẻ địch mục tiêu là chân truyền đệ tử tình nguyện thả đi các ngươi cũng không khả năng bỏ qua chúng ta cho nên đại gia hay là nghe ta có cơ hội liền chạy à trước bảo trụ bản thân mệnh. Diệp Thanh Huyền kiên nhẫn khuyên, nàng nói là sự thật. Giết một vị chân truyền đệ tử có thể so sánh 10 vị, thậm chí trăm vị nội môn đệ tử công lao lớn. Đến mức bên ngoài đệ tử, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Kết, một tiếng thanh thúy vang động đánh thức tất cả mọi người. Trận pháp xuất hiện một đầu to lớn khe hở, lúc nào cũng có thể phá toái. Tây tên chân truyền đệ tử đứng ở phía trước nhất, bọn họ lựa chọn phá vây điểm là thất sát tông phương hướng dù sao từ thực lực tổng hợp đến xem. Vô cực ma tông muốn so thất sát tông mạnh hơn một chút. Tự nhiên muốn tuyển thực lực yếu làm làm đột phá khẩu. Diệp Thanh Huyền nhìn thấy càng lúc càng lớn khe hở, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Phải chết sao? Dù là làm xong chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng hơi khẩn trương. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ chết ở nơi này cửu u bí cảnh bên trong. Đã từng còn một lần huyễn tưởng siêu việt sư tôn lãnh hàn xương, kế thừa băng phách kiếm, danh chấn ly châu, trở thành một tên nữ kiếm tiên. Dương Phàm đứng ở một bên, bởi vì sợ, thân thể bắt đầu không tự giác run rẩy lên. Lý Lạc Y cùng Hứa Uy nhưng lại so Dương Phàm bình tĩnh một chút, bất quá trong mắt tuyệt vọng lại là không che giấu được. Tạch tạch tạch. Liên tiếp tấm gương phá toái âm thanh vang lên. Động thủ. Diệp Thanh Huyền khẽ quát một tiếng, cầm trong tay bản mệnh phi kiếm, hướng về Thất Sát Tông phương hướng phóng đi. Lý Lạc Y cùng Hứa Uy theo sát phía sau. Dương Phàm ở thời điểm này do dự hắn là chân thực không nghĩ cứ như vậy chết đi thế là lặng lẽ lui lại lẫn vào trong đám người đồng thời đem mình biểu tượng chân truyền đệ tử màu trắng đai lưng cười xuống muốn thông qua phương thức như vậy tránh thoát kẻ địch truy sát đại chiến bắt đầu thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông liên thủ từ thất sát tông phương hướng phá vây thất sát tông trong lúc nhất thời lại có chút chống đỡ không được may mắn có người áo đen gia nhập hóa giải thất sát tông áp lực vô cực ma tông cũng cấp tốc từ phía sau ép lên đến hai mặt giáp công phía trên lại bị trận pháp phong cấm. Mắt thấy vô pháp phá vây, Diệp Thanh Huyền cắn răng, cầm trong tay bản mệnh phi kiếm ném ra, đồng thời ánh mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đem thất sát tông phòng ngự nổ ra một đường vết rách. Diệp Thanh Huyền khóe miệng máu tươi chảy ra, thấy hoa mắt, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Còn tốt bị dù cho chạy đến Lý Lạc Y đỡ lấy. Thanh Huyền sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ngươi không cần phải để ý đến ta, mau mang đại gia phá vây." Diệp Thanh Huyền suy yếu nói ra. Vừa mới nàng tự bạo bản mệnh phi kiếm, hiệu quả đạt đến, bản thân nhưng cũng lọt vào phản phệ. Tự bạo bản mệnh phi kiếm là kiếm tu thân bất do kỷ mới có thể làm. Không chỉ có là giết địch thủ đoạn, đồng thời cũng là một loại tín hiệu cầu cứu. Thần Tiêu kiếm tông các chấp sự nhìn thấy Diệp Thanh Huyền đều tự bạo bản mệnh phi kiếm, đều rối rít noi theo đứng lên. Dầm rầm rầm trong lúc nhất thời trên chiến trường vang lên pháo hoa đồng dạng tiếng nổ mạnh lâm phong còn không biết thần tiêu kiếm tông đang tại gặp phải đoàn diệt nguy cơ rời đi tiểu bạch sinh hoạt tiểu phúc địa về sau liền bắt đầu vượt qua du sơn ngoạn thủy thời gian không thể không nói cửu u bí cảnh bên trong phong cảnh là thật không sai dù sao trăm năm mới mở lên một lần không có nhân loại phá hư còn duy trì nguyên môi trường sinh thái đứng ở một chỗ cao điểm lâm phong phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ cũng là xanh mơn mởn một mảnh đột nhiên nơi xa truyền đến mấy tiếng yếu ớt vang động lâm phong cẩn thận nghe xong đó là thần tiêu kiếm tông tín hiệu cầu cứu hơn nữa còn là cấp tốc loại kia nếu không cũng sẽ không tự bạo bản mệnh phi kiếm phải biết một tên kiếm tu nếu là tự bạo bản mệnh phi kiếm đó nhất định là ôm hẳn phải chết quyết tâm chuyện quá khẩn cấp không kịp nghĩ nhiều lâm phong hô một tiếng tiểu bạch một đầu tiểu bạch xà từ hắn ống tay áo ra bay ra thân thể cấp tốc bành trướng trong chớp mắt biến thành giao long bộ dáng, sau đó đem đầu thấp tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong cũng không chút khách khí đứng lên trên. Hưu. Giao long thân thể tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng về chiến trường chạy như bay. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 24. Diệp Thanh Huyền mang theo thần tiêu kiếm tông nhóm kiếm tu tự bạo bản mệnh phi kiếm, đánh thất sát tông cùng vô cực ma tông một trở tay không kịp. Mặc dù còn vô pháp thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục, nhưng mà đem tường đồng vách sắt đánh ra một đường lỗ hổng vì mọi người tranh thủ một tia sống sót hy vọng lẫn trong đám người dương phàm lập tức hai mắt tỏa sáng phấn đấu quên mình hướng lỗ hổng vào tới mắt thấy là phải lao ra khỏi vòng vây nhưng mà chờ đợi hắn lại là hai tên người áo đen chặn đường đối mặt tâm ngoan thủ lạt kinh nghiệm chiến đấu phong phú người áo đen thương thế chưa lành dương phàm căn bản là không có cách chống đối vẻn vẹn mấy chiêu đã bị đánh mất đi sức chiến đấu chỉ chốc lát sau một vị khác thanh vân tông chân truyền đệ tử hứa uy cũng bị trọng thương bành lý lạc y bị một trưởng đánh trúng sau lưng phốc máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài thân thể rơi vào diệp thanh huyền bên người đến bước này thần tiêu kiếm tông cùng thất sát tông tây tên chân truyền đệ tử toàn bộ bị thua chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thần tiêu kiếm tông tử thương thảm trọng kiếm tu tại tự bạo bản mệnh phi kiếm về sau mất đi tám thành chiến lực gần như chỉ có thể chờ đợi chết cũng may vẫn là có không ít người chạy ra khỏi vòng vây cũng không biết cuối cùng có thể còn sống sót bao nhiêu dương phàm lòng như cho nguội hai mắt trống rỗng cả người phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng lý lạc y cùng hứa uy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thân làm thanh vân tông thiên kiêu bọn họ không muốn chết lại không thể không tiếp nhận hiện thực diệp thanh huyền mặt ngoài bình tĩnh nội tâm bi thương không nghĩ tới bản thân nhất định biết lấy phương thức như vậy chết đi không cam tâm lại lại không thể làm gì tây vị chân truyền đệ tử bị bắt sức chiến đấu mạnh nhất thần tiêu kiếm tông thực đã có nhiều hơn một nửa kiếm tu tự bạo bản mệnh phi kiếm cho dù ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng cũng không cho kẻ địch tốt hơn chạy đi người còn tại bị đuổi giết chiến đấu kết cục mình hiểu không còn lo lắng ngang một tiếng có vẻ như long ngâm vang lên truyền vào đại gia lỗ tai đồng thời một cỗ để cho người ta khó mà kháng cự uy áp bao phủ trên chiến trường bài tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngừng chiến đấu ngay tại chỗ khi mọi người chậm rãi ngẩng đầu một đầu giao long chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không trung cấm không trận pháp tựa hồ đối với nó không hề có tác dụng giao giao long miêu khôn hơi không dám tin tự lẩm bẩm giao long là từ rắn tiến hóa mà đến muốn hóa giao vô cùng khó khăn cần vượt qua cửu tử nhất sinh thiên kiếp một khi thành công liền có thể đạt tới nhân loại tu sĩ đệ ngũ cảnh ngự không cảnh trước mắt đầu này giao long phóng xuất ra uy áp rõ ràng không ngừng ngự không cảnh đơn giản như vậy chí ít có thể có thể là đệ lục cảnh thần hợp cảnh chẳng lẽ giao long hang ổ ngay tại xung quanh là chiến đấu âm thanh đem nó dẫn tới cái này phải làm sao mới ổn đây à lấy giao long thể hiện ra thực lực coi như tất cả mọi người cùng nhau tiến lên cũng vẻn vẹn chỉ là cho giao long đưa đồ ăn thậm chí khả năng đều không phá được phòng ngang giao long lần nữa phát ra giống như rồng mà không phải là rồng tiếng kêu uy áp lập tức tăng gấp đôi một chút thực lực không đủ hoặc là thụ thương người bài tiếp bị ép quỳ trên mặt đất miêu khôn muốn khóc điểm cũng quá con mẹ lưng Cứu u bí cảnh lớn như vậy hết lần này tới lần khác phải chạy đến giao long hang ổ phụ cận chiến đấu không phải sao trong sáng muốn chết sao hắn muốn chạy trốn có thể lại không dám hiện tại tất cả mọi người bất động bản thân khẽ động nhất định sẽ lập tức trở thành giao long mục tiêu giao long xuất hiện để cho thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông người tạm thời thoát ly nguy hiểm nhưng bọn họ lại vui vẻ không nổi dùng một câu hình dung chính là mới ra ổ sói lại nhập hang hổ khoảng chừng cũng là cái chết bất quá có một chút vẫn là làm bọn hắn tương đối vui mừng vừa mới là mình chết bây giờ là mọi người cùng nhau chết ha 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 các ngươi đám này tạp chủng tới à giết ta à tại sao bất động vừa mới không phải sao rất lợi hại phải không hiện tại ngu xuẩn một vị thanh vân tông đệ tử điên cuồng cười to nói hắn bị đè nén quá lâu tận mắt nhìn thấy bạn tốt nhất chết ở bên người bản thân nhưng không còn cách khác gì thật ra có đôi khi chết cũng không sợ đáng sợ là lâm thời trước hoảng sợ biết rõ muốn chết lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tử vong giáng lâm loại cảm giác này đủ để cho tâm trí không kiên định người điên ma tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường không người nào dám đáp lại rất sợ gây nên giao long chú ý Đại gia trong lòng đều chỉ có một cái âm thanh. Tuyệt đối đừng chú ý tới ta. Tuyệt đối đừng chú ý rõ ta. Mấy chục tên người áo đen đồng dạng bị sợ không dám động, dù sao không có người sẽ chủ động muốn chết. Mới vừa rồi còn cực kỳ kịch liệt chiến trường, cứ như vậy lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tiếp đó một màn, càng thêm vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết, đem để cho bọn họ cả đời khó quên. Chỉ thấy giao long chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi đến trên mặt đất. Mà ở đỉnh đầu giao long vậy mà đứng đấy một tên mang mặt nạ nam tử. Bức họa này đem ở đây người đều nhìn mộng. Đầu óc tiếp kịp thời, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Giao long là bực nào cao ngạo mạnh mẽ dị thú, dù cho có thể chiến thắng nó, cũng không khả năng dẫm ở trên đầu nó. Trừ phi nó tự nguyện thần phục. Muốn cho cao ngạo giao long thần phục với một cái nhân loại, chỉ có một loại khả năng. Giữa hai bên thực lực chênh lệch cách quá xa. Phải biết nơi này chính là cửu u bí cảnh, bất thế ngoại giới có thể đi vào xương người linh đều không cao hơn trăm tuổi. Không đủ trăm tuổi liền có thể hàng phục giao long, người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đang lúc mọi người đều ở vào trong rung động thời điểm, hiện trường có một người lộ ra kinh hỉ nụ cười. Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử Lý Lạc Y. Nàng thực đã nhìn ra đứng ở đầu giao long bên trên nam tử, chính là lần trước cứu người mình. Lúc ấy Lý Lạc Y còn hỏi thăm đối phương tục danh, đáng tiếc không có đạt được hồi phục. Mặc dù không biết ân nhân thân phận, nhưng lý lạc y có thể xác định một chút mặt nạ nam tử cùng người áo đen là quan hệ thù địch nói cách khác bản thân được cứu tử vong hoảng sợ tán đi mãnh liệt lòng tò mò xông lên đầu nàng rất muốn nhìn xem hai lần cứu bản thân nam tử dưới mặt nạ là một tấm cái dạng gì gương mặt một bên diệp thanh huyền tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ tổng cảm thấy đứng ở đầu do long phía trên cỗ nam có mặc danh cảm giác quen thuộc rồi lại không nhớ rõ mình ở nơi nào gặp qua đang tại nàng cẩn thận hồi ức thời điểm ánh mắt xéo qua rơi vào bên cạnh lý lạc y trên người gặp đối phương trên mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ biến mất chiếm lấy là sống sót sau tai nạn nụ cười phát hiện này cắt đứt nàng hồi ức diệp thanh huyền trong lòng suy đoán lý lạc y có khả năng nhận biết mặt nạ nam tử lâm phong nhìn xem trên chiến trường thi thể đầy đất trong đó có rất nhiều là thần tiêu kiếm tông người mặc dù hắn cũng không nhận ra nhưng đại gia cùng thuộc một cái tông môn giờ khác này lâm phong thật tức giận thân làm thần tiêu kiếm tông đại sư huynh hắn muốn vì những người này chết phụ một bộ phận trách nhiệm. Bất kể như thế nào, không có thần tiêu kiếm tông liền không có tô mộ bạch, không có tô mộ bạch cũng không có hắn lâm phong. Hơn nữa thần tiêu kiếm tông còn che chở hắn hơn 20 năm để cho hắn có thể an tâm trưởng thành, phần nhân tình này, đến ký. Ai dám đối với thần tiêu kiếm tông xuất thủ, chính là hắn lâm phong kẻ địch. Chết đi người bản thân không có cách nào cứu sống, vậy cũng chỉ có thể báo thủ cho bọn họ. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương tập 25. Tất cả mọi người nghe lấy, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, lấy tông môn làm đơn vị tập hợp một chỗ, quá thời gian người chết. Lâm Phong nói ra câu nói đầu tiên. Hiện trường người lập tức bắt đầu nhanh chóng hành động, sợ chậm nhắm chúng vị này ra không vui vẻ. Diệp Thanh Huyền cùng Lý Lạc Y lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy. Các nàng mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng còn có thể động. Vừa đi, Lý Lạc Y một bên lặng lẽ tại Diệp Thanh Huyền bên tai nhẹ nói nói. Thanh Huyền sư tỷ, chúng ta được cứu lạc y sư muội ngươi biết hắn diệp thanh huyền kinh ngạc hỏi ta đã thấy nhưng mà cũng không biết hắn thân phận chân thật lý lạc y lắc đầu lúc nào nhìn thấy ngay tại tiến vào cửu u bí cảnh không lâu sau ta bị mấy tên người áo đen truy sát sau đó hắn xuất hiện thanh huyền sư tỷ hắn thật mạnh chỉ một chiêu liền đem người áo đen toàn bộ giết diệp thanh huyền im lặng nói nhảm đương nhiên mạnh không thấy được liền giao long đều có thể hàng phục sao không mạnh giao long sẽ để cho hắn dẫm ở trên đầu. Nếu là hắn cứu ngươi, vậy ngươi không hỏi hắn thân phận sao? Hỏi, nhưng mà hắn không nói. Lý Lạc Y trong giọng nói mang theo một tia phàn nàn. Thân làm thanh vân tông thiên tri kiều nữ. Đó là nàng lần thứ nhất chủ động hỏi thăm một tên nam tử tên. Kết quả ngược lại bị không để ý tới. Thì ra là thế. Diệp Thanh Huyền trong lòng rõ. Trách không được Lý Lạc Y vừa thấy được đối phương, liền lộ ra nụ cười nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đạo bóng dáng kia có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác coi như là nghĩ không ra không đến một phút đồng hồ năm phe cánh bày ở lâm phong trước người thần tiêu kiếm tông thanh vân tông vô cực ma tông thất sát tông còn có người áo đen lâm phong sở dĩ để cho đại gia lấy tông môn làm đơn vị đứng chung một chỗ là vì phòng ngừa đợi lát nữa tiểu bạch ngộ thương thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông người các ngươi là ai thuộc về thế lực nào lâm phong đưa tay chỉ hướng người áo đen đội ngũ mười mấy tên người áo đen lập tức cảm giác trong lòng căng thẳng bọn họ vô pháp trả lời vấn đề này thất sát tông trong bóng tối bồi dưỡng sát thần tổ sự tình còn không có công khai tuyệt không thể đem tin tức để lộ ra ngoài nếu không hậu quả rất nghiêm trọng có thể không nói lời nào đắc tội trước mắt vị này ra lại có thể cũng không khá hơn chút nào gặp không có người lên tiếng lâm phong lại hời hợt hỏi một câu không nói có đúng không vẫn không có ai mở miệng Lâm Phong cũng đoán được dạng này kết quả. Những cái này người áo đen chỉ sợ là cái nào đó thế lực huấn luyện ra tử sĩ. Lần này tiến vào cửu u bí cảnh nhiệm vụ, hẳn là cướp giết thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông người. Tiểu Bạch, ngang, Giao Long phát ra thân mật tiếng kêu đáp lại. Giao cho ngươi. Lâm Phong nói xong liền từ đỉnh đầu Giao Long nhảy xuống. Giao Long một cái vẫy đuôi, mở ra cái kia một tấm huyết bồn đại khẩu. Trốn. Tất cả người áo đen trước tiên chuẩn bị tản đi một cỗ không thể chống đối khổng lồ hấp lực xuất hiện, đem đang chuẩn bị đào tẩu người áo đen hút lại. Cứ việc người áo đen nguyên một đám ra sức dãy ruộng, làm sao hấp lực quá mạnh, căn bản là không có cách tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể cùng giao long mở ra huyết bồn đại khẩu càng ngày càng gần. Cuối cùng mười mấy tên người áo đen cứ như vậy bị giao long hút vào trong miệng, trở thành nó đồ ăn. T. Thấy cảnh này, ở đây người toàn bộ ngược lại hít sâu một hơi. Giao long thực lực vậy mà khủng bố như vậy một hơi liền ăn hết hơn 10 tên người áo đen. Đặc biệt là thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông người, bọn họ thế nhưng mà rất rõ ràng người áo đen thực lực. Khiến hai tông vô cùng đau đầu người áo đen cứ như vậy không còn. Giao long năng lực tiêu hóa mạnh đáng sợ. Bị nó ăn hết đồ ăn, lập tức liền có thể tiêu hóa hết, chuyển hóa thành bản thân cần năng lượng. Ăn hết mấy chục người đối với giao long mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Tiểu bạch, ăn no chưa? Lâm Phong hời hợt hỏi một câu. Ngang chưa ăn no liền đem bọn hắn ăn chung. Nói xong Lâm Phong đưa tay chỉ hướng thất sát tông phương hướng. Một chỉ này có thể đem thất sát tông người dọa gần chết. Vừa rồi người áo đen bị ăn sạch tràng cảnh còn rõ mồn một, một trước mắt, bọn họ cũng không muốn giống người áo đen một dạng, trở thành giao long đồ ăn. Thất sát tông chân truyền đệ tử miêu khôn nhanh lên đứng ra, dùng hơi run rẩy âm thanh nói ra, tiền, tiền bối. Chúng ta thuộc về thất sát tông, ta là thất sát tông trưởng môn dưới trướng thứ ba chân truyền đệ tử miêu khôn. Còn mời tiền bối cho ta sư tôn một bộ mặt, thả chúng ta một con đường sống, ta thất sát tông vô cùng cảm kích. Lâm Phong nghe xong không có bất kỳ cái gì biểu thị. Do Long Tiểu Bạch hướng về thất sát tông trận danh lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu. Miêu Khôn thấy thế, bài tiếp bị sợ bể mật, kiệt lực la lên. Tiền bối, tiền bối, ngươi không thể giết ta, ta là thất sát tông trưởng môn đệ tử, ngươi giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. To lớn hấp lực lại một lần xuất hiện, lần này nhắm ngay là thất sát tông trận doanh. Liền người áo đen đều trốn không thoát hấp lực phạm vi, thất sát tông người liền càng không được, thực lực bọn hắn so người áo đen kém xa. Nguyên một đám đứng xếp hàng bay về phía giao long miệng máu. A a a. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngươi tên ma đầu này, ngươi chết không yên lành, thất sát tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ chu sát ngươi cửu tộc tới cho chúng ta báo thù. Ha ha ha. Chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Miêu Khôn Kiệt điên cuồng kêu to chỉ chốc lát sau thất sát tông cũng mất toàn bộ tiến vào giao long tiểu bạch bụng chuyển hóa thành năng lượng còn lại ba cái thế lực vô cực ma tông thần tiêu kiếm tông thanh vân tông người đều bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên nếu như nói người áo đen là bởi vì không trả lời vấn đề mới bị ăn hết cái kia thất sát tông đâu rõ ràng gì cũng không hỏi vẫn là bị ăn có lẽ miêu khôn nói không sai người trước mắt giản bài chính là một cái giết người không chớp mắt mà đầu hiện trường chỉ có diệp thanh huyền cùng lý lạc y cùng lúc trước đi theo lý lạc y bên người mấy người biết mình là an toàn có thể hai tông những người khác không biết à bọn họ cũng không có gặp qua trước mắt người đeo mặt nạ giải quyết thất sát tông lâm phong đem ánh mắt nhìn về phía vô cực ma tông vẻn vẹn một ánh mắt liên xuống tê liệt không ít vô cực ma tông người sở dĩ cuối cùng mới đối phó vô cực ma tông là muốn cho bọn họ nếm thử tử vong chậm rãi giáng lâm cảm giác lâm phong không có quên sư tôn tô mộ bạch bị trọng thương thù vô cực ma tông chính là chủ sử sau màn hôm nay chỉ là thu chút lợi tức, về sau lại tìm bọn họ chậm rãi tính sổ sách. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị hô Tiểu Bạch tiếp tục ăn thời điểm. Không biết ai hô một câu. Đại gia mau trốn, tên ma đầu này sẽ không bỏ qua chúng ta, không trốn nữa liền không có cơ hội. Vô cực ma tông người lập tức tây tản ra tới. Thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông người cũng có chút dục dịch. Theo bọn hắn nghĩ, Giao Long ăn hết vô cực ma tông về sau, cái tiếp theo liền nên đến phiên mình. Sớm chút trốn có lẽ còn kịp thần tiêu kiếm tông tất cả mọi người đừng động, đứng ngay ngắn cho ta. Thanh Vân Tông cũng đều đứng ngay ngắn, ai dám động đến liền trục xuất sư môn. Diệp Thanh Huyền cùng Lý Lạc Y một trước một sau phân phó nói. Hai vị chân truyền đệ tử lời nói vẫn rất có dùng, bạo động đám người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 26. Vô cực ma tông người muốn chạy trốn. Lâm Phong đương nhiên sẽ không cho cơ hội. Hơi phóng xuất ra một chút khí tức, liền đem bọn hắn toàn bộ ép nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Giao Long Tiểu Bạch bay đến không trung há mồm khẽ hấp, đem Vô Cực Ma Tông người lần lượt hút tới. Vẹn vẹn vài phút, Vô Cực Ma Tông cũng bước thất sát tông theo gót. Hôm nay ăn trọn vẹn mấy trăm người, đối với Giao Long Tiểu Bạch trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Bất quá nó bước kế tiếp muốn vào hóa thành chân long vô cùng khó khăn. Giao hóa long so rắn hóa giao muốn khó trên trăm lần không ngừng. Nếu như nói rắn hóa giao tỷ lệ thành công là một phần 10, như vậy giao hóa long tỷ lệ thành công chính là một phần ngàn. Loại này tỷ lệ thấp đến để cho người ta tuyệt vọng. Tiểu Bạch thực đã tại cửu U bí cảnh nội tu đi gần đến vạn năm. Chính là bởi vì biết dựa vào chính mình không thể nào thành công hóa long, đang cảm thụ đến Lâm Phong mạnh mẽ về sau mới có thể lựa chọn theo hắn. Hy vọng Lâm Phong tương lai có thể trợ giúp bản thân. Giải quyết vô cực ma tông, thất sát tông, người áo đen tam phương thế lực, kẻ địch đại bộ đội thực đã đoàn diệt, lưu lại đội ngũ nhỏ mình hiểu cấu không được quá lớn uy hiếp. Lâm Phong đứng ở giao long tiểu bạch trên đầu, chuẩn bị rời đi, hắn còn không nghĩ ở trước mặt mọi người bại lộ thân phận. Ân nhân, ngài còn nhớ ta không? Ta là thanh vân tông Lý Lạc Y. Lý Lạc Y đột nhiên lấy dũng khí, lớn tiếng hướng về phía Lâm Phong hồ. Nàng biết mình nếu không nói, đối phương muốn đi. Lâm Phong nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, Lý Lạc Y chính khẩn trương đứng ở nơi đó. Nhớ kỹ, Cảm ơn ân nhân còn nhớ rõ ta. Cái này thực đã là ngài lần thứ hai cứu ta. Lạc y thực sự không biết nên như thế nào báo đáp ngài ân tình. Hy vọng ân nhân có thể lưu lại tục danh. Lạc y sẽ vĩnh viễn khác trong tâm khảm. Lạc y tiểu thư, ta nói qua, cứu ngươi chỉ là thuận tay mà làm. Lần trước là, lần nay cùng là, cho nên không cần để ở trong lòng. Lâm Phong bình thản trả lời. Lý Lạc y nghe vậy tâm trạng xa sút Quả nhiên vẫn là cùng lần trước một dạng. Người ta căn bản không nguyện ý phản ứng bản thân xem như thanh vân tông thiên tri kiêu nữ hai lần bị từ chối trong lòng tuổi thân có thể nghĩ ngay tại lâm phong lần nữa chuẩn bị rời đi thời khắc diệp thanh huyền mở miệng thần tiêu kiếm tông ngọc nữ phong phong chủ lãnh hàn xương dưới trướng đệ nhất chân truyền diệp thanh huyền mang theo ở đây tất cả thần tiêu kiếm tông đệ tử tạ tiền bối ân cứu mạng tạ tiền bối ân cứu mạng thần tiêu kiếm tông tất cả mọi người đi theo diệp thanh huyền la lớn không cần phải khách khí ta cùng với thần tiêu kiếm tông có chút uyên duyên gặp đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn bất kể như thế nào tiền bối cứu chúng ta là sự thật về tình về lý đều nên cảm tạ tiền bối diệp thanh huyền kiên trì nói ta tiếp nhận các ngươi cảm tạ những này là ta tại bí cảnh bên trong tìm được các ngươi cầm đi cho thụ thương người sử dụng à hy vọng có thể trợ giúp cho đại gia lâm phong nói xong từ trong túi càn khô xuất ra một đống lớn tại linh thảo linh dược chia hai phần đưa đến thần tiêu kiếm tông cùng thất sát tông trong trận doanh bất quá thần tiêu kiếm tông chiếm được rõ ràng nhiều hơn một chút. Thân làm thần tiêu kiếm tông đại sư huynh, hắn khuyên hướng tông môn của mình là nên. Tạ ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Diệp Thanh Huyền cùng Lý Lạc Y đồng thời lên tiếng cảm tạ. Tốt rồi, ta phải đi, trước khi đi ta phải nhắc nhở một câu, lần này cửu u bí cảnh cùng trước kia khác biệt, vì an toàn lý do, hai người các ngươi tông tốt nhất đừng tách ra. Mặc dù vô cực ma tông cùng thất sát tông đại đội ngũ bị tiêu diệt, nhưng người áo đen uy hiếp so với bọn họ càng lớn vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn lâm phong đề nghị không biết mới là đáng sợ nhất có thể đem người áo đen huấn luyện đến không sợ sinh tử nói rõ thế lực sau lưng rất có thủ đoạn không thể khinh thường chúng ta rõ ràng diệp thanh huyền cùng lý lạc y cùng một chỗ hồi đáp vậy là tốt rồi hy vọng các ngươi có thể an toàn rời đi cửu u bí cảnh gặp lại tiểu bạch chúng ta đi một người một dao đằng không mà lên rất nhanh biến mất ở tất cả mọi người ánh mắt. Tại cừu u bí cảnh bên trong phi hành là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Dị thú lĩnh mà ý thức rất mạnh, một khi xâm nhập cũng sẽ bị coi là khiêu khích, lọt vào công kích. Bất quá đó là đối với sinh vật khác mà nói, giao long chính là bí cảnh một trong bá chủ, bí cảnh bên trong không có dị thú dám chủ động công kích nó. Nhìn xem dần dần biến mất Lâm Phong, Lý Lạc Y cắn môi, trong lòng tủi thân không thôi. Diệp Thanh Huyền là càng chắc chắn bản thân tuyệt đối gặp qua người này cứu người còn chưa tính còn đưa ra nhiều như vậy chân quý linh dược trừ cái đó ra còn có một cái chi tiết thần tiêu kiếm tông đạt được linh dược so thanh vân tông nhiều muốn nói người này cùng thần tiêu kiếm tông không có quan hệ ai mà tin tất nhiên cùng thần tiêu kiếm tông có uyên duyên cốt linh lại chưa tròn trăm tuổi thực lực còn như vậy sâu không lường được tuyệt không phải là cái gì bừa bãi hạng người vô danh sẽ là ai chứ diệp thanh huyền lâm vào thật sâu hồi ức nàng quá muốn biết lâm phong thân phận tiểu bạch cái này bí cảnh bên trong còn có hay không thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm dị thú. Chúng ta đi vơ vét bảo bối. Lâm Phong hỏi. Khoảng cách cửu u bí cảnh mở ra còn có một cái tháng sau, hắn không muốn khôi phục thân phận, cùng thần tiêu kiếm tông người tụ hợp. Nhàn rỗi nhàm chán, vậy thì tìm bảo bối đi. Thực lực càng mạnh dị thú, thủ hộ bảo bối càng nhiều, càng chân quý. Ví dụ như tiểu bạch, vừa mới đưa ra nhiều như vậy linh dược. Đến lại đi tìm một chút tới bổ sung mới được. Ngang. À. Lâm Phong dưới chân giao long kêu to một tiếng. Đã có, vậy liền xuất phát. Tiểu Bạch tăng nhanh tốc độ đi tới. Sau một ngày, bọn họ đi tới một chỗ ngoài sơn cốc. Ngang, Tiểu Bạch phát ra uy nghiêm tiếng kêu. Ngao, trong sơn cốc lập tức xuất hiện đáp lại. Tiếp lấy một con trên lưng mọc ra hai cánh, toàn thân màu tím dị thú bay lên đi ra, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tử tinh dực ma lang, một loại thực lực hoàn toàn không thua giao long dị thú. Tiểu Bạch đã từng cùng tử tinh dực ma lang chiến đấu qua. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Lần này hiển nhiên là muốn dựa vào chủ nhân Lâm Phong cho đối phương một hạ mã uy. Làm tử tinh dực ma lang nhìn thấy đứng ở đầu giao long bên trên Lâm Phong lúc lửa giận lập tức biến thành cảnh giác. Nó linh trí có hạn nhưng cũng rõ ràng có thể đứng ở đầu giao long bên trên người. Thực lực tất nhiên so giao long càng đáng sợ. Mình và giao long bất phân thắng bại, cái kia người này khẳng định trên mình. Lâm Phong không nghĩ nói nhảm đưa tay phải ra nhẹ nhàng một nắm một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức đem tử tinh dực ma lang cầm cố lại ngao tử tinh dực ma lang phát ra chu lên muốn tránh thoát ra ngoài nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng đều không làm nên chuyện gì giữa hai bên thực lực chênh lệch quá khổng lồ tựa như một người trưởng thành lấy tay đè lại một tên vừa ra đời hài nhi muốn tránh thoát là không thể nào nể tình ngươi tu luyện tới hiện tại cũng trình độ không dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời ta không giết người lâm phong bình tĩnh nói ra thật ra bàn về trình độ chân quý từ tinh dực ma lang mới là nhất bảo vật quý giá nó nội đan da lông huyết nhục gân cốt đều giá trị liên thành chỉ là lâm phong có bản thân nguyên tắc không nguyện ý vô duyên vô cớ chế tạo sát lục đặc biệt là loại này đạt được thiên địa tán thành thực đã mở linh trí dị thú tựa hồ nghe hiểu lâm phong lời nói từ tinh dực ma lang liên tục gật đầu lâm phong thấy thế đem nó thả ra mang theo tiểu bạch tiến vào sơn cốc càn quét Tử tinh dực ma lang chỉ có thể ngu đứng ngẩn tại chỗ. Nó không dám tiến vào. Vừa mới nhân loại kia cho quá mạnh mẽ. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 27, cửu u bí cảnh ở trung tâm. Có một cái to lớn hồ nước. Tất cả bí cảnh bên trong tiểu khê dòng sông bên trong nước đều sẽ hướng chảy nơi này. Lâm Phong nếu như không có tìm được bỉ ngạn hoa, một bài theo dòng sông tiến lên, cuối cùng cũng sẽ đến nơi đây. Giờ này khác này. Hơn trăm người đến, Đem hồ nước bao bọc vây quanh, đồng thời cấp tốc bắt đầu bố trí trận pháp. Rất nhanh một đường kết giới đem hồ nước bao lại. Bọn họ chính là truy sát Lãnh Hàn Xương đám kia người áo đen. Lãnh Hàn Xương, ta nói qua, ngươi chạy không thoát, đi ra chịu chết đi. Ngươi tuyển cái này nơi táng thân cũng không tệ lắm, cực kỳ thích hợp ngươi. Người áo đen đại thủ lĩnh nhìn xem bình tĩnh mặt hồ nói ra. Không có người đáp lại. Mặt hồ bình tĩnh như trước. Đã ngươi không ra, cái kia ta liền mời ngươi đi ra động thủ. Kết giới bên trên ngưng tụ ra một cái năng lượng màu đỏ bóng, bắn vào mặt hồ. Oanh! Lập tức nhấc lên sóng to. Vô số trong hồ sinh vật trong một kích này mất đi sinh mệnh. Có dài mười mấy mét loài cá, ô tô to bằng tiểu giải xác loại, còn có một con xúc tu thì đến được tây dài 5 mét bạch tuộc loại. Giống! Rít lên một tiếng từ đáy hồ chuyển đến. Hồ Trung ương chậm rãi dâng lên một tòa núi nhỏ. Đợi đến thấy rõ tiểu sơn toàn cảnh xung quanh người áo đen đều ăn kinh hãi không thôi. Cái kia chỗ nào là cái gì tiểu sơn, rõ ràng là một con cự hình rùa đen. Người áo đen đại thủ lĩnh nhíu mày. Hắn biết lãnh hàn xương tại đáy hồ, vốn muốn đem đối phương bước đi ra, không nghĩ tới người không đi ra, lại đi ra một con cự quy. Nhìn cái này cự quy hình thể, không biết thực đã tu luyện bao nhiêu năm. Như loại này mạnh mẽ dị thú, cũng là rất có lãnh thổ ý thức. Lãnh hàn xương thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể để cho nàng tới gần bị quấy giày nghỉ ngơi, cự quy tựa hồ rất tức giận. Hống hống hống, mấy tiếng gầm rú chấn người áo đen vừa mới bố trí trận pháp lung lay sắp đổ. Nghiệt xúc, ngươi muốn tự tìm cái chết không được. Người áo đen đại thủ lĩnh cả giận nói. Giống, lại là một tiếng càng lớn chu lên, làm đáp lại. Phốc, hơn 10 tên tại trong sơn cốc cùng lãnh hàn xương một trận chiến, thụ thương chưa lành người áo đen, nhao nhao không chịu nổi, thổ huyết hôn mê. Người áo đen đại thủ lĩnh giận dữ, hắn biết không giải quyết cái này cự quy là bức không ra lãnh hàn xương công kích cho ta trận pháp bắt đầu ngưng tụ có thể màu đỏ lượng bóng sau đó không ngừng rơi vào cự quy trên lưng rầm 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 một trận kịch liệt bạo tạc qua đi cự quy gần như là lông tóc không hư hại mai rùa là nó cứng rắn nhất bộ vị đồng dạng công kích liền phòng đều không phá được chớ nói chi là tổn thương nó một đám phế vật đầu óc làm sao lớn lên công kích cho ta nó yếu kém nhất đầu cùng chi người áo đen đại thủ lĩnh nổi giận mắng. Trận pháp lại bắt đầu ngưng tụ năng lực. Lần này không có rơi vào mai rùa bên trên, mà là hướng về cự quy đầu cùng chi công kích. Oanh! Giống! Thứ nhất đạo năng lượng bóng thành công đánh trúng đầu, cự quy bị đau, hét lớn một tiếng, đem đầu cùng chi rút vào mai rùa bên trong. Không còn mục tiêu, năng lượng cầu muốn sao thất bại, muốn sao đánh trúng mai rùa. Đợi đến công kích đình chỉ. Cự quy mới đem đầu cùng chi vươn ra một khi công kích bắt đầu, nó lại sẽ rụt về lại. Bất quá lần này có mấy khả năng lượng cầu, từ cự quy đầu cùng chi rũi ra địa phương đánh vào, tại cự quy trong thân thể chợt nổ tung. Đau cự quy gào lên. Vì để tránh cho lần nữa bị làm bị thương, nó đem người xoay tròn, dạng này năng lượng cầu liền vô pháp tiến vào cự quy trong cơ thể. Mấy vòng công kích đến đến, cự quy bị thương tổn rất có hạn. Không thể không nói, khai linh trí dị thú, so với chưa mở linh trí giã thú, có tương đối lớn khác nhau bọn chúng không chỉ có thực lực càng thêm mạnh mẽ, sẽ còn tìm tới đối với mình có lợi nhất phương thức chiến đấu. Cự quy biết mình ưu thế là lực phòng ngự, vậy trước tiên đánh tiêu hao chiến. Chờ kẻ địch thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, bản thân lại phát động công kích. Người áo đen đại thủ lĩnh trao mày. Không thể còn như vậy tiêu hao từ từ. Nhất định phải cho cự quy một kích trí mạng. Nếu không tiêu hao quá mạnh miệng, ứng phó lãnh hàn xương có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Không người nào dám xem thường thần tiêu bảy kiếm người nắm giữ, cho dù là đối phương thực đã bị thương không nhẹ. Tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, người áo đen đại thủ lĩnh từ trong túi càn khô xuất ra một cây cung. Cung này toàn thân phi hồng, phía trên khắc lấy bí mật tê dại phù văn, mới xuất hiện một cỗ sát khí liền đập vào mặt. Sát thần cung. Một cái phối hợp sát thần quyết có thể phát ra uy lực cực lớn vũ khí. Tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, nhắm ngay trong hồ cự quy. Thể nội sát thần quyết vận chuyển một cây từ sắc khí ngưng tụ mà thành mũi tên xuất hiện ở trên cung giết người áo đen đại thủ lĩnh trong lòng hét lớn một tiếng đồng thời tay phải buông ra hưu sát thần tiễn hướng về cự quy vọt tới làm sắp tiếp xúc đến kết giới thời điểm kết giới vậy mà xuất hiện một cái hố sát thần tiễn vừa vặn từ trong động xuyên qua tiến vào trong kết giới về sau sát thần tiễn đình chỉ tiến lên lơ lửng giữa không trung hấp thu trận pháp tụ tập năng lượng đợi đến sát thần tiễn thực đã biến hơi mờ phía trên tản mát ra một cỗ kinh thiên sắc khí thời điểm cự quy cảm nhận được không ổn nó cấp tốc đem thân thể chui vào đáy hồ không còn dám dùng mai rùa đón đỡ hưu hút tràn đầy năng lượng sát thần tiễn lần nữa bắn ra xuyên qua hồ nước bài đặt đáy hồ rơi vào cự quy mai rùa phía trên giống cự quy phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm nó vẫn lấy làm kiêu ngạo mai rùa bị giết thần tiễn phá mở phòng ngự xuyên thấu thân thể đem ngũ tạng lục phủ đều phá hư hết hồ nước cũng ở đây sát thần tiễn công kích đến nhấc lên thao thiên cự lãng sóng cao đạt tới mấy chục mét đợi đến sóng gió lắng lại một bộ phận hồ nước mình bị máu tươi nhiễm đỏ cự quy thi thể khổng lồ trôi nổi ở trên mặt hồ mà ở cự quy bên cạnh còn có vô số trong nước sinh vật thi thể vẻn vẹn một tiễn liền đem lấy lực phòng ngự xưng cự quy dị thú đánh giết có thể thấy được sát thần cung phối hợp sát thần quyết uy lực lớn bao nhiêu mặc dù giải quyết cự quy nhưng người áo đen vẫn còn tiếp diễn tiếp theo duy trì trận pháp vận chuyển. Bọn họ mục tiêu cũng không phải Cự Quy, mà là Thần Tiêu Bảy Kiếm một trong Băng Phách Kiếm chi chủ Lãnh Hàn Sương. Sở dĩ xác định Lãnh Hàn Sương tại đáy hồ, đó là bởi vì sơn cốc một trận chiến, Lãnh Hàn Sương bị sát thần quyết sát khí ăn mòn, trong thời gian ngắn không thể nào hoàn toàn thanh trừ. Đúng là như thế, người áo đen tài năng truy tìm được. Cự Quy thực đã giải quyết, đón lấy bên trong liền nên làm chính sự. Giết chết Lãnh Hàn Sương cướp đi băng phách kiếm mới là người áo đen tiến vào cửu u bí cảnh nhiệm vụ. Hồ nước chỗ sâu nhất nước bùn dưới, có một cái băng điêu chôn ở chỗ này. Băng điêu bên trong có một nữ tử. Không phải sao lãnh hàn xương là ai. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt lộ ra một chút vẻ thống khổ. Tựa hồ tại chữa thương. Lúc trước sơn cốc một trận chiến, lãnh hàn xương bị chuẩn bị sung túc người áo đen trọng thương, một đường chạy trốn tới nơi đây. Tu luyện cực hàn chân khí nàng, tại loại này thủy nguyên sung túc địa phương chữa thương, đem sẽ làm ít công to. Tăng thêm bên dưới hồ nước cự quy dị thú thực lực không yếu, có lẽ có thể giúp một tay ngăn cản một lần người áo đen bước chân. Thế là quyết định lưu lại. Lãnh Hàn Sương đem chính mình băng phong, trốn qua cự quy cảm giác, rơi vào hồ nước chỗ sâu nhất che giấu chữa thương. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 28. Đáy hồ băng điêu bên trong lãnh Hàn Sương từ từ mở mắt. Trên mặt đều vẻ thống khổ biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là vẻ bất đắc dĩ. Dưỡng thương cần yên tĩnh. Bên ngoài chiến đấu mình khiến cho nàng vô pháp tiếp tục. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Lại có 7 ngày, nàng là có thể đem thể nội sắc khí toàn bộ thanh trừ. Không có sắc khí ảnh hưởng, ít nhất có thể khôi phục lại 8 thành thực lực. Tại kẻ địch không có nói trước bố trí trận pháp tình huống dưới, 8 thành thực lực thực đã đầy đủ ứng đối. Lãnh hàn xương thở dài một hơi. Rơi xuống bây giờ tình trạng này. Vẫn là bản thân quá tự phụ cho rằng bằng nàng thực lực đi tới cửu u bí cảnh có thể không sợ bất luận kẻ nào ai biết thất sát tông không chỉ có bốc lên thiên hạ sai lầm lớn trong bóng tối tu luyện sát thần quyết còn đem tu luyện sát thần quyết sát thần tổ cho phái vào nếu như ngay từ đầu liền biết người áo đen là ngàn năm trước danh chấn ly châu sát thần tổ lãnh hàn xương cũng sẽ không như thế khinh địch bản thân đi vào trong trận pháp đương nhiên cũng có nàng lo lắng duyên cớ khi đó còn không biết bị đuổi giết chân truyền đệ tử là ai Lãnh Hàn Sương rất sợ là đệ tử mình Diệp Thanh Huyền. Lại thêm nàng cũng không cho rằng có người có thể uy hiếp được bản thân, cho nên mới sẽ lơ là sơ suất bên trong người áo đen cái bẫy. Thân thể bị sát khí ăn mòn. Thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra ba thành. Căn bản không thể nào là sát thần tổ đối thủ. Giờ khác này, cho dù là lãnh hàn xương cũng không khỏi có chút nhụt chí. Hiện tại đừng nói giúp mộ bạch sư huynh tìm kiếm bỉ ngạn hoa, ngay cả bản thân có thể hay không an toàn rời đi cửu u bí cảnh cũng khó nói tại sát thần tổ dưới sự đuổi giết, nàng thật sự là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể chống đến bí cảnh lần nữa mở ra. Ngay tại lãnh hàn xương suy nghĩ cách đối phó lúc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đáy hồ nước bùn bị oanh mở, đem băng điều lộ ra, khoảng chừng một gian nhà lớn như vậy. Người áo đen đại thủ lĩnh gặp lãnh hàn xương một bài dấu ở trong hồ không ra, liền dẫn hơn 10 tên người áo đen chui vào đáy hồ. Theo bản thân cảm ứng được vị trí, một đòn oanh mở nước bùn, tìm được phong ấn lãnh hàn xương băng điều lãnh hàn xương ngươi cho rằng đem mình băng phong liền có thể trốn qua truy sát sao nằm mơ sát thần quyết sát khí há lại dễ dàng như vậy ngăn cách chỉ cần trong thân thể ngươi còn có sát khí vô luận ngươi giấu ở đâu ta đều có thể tìm tới người áo đen đại thủ lĩnh nở nụ cười lạnh lùng nói các ngươi thất sát tông dám trong bóng tối tu luyện sát thần quyết chờ lấy được xưng là người trong thiên hạ công địch à lãnh hàn xương giận đỗi ha 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 lãnh hàn xương uổng cho ngươi vẫn là thần tiêu bảy kiếm một trong thế mà ngây thơ như vậy chờ diệt đi ngươi thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông ai còn dám nghi vấn ta thất sát tông thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tất cả phản đối âm thanh đều sẽ bị vùi vào trong đất ngươi thật coi ta thần tiêu kiếm tông là bùn nặn không được muốn diệt liền diệt cái kia hãy đợi đấy à không đúng ngươi không có cơ hội hôm nay chính là ngươi tử kỳ có đúng không chờ ngươi trước phá mở ta phong ấn rồi nói sau lãnh hàn sương trả lời một câu đưa nàng phong ấn băng điêu cũng không phải là phổ thông băng điêu mà là từ băng phách kiếm ẩn chứa vạn niên hàn băng chi khí chuyển hóa mà thành đây cũng là lãnh hàn sương phòng tuyến cuối cùng một khi băng điêu bị phá ra cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận người áo đen thủ lĩnh nghe vậy tiện tay ném ra một đường công kích rơi vào băng điêu bên trên bành đừng nói phá mở ngay cả một chút dấu vết đều không thể lưu lại thật mạnh lực phòng ngự người tới đem băng điêu đỡ ra mặt nước. Người áo đen đại thủ lĩnh phân phó nói. Mười mấy mét người áo đen mới vừa tới gần. Băng điêu đột nhiên bản thân động, đem bọn hắn phá tan, cấp tốc xông ra mặt nước, cùng kết giới đến rồi một cái tiếp xúc thân mật, lại bị bắn ngược trở về. Lãnh hàn xương mặc dù có thể miễn cưỡng điều khiển băng điêu di động, lực lượng lại không được. Nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ, chỉ cần một kiếm liền có thể phá mở trận pháp kết giới. Lãnh hàn xương, đừng lại làm không lo sợ vùng vẫy, ngươi trốn không thoát, man ngoãn thúc thủ chịu trói ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết nếu không ngươi vậy để cho ly châu vô số nam nhân chiếu cố mình lâu thân thể sẽ phải tao tội người áo đen đại thủ lĩnh dẫn người trở lại trên mặt hồ cười hắc hắc dùng ngôn ngữ kích thích lãnh hàn xương ta nói muốn giết ta trước phá mở ta phong ấn lại nói lãnh hàn xương không hề bị lay động thật sự cho rằng ta không phá nổi sao công kích trận pháp bắt đầu ngưng tụ năng lượng từng đạo từng đạo năng lượng cầu hướng về băng điêu rơi xuống Bành bành bành. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. Một vòng công kích qua đi. Băng điêu vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì tổn hại, bên trong lãnh hàn xương cũng bình yên vô sự. Cái này lực phòng ngự so với chết đi cự quy mai rùa, chỉ sợ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Xung quanh người áo đen cũng cảm thấy khó giải quyết. Liên cái này, cùng cù lét không sai biệt lắm. Lãnh hàn xương châm chọc nói. Lãnh hàn xương, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu, cho ta toàn lực công kích. Người áo đen thủ lĩnh giận. Hắn không có xuất ra đánh giết cự quy sử dụng sát thần cung. Không phải là không muốn, mà là không thể. Mỗi một lần sát thần cung sử dụng, đều sẽ đúng thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. Muốn dùng lần thứ hai, chỉ ít cần tĩnh dưỡng một tháng. Trong thời gian ngắn liên tục sử dụng lời nói, thân thể sẽ lọt vào nghiêm trọng phản phệ. Vừa mới thực đã dùng qua một lần. Không đến vạn bất đắc dĩ là không thể dùng lần thứ hai. Năng lượng cầu còn như mưa rơi rơi xuống. Băng điêu bên trong lãnh hàn xương mặc dù không có bị thương tổn, nhưng trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Tiếp tục như vậy không phải sao biện pháp? Đánh lâu không xong, người áo đen nhất định sẽ dùng càng mạnh chiêu thức. Ví dụ như vừa mới đánh giết cự quy dị thú một kích kia. Ngay cả tại đáy hồ băng điêu bên trong dưỡng thương lãnh hàn xương, cũng có thể cảm giác được một kích kia ẩn chứa uy lực cực lớn. Nhìn nhìn lại trên mặt hồ thi thể, có thể tưởng tượng được một kích kia có nhiều đáng sợ lãnh hàn sương không cảm thấy mình có thể ngăn cản tiểu bạch bí cảnh bên trong còn có hay không càng mạnh dị thú lâm phong hướng về phía dưới chân giao long hỏi mấy ngày nay tiểu bạch dẫn hắn đi rất nhiều nơi gặp rất nhiều dị thú cũng vô vét không ít bảo bối có thể những dị thú kia thực lực đều cùng tiểu bạch kém không nhiều lắm có còn không bằng nhiều lần liền hơi mệt mỏi nếu là có càng mạnh mẽ dị thú có lẽ có thể làm lâm phong hứng thú ngang giao long tiểu bạch lập tức làm ra đáp lại còn mạnh hơn nó dị thú vậy cũng chỉ có bí cảnh bên trong bá chủ một con kia bá chiếm bí cảnh bên trong tài nguyên rất phong phú chi địa vạn năm lão quỳ có còn không mau đi đừng sợ yên tâm lớn mật đi ngươi chủ nhân thực lực của ta mạnh đây nó nếu là dám phản kháng ta liền đem nó làm thịt cho ngươi làm đồ ăn ngang giao long tiểu bạch vui sướng kêu một tiếng biến đổi một cái phương hướng tăng thêm tốc độ siêu một lần liền không thấy bóng dáng hết tốc độ tiến về phía trước nó tốc độ nhanh chóng, mắt thường gần như chỉ có thể nhìn thấy một đường ảnh tử. Lâm Phong đứng ở đầu giao long bên trên, đón gió mà đứng. Một người một giao phương hướng đi tới, chính là cửu u bí cảnh ở trung tâm hồ nước. Mà bọn họ mục tiêu, chính là sinh hoạt tại trong hồ cự quy. Lại không biết bây giờ cự quy, thực đã trở thành một cỗ thi thể. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 29, cửu u bí cảnh ở trung tâm hồ nước phía trên. Băng Điêu còn đang chịu đựng người áo đen công kích, chỉ là phương diện tốc độ chậm rất nhiều. Mỗi tụ tập một viên năng lượng cầu, đối với bọn họ tiêu hao cũng là tương đối lớn. Một đợt công kích về sau, biết khôi phục một đoạn thời gian, lại tiến hành đợt công kích tới. Đánh lâu không xong, người áo đen đại thủ lĩnh cũng không khỏi có chút phập phồng không yên. Rõ ràng chỉ cần đánh nát Băng Điêu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chính là làm không được. Quả nhiên có thể trở thành thần tiêu bảy kiếm người, đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy cho dù là cơ quan tính toán tường tận cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Lúc này loại tình huống này, không sử dụng sát thần cung, người áo đen đại thủ lĩnh cũng không có biện pháp gì tốt. Cái kia phong ấn lãnh hàn xương băng điêu, giản bài so cự quy mai rùa còn muốn cứng. Cứ tiếp như thế, sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang. Lãnh hàn xương phải chết tại cửu u bí cảnh bên trong. Cái này thực đã không chỉ là người áo đen nhiệm vụ đơn giản như vậy. Nếu để cho lãnh hàn xương sống sót ra ngoài, sát thần tổ cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng. Hiện tại thất sát tông hoàn không có ứng đối ly châu các đại thế lực thảo phạt chuẩn bị. Đến lúc đó một khi sự tình ở ngoài dự liệu, ngay cả vô cực ma tông khả năng cũng sẽ ngã qua. Cái kia thất sát tông coi như thật vạn kiếp bất phục. Lãnh hàn xương, đây là người ép ta. Người áo đen đại thủ lĩnh cắn răng nói ra. Băng điêu bên trong lãnh hàn xương trong lòng giật mình, nghĩ tới cái kia kinh thiên nhất kích. Thực đã nhịn không được phải dùng sao. Cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ người áo đen đại thủ lĩnh đem sát thần cung lần nữa từ trong túi càn khôn lấy ra trong thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần sát thần cung thân thể ắt gặp phản phệ nếu như khả năng lời nói hắn tự nhiên không muốn dùng nhưng mà không có cách nào khoảng cách cửu u bí cảnh lần nữa mở ra chỉ có hơn nửa tháng sử dụng một lần sát thần cung cần tĩnh dưỡng một tháng coi như một bài đem lãnh hàn xương vây ở chỗ này thời gian cũng không đủ mà cái này hơn nửa tháng lại có hay không sẽ xuất hiện tình huống mới ai cũng không biết. Ngộ nhỡ lãnh hàn xương đem sát khí toàn bộ bài trừ sạch sẽ, khôi phục thực lực đầu. Đến lúc đó coi như sử dụng sát thần cung, cũng chưa chắc giết được nàng. Cho nên nhất định phải thừa dịp lãnh hàn xương bây giờ còn không có khôi phục, đưa nàng giải quyết. Cho dù là lọt vào phản phệ cũng sẽ không tiếc. Sát thần cung vào tay. Người áo đen đại thủ lĩnh tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, đồng thời vận chuyển thể nội sát thần quyết. Một chi uy lực kinh thiên sát thần tiễn chậm rãi ngưng tụ chỉ bất quá lần này không hề giống lần trước nhẹ nhàng như vậy thân thể đang không ngừng run rẩy tựa hồ thừa nhận to lớn đau đớn lãnh hàn xương cũng đã nhìn ra nàng nhanh lên lên tiếng nói nguyên lai cái kia kinh thiên nhất kích không phải sao nghĩ phát động liền có thể phát động nhìn ngươi bộ dáng thân thể thực đã sắp không chịu nổi dừng tay à ta có thể bảo đảm sau khi ra ngoài không đem các ngươi thất sát tông trong bóng tối tu luyện sát thần quyết sự tình nói ra không có người đáp lại nàng mắt thấy sát thần tiễn ngưng tụ thành hình Phong ấn tại băng điêu bên trong lãnh hàn xương, cảm giác thân thể bị một cỗ mạnh mẽ sát ý khóa chặt. Thật muốn dùng loại này đồng quy vu tận phương thức sao? Coi như có thể phá ra phong ấn, thân thể ngươi cũng sẽ thụ trọng thương, cần gì chứ? Vẫn không có ai đáp lại. Lãnh Hàn Xương xem như biết rồi sát thần tổ chỗ kinh khủng. Nàng bắt đầu thao túng băng điêu tại trong kết giới tán loạn, muốn thoát đi sát thần tiễn khóa chặt. Nhưng mà mọi thứ đều là phí công. Sát thần tiễn một khi khóa chặt mục tiêu, trừ phi năng lượng hao hết hoặc là bị lực lượng mạnh hơn ngăn trở, nếu không chạy trốn tới chỗ nào đều không dùng. Huống chi lãnh hàn xương căn bản không ra được kết giới. Hưu, sát thần tiễn rời dây cung, lập tức đi tới trong kết giới, tiếp tục hấp thu năng lượng. Người áo đen đại thủ lĩnh thả ra một tiễn này về sau, cả người phảng phất bị hút khô rồi một dạng, gây hốc hác đi, quỳ một chân dưới đất bên trên không ngừng thở hổn hển, con mắt một bài nhìn chằm chằm phía trước. Đợi đến sát thần tiễn hấp thu xong năng lượng, trận pháp cũng đi theo biến mất không thấy. Trên trăm tên duy trì trận pháp vận chuyển người áo đen toàn bộ tê liệt ngồi dưới đất. Một tiễn này gần như lấy hết ở đây tất cả người áo đen khí lực. Hao phí to lớn như thế, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Lãnh Hàn Sương thậm chí cảm giác một tiễn này so sánh với một tiễn còn mạnh hơn. Làm sao bây giờ? Không tránh khỏi. Ngăn không được. Chẳng lẽ mình biết chết ở chỗ này? Hưu. Hấp thu xong năng lượng sát thần tiễn lần nữa khởi động, bắn về phía băng điêu. Lãnh Hàn xương dốc hết toàn lực hướng trên bầu trời bay đi, liều mạng muốn thoát đi. Có thể nàng thực đã bị giết thần tiễn khóa chặt. Đào thoát tỷ lệ là không. Duy nhất có thể làm, chính là trơ mắt nhìn xem sát thần quyết nhích lại gần mình. Đinh! Bé nhọn âm thanh chói tai vang lên. Để cho hiện trường nghe được người không thể không che lỗ tai. Sát thần mũi tên bắn trúng băng điêu. Trải qua hắc bào vô số lần công kích đều không có phá toái băng điêu, giờ phút này vậy mà xuất hiện khe hở răng rắc đồng thời theo khe hở càng lúc càng lớn như giống như mạng nhện tản ra lốp bốp băng điêu giống pha lê một dạng vỡ thành cạn bã băng phách kiếm bên trong vạn niên hàn băng chế tạo băng điêu như vậy phá toái vẫn chưa xong sát thần tiễn phá hư băng điêu về sau cũng không có biến mất mà là tiếp tục hướng về lãnh hàn xương ngực vọt tới không có băng điêu bảo hộ chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực lãnh hàn xương căn bản là không có cách chống đối sát thần tiễn uy lực mắt thấy sát thần tiễn cách mình càng ngày càng gần lãnh hàn sương trong lòng thực đã từ bỏ nếu như là toàn thịnh thời kỳ có lẽ còn có thể liều mạng hiện tại trừ bỏ chờ chết không còn cách nào khác ngay tại lãnh hàn sương nhắm mắt chờ đợi tử vong nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một bóng người trống rỗng xuất hiện ở người nàng trước dùng lưng chặn lại sát thần tiễn quỹ đạo cả hai gần như là mặt đối mặt dán chặt lấy thân thể lại trễ bên trên như vậy không giờ không 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 một giây lãnh hàn xương cũng sẽ bị xuyên qua thân thể thân tử đạo tiêu sát thần tiễn đụng phải đột nhiên xuất hiện người áo ba lỗ trong tưởng tượng một tiễn xuyên thấu hai người hình ảnh cũng không xuất hiện tựa hồ có cỗ lực lượng chặn lại cái này kinh thiên một tiễn bất quá sát thần tiễn mang theo năng lượng khổng lồ vẫn là đem hai người trước đó một đoạn ngắn khoảng cách ở trong quá trình này đạo kia đột nhiên toát ra bóng dáng ôm thật chặt lãnh hàn xương thay nàng đã nhận lấy tất cả khiến cho nàng không có nhận một chút tổn thương. Lãnh Hàn Sương lúc đầu thực đã nhắm mắt chờ chết. Kết quả thân thể siết chặt, giống như là bị cái gì bao vây lấy một dạng. Mở hai mắt ra, phát hiện là có người ôm bản thân. Được cứu. Không thể nào. Lãnh Hàn Sương đầu óc có chút mộng. Ngoại giới ngược lại cũng thôi. Cửu u bí cảnh bên trong, có ai thực lực kia ngăn trở người áo đen kinh thiên một tiễn. Bởi vì hai người là mặt đối mặt ôm ở cùng một chỗ, đầu đều dựa vào ở đối phương bờ vai bên trên, lãnh hàn xương ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào trước người người trên cổ. Có thể nhìn thấy đồ vật lại làm cho nàng toàn thân chấn động. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Suy nghĩ lập tức về tới hơn 20 năm trước. Ngày đó đại sư huynh Tô Mộ Bạch tìm được lãnh hàn xương. Sư muội ta có việc muốn ra ngoài, làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc một chút tiểu tử này. Tô Mộ Bạch nói xong liền đem một cái trong tã lót hài nhi đưa cho lãnh hàn xương. Đại sư huynh, Đứa bé sơ sinh này là nơi nào tới? Lãnh Hàn Sương một bên hỏi một bên đưa tay nhận lấy, ôm vào trong ngực. Trên đường nhặt. Vậy hắn tên gọi là gì? Lãnh Hàn Sương lại hỏi. Còn không có tên đâu, nếu không ngươi cho hắn lấy một cái à? Tô Mộ Bạch tùy ý nói ra. Tốt, lấy tên chuyện này liền giao cho ta. Ban đêm, Lãnh Hàn Sương tại giúp Hải Nhi lúc tắm rửa, phát hiện hắn bên phải trên cổ bớt, rất giống một cái lâm chữ. Đại sư huynh gọi ta lấy cho ngươi tên ngươi trên cổ vừa vặn có một cái chữ lâm liền dứt khoát bảo ngươi lâm phong à thế nào lãnh hàn sương vừa cười vừa nói oa oa hải nhi phát ra tiếng la khóc ngươi cũng đồng ý đúng không vậy sau này ngươi liền kêu lâm phong lãnh hàn sương quá quen thuộc trước mắt cái này bớt bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch ta cầu vương tập 30. giao long tiểu bạch mang theo lâm phong một đường hướng cửu u bí cảnh trung tâm hồ nước phi nhanh cách thật xa khoảng cách Lâm Phong cũng cảm giác được phía trước sát khí ngút trời. Mạnh mẽ như thế sát khí, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế là hất ra tiểu bạch, quyết định bản thân đi trước nhìn xem tình huống. Tới gần về sau liền phát hiện không trung đạo bóng dáng kia, không phải sao lãnh sư thúc là ai. Mặc dù thật tò mò lãnh sư thúc lúc nào tiến vào cửu u bí cảnh và lúc đó còn không phải cân nhắc những khi kia. Bởi vì lãnh hàn xương đang bị một cây uy lực to lớn, tản ra sát ý ngút trời mũi tên công kích. Một khi bị bắn trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mắt thấy mũi tên khoảng cách lãnh hàn xương càng ngày càng gần, Lâm Phong dọa đến lông tơ bài lập. Không kịp nghĩ nhiều, bài tiếp liền dùng thân thể xông đi lên đem nó ngăn trở. Thần tiêu kiếm tông bên trong, nếu như nói tô mộ bạch cùng tô hề giao tại Lâm Phong trong lòng chiếm cứ lấy top hai vị trí, như vậy hạng ba chính là lãnh hàn xương. Hơn 20 năm trước, Lâm Phong vẫn là hài nhi thời điểm, coi là lãnh hàn xương nuôi hắn lớn. Lâm Phong nhớ rõ, ngay cả tên mình, cũng là lãnh hàn xương lấy. Về sau hắn vì điệu thấp, ẩn giấu đi bản thân thiên phú. Đã từng bao nhiêu lần Lâm Phong nhìn thấy Lãnh Hàn Sương nhìn mình lúc toát ra tiếc hận ánh mắt. Theo dần dần lớn lên, sinh hoạt có thể tự gánh vác, Lâm Phong cũng đã rất ít đi ngọc nữ phong. Cùng Lãnh Hàn Sương quan hệ cũng chầm chậm xa lánh. Có thể lại thế nào xa lánh, có chút ân tình là ghi ở trong lòng, mãi mãi cũng quên không được. Nếu ai dám động Lãnh Hàn Sương, Lâm Phong cái thứ nhất đứng ra không đồng ý. Chớ nói chi là có người muốn giết nàng cái kia đem tiếp nhận lâm phong vô biên lửa giận ngăn trở mũi tên cứu lãnh hàn xương lâm phong trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi còn may là đuổi kịp nếu là lại trễ một chút như vậy trơ mắt nhìn xem lãnh hàn xương chết ở trước mặt mình lâm phong đoán chừng biết áy náy suốt đời hắn có thể đoán được lãnh hàn xương tiến vào cửu u bí cảnh mục tiêu đơn giản chính là vì giúp sư tôn tô mộ bạch tìm kiếm bỉ ngạn hoa không phải lấy nàng thân phận là không thể nào tiến đến sát thần tiễn bị lâm phong dùng phía sau lưng ngăn trở trước đó ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau liền hao hết năng lượng tiêu tán trên trăm tên người áo đen ngây ngốc nhìn lên trên bầu trời một màn kia đại gia hợp lực bắn ra sát thần tiễn lại bị người dùng nhục thân chặn lại giả dạ. à quá con mẹ nó không hợp thói thường nơi này chính là cửu u bí cảnh không phải sao tại bên ngoài cả đám đều không thể tin được bản thân con mắt đặc biệt là người áo đen đại thủ lĩnh sát thần tiễn uy lực hắn cực kỳ rõ ràng thậm chí một lần cảm thấy là mình tiêu hao thân thể quá độ xuất hiện ảo giác các ngươi đều nên chết lâm phong nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này oanh một cỗ tuyệt cường khí tức đột nhiên bạo phát đi ra hắn hiện tại rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng đến chậm một bước nữa năm đó cái kia cho mình tắm đưa cho chính mình lấy tên uy bản thân ăn cơm lãnh sư thúc nhưng mà không có tất cả người áo đen chỉ cảm thấy hô hấp siết chặt ngực phẳng phất bị đại trùy đánh trúng nguyên một đám miệng phun máu tươi phốc 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 bên trong còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ thân thể cũng bị ép nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy dùng đầu dạp xuống đất phương thức tới vì chính mình làm việc xin lỗi vốn liền thực đã thoát lực bọn họ chỗ nào còn có thể chịu được dày vò như vậy toàn bộ đã hôn mê ngay tại lúc đó thiên địa biến sắc nguyên bản sáng tỏ bầu trời lập tức bị ô vân bao phủ cuồng phong tùy ý, lôi điện đan sen. Giống như một bộ tận thế khủng bố cảnh tượng. Giao Long Tiểu Bạch đứng ở cách đó không xa. Cảm thụ thiên địa này giống như vĩ lực. Chủ nhân giống như biến mạnh hơn. Phát tiết sau một lát, Lâm Phong tỉnh táo lại, bầu trời cũng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Lãnh hàn xương người mặc tơ lụa. Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng trước ngực hai tòa sơn phong. Ôm một bộ tràn ngập dụ hoặc đến nở nang thân thể, trong lòng của hắn lại không bất kỳ tạp niệm nào. tiểu bạch, ngang, giao long lập tức trả lời. thanh lý hiện trường. giao long tiểu bạch hiểu ý, há mùng khẽ hấp. bất tỉnh dưới đất người áo đen bị nguyên một đám hút vào trong miệng, trở thành đồ ăn lại cũng không tỉnh lại. từ lâm phong cứu lãnh hàn xương đến người áo đen bị giao long tiểu bạch ăn vào bụng đều là tại trong khoảng thời gian cực ngắn phát sinh. lãnh hàn xương còn không có lấy lại tinh thần, mọi thứ đều thực đã kết thúc. hai người rơi xuống đất. Lâm Phong nhẹ nhàng đem nàng thả ra, vốn định nói mấy câu, phát hiện mình thân phận không đúng, thế là quay người chuẩn bị rời đi. Nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam tử, lãnh hàn xương đột nhiên hô, Lâm Phong. Xoay người Lâm Phong trong lòng giật mình, sững sờ 0,01 giây, liền tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù không biết lãnh sư thúc vì sao sẽ hô lên tên mình, nhưng còn không muốn bại lộ thân phận hắn, quyết định chết không thừa nhận. Lâm Phong, ngươi muốn là dám đi. Ta liền đem nơi này phát sinh sự tình toàn bộ nói cho trưởng giáo sư huynh, ngươi bí mật liền bại lộ." Lãnh Hàn Sương lời này vừa nói ra, Lâm Phong dừng bước, lại đem thân thể quay tới, bất đắc dĩ nói, "Lãnh sư thúc, ngài làm sao nhận ra ta? Thật là ngươi?" Lãnh Hàn Sương trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thật ra khi nhìn đến Lâm Phong trên cổ cái kia vô cùng quen thuộc bớt lúc, nàng liền trên cơ bản xác định thân phận đối phương. Trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình? không chỉ có bớt hình dạng giống như đúc ngay cả vị trí đều không sai chút nào có thể đó dù sao cũng là chính mình tưởng tượng bây giờ lại chiếm được chính miệng thừa nhận là ta lâm phong vừa nói gỡ xuống bản thân mặt nạ lộ ra diện mạo như trước mang trên mặt một nụ cười khổ hắn đến bây giờ còn không biết bản thân địa phương nào lộ ra sơ hở bị lãnh sư thúc nhận ra được ngươi ngươi lãnh hàn sương trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì đây là cái kia thần tiêu kiếm tông đệ tử thầm lén nghị luận phế vật đại sư huynh sao chỉ bằng vừa mới không phát hiện chút tổn hao nào ngăn trở sát thần tiễn ngay cả mình toàn thịnh thời kỳ đều không thể làm đến lãnh hàn xương nhìn chằm chằm lâm phong tựa hồ muốn đem đối phương nhìn thấu nàng làm sao đều nghĩ không rõ ràng lâm phong là bản thân nhìn lớn lên liền tên đều là mình lấy mặc dù khi còn bé rất thông minh nhưng lại chưa bao giờ thể hiện ra hơn người thiên phú rốt cuộc là làm sao trưởng thành đến một bước này chẳng lẽ là khi tiến vào cửu u bí cảnh về sau không thể nào lãnh hàn sương bài tiếp bỏ ý nghĩ này cho dù là lại thiên đại cơ duyên đều tuyệt không thể nào để cho một người thực hiện lớn như thế thực lực vượt qua thật muốn có cũng chỉ có một cái kết quả cái kia chính là bạo thể mà chết hơn nữa trong thời gian ngắn tăng lên quá nhanh không cách nào hoàn toàn trưởng khống bản thân lực lượng lâm phong biểu hiện rõ ràng không hợp nói cách khác hắn tại che giấu mình thực lực lãnh hàn sương cảm giác phát sinh trước mắt tất cả thật sự là lật đổ bản thân nhận thức tục ngữ nói tuổi trẻ khinh cuồng ở đâu người trẻ tuổi không muốn lấy được tán thành không nghĩ biểu hiện mình không muốn lấy được tôn trọng duy chỉ có lâm phong lãnh hàn sương xem không hiểu rõ ràng có vô địch thiên phú lại ẩn giấu đi cho dù là gặp thần tiêu kiếm tông tất cả mọi người chỉ trích chửi bới cũng thản nhiên tiếp nhận đây là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi nên có lòng dạ sao chỉ sợ những chuyện lật vặt kia mấy trăm hơn ngàn tuổi già quái vật đều làm không được à. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, lãnh hàn xương trong lòng không khỏi nghĩ đến. Thực sự là một điều bí ẩn một dạng nam nhân. Ân, không đúng, hẳn là nam hải nhi. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 31, Lâm Phong, ngươi giấu rất sâu à. Lãnh hàn xương cảm thán nói. Lâm Phong cũng là thân bất do kỷ, còn mời sư thúc thứ lỗi. Lâm Phong giọng điệu cung kính trả lời. Đối trước mắt vị này đã từng đưa cho chính mình tắm rửa qua, uy qua cơm nữ nhân, hắn không có cách nào không cung kính. Thân bất do kỷ. Vậy ngươi nhưng lại nói một chút, là như thế nào thân bất do kỷ pháp? Lãnh hàn xương hứng thú. Lãnh sư thúc, ngài còn không có nói cho ta, ngài là làm sao nhận ra ta tới. Lâm Phong hỏi lại. Hắn muốn biết đáp án, về sau tốt lần tránh. Không phải sẽ còn lại bị người khác nhìn ra. Ngươi nghĩ biết. Ân. Lâm Phong liên tục gật đầu. Vậy ngươi nói trước đi nói, từ lúc nào bắt đầu quyết định che giấu mình thiên phú? Lâm Phong suy tư chốc lát, mở miệng nói, rất nhỏ à. Thời gian cụ thể ta cũng quên, khi đó sư tôn luôn luôn cho ta nói một chút đã từng sự tích huy hoàng. Nói hắn là thần tiêu bảy kiếm thiên phú tốt nhất, về sau ngoài ý muốn tổn thương căn cơ, dẫn đến thực lực dừng bước tại này. Nhưng ta cảm giác đó cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là bị người khác cố ý gây nên. Cho nên ta cảm thấy mình không thể dẫm vào sư tôn đều vết xe đổ, liên quyết định đem mình che giấu tận lực biểu hiện bình thường một chút như vậy thì không có người chú ý tới ta cũng sẽ không có người lại đối phó ta cái phế vật này đại sư huynh nghe xong lâm phong giải thích lãnh hàn sương cảm thấy cực kỳ hợp lý năm đó đại sư huynh xác thực quá quá kiêu ngạo thậm chí một lần được vinh dự là thần tiêu kiếm tông số trăm năm khó gặp thiên tài chính vì vậy thế lực đối địch mới có thể sợ hãi hắn trưởng thành nghĩ hết biện pháp đem nó phế bỏ lâm phong làm không sai nếu như hắn thật từ nhỏ đã thể hiện ra vô địch thiên tư thật đúng là không nhất định có thể có hiện tại thành tựu đến một lần người trẻ tuổi bị tán dương quá cao dễ dàng kiêu ngạo thứ hai thế lực đối địch cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem hắn phế bỏ nhưng vấn đề là lâm phong khi đó mới bao nhiêu lớn liền biết được như thế ẩn nhẫn hơn nữa một nhẫn chính là dòng dã 20 năm trong lúc đó nhận qua bao nhiêu sư đệ sư muội mắt lạnh trào phúng chỉ có hắn bản thân biết bài cho tới bây giờ thực lực kinh thiên còn không chuẩn bị bại lộ Lãnh Hàn Sương nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt biến, tiểu tử này thực sự là đáng sợ, còn tốt là người một nhà, nếu là thế lực đối địch, cho hắn thêm một chút thời gian, toàn bộ thần tiêu kiếm tông chỉ sợ đều muốn chôn vùi trong tay hắn. Chú ý tới Lãnh Hàn Sương ánh mắt biến hóa, Lâm Phong nhanh lên tiếp tục giải thích nói, sư thúc, ngài tin tưởng ta, ta thực sự không lừa gạt ngài, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân khác, nếu là biểu hiện quá tốt, tông môn chắc chắn sẽ không để cho ta tiếp tục đợi tại cô tồn phong ta sợ sư tôn biết bức bách tại áp lực đem ta trục xuất đi, ta không muốn rời đi cô tồn phong, càng không muốn rời đi sư tôn. liền giấu diếm xuống, liền sư tôn đều không biết. một phen lộ ra chân tình, để cho lãnh hàn xương rất là vui mừng, cũng công nhận lâm phong thuyết pháp. đã từng nàng đối với lâm phong có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. đại sư huynh đều như vậy, xem như hắn chân truyền đệ tử còn không cố gắng. dù cho thiên phú không đủ, cũng có thể dùng cố gắng tới góp. nhưng mà lâm phong đến nay cũng là. Thiên phú không cao, lại còn không cố gắng loại kia. Sư thúc tin tưởng ngươi." Lãnh Hàn Sương gật gật đầu nói. "Cảm ơn lãnh sư thúc. Cái kia, sư thúc có thể nói cho ta, ngài là làm sao nhận ra ta tới sao?" Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Có thể, ngươi mới vừa bị đại sư huynh nhặt lúc trở về, hắn đem ngươi giao phó cho ta chiếu cố một đoạn thời gian, ta hàng ngày rửa cho ngươi tắm, phát hiện ngươi trên cổ bớt, đương nhiên khi đó ngươi còn nhỏ, khẳng định không nhớ rõ, vừa mới ngươi ôm ta, cứu ta thời điểm, ta thấy được ngươi trên cổ bớt rất quen thuộc, ngươi nói trên thế giới sẽ có đồng dạng bớt, đồng dạng vị trí người sao. Lâm Phong giật mình. Thì ra là trên cổ mình bớt vấn đề, hắn đây ngược lại không thế nào chú ý. Biết vấn đề ở chỗ nào liền tốt. Về sau cẩn thận một chút chính là, biết trên cổ hắn có bớt cũng không có mấy người, rất tốt đề phòng. Đến mức lãnh hàn xương nói bản thân nhỏ, không nhớ rõ khi còn bé sự tình, Lâm Phong liền không nghĩ nhổ nước bọt hắn không chỉ có nhớ kỹ lãnh hàn xương cho mình tắm thậm chí còn nhớ kỹ lãnh hàn xương đang tắm quá trình bên trong đùa qua bản thân tiểu 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 lâm phong lúc ấy lâm phong chỉ có thể dùng khóc lớn đại náo tới phản kháng ngươi suy nghĩ một chút ngươi trưởng thành linh hồn tại hài nên nhi trong thân thể bị một cái vô luận khuôn mặt cùng dáng người đều có thể xưng đỉnh cấp mê người mỹ phụ đùa bỡn là một loại thể nghiệm gì càng làm cho lâm phong không thể nào tiếp thu được là lãnh hàn xương người mặc hơi mỏng tơ lụa váy dài bị nước ướt nhẹp về sau, có thể ẩn ẩn trông thấy bên trong hợp lòng người phong cảnh. Lâm Phong kiếp trước tại địa cầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học, liền bạn gái đều không nói qua. Chỗ nào trải qua được dạng này dụ hoặc. Một đoạn kia kinh lịch, kém chút bắt hắn cho cha tấn điên. Dẫn đến Lâm Phong vừa nhìn thấy lãnh hàn xương chuẩn bị cho mình tắm, đều không ngừng khóc giống. Đương nhiên đây đều là hài nhi thời kỳ sự tình. Lãnh Hàn Sương cũng không biết Lâm Phong trong thân thể có một người trưởng thành linh hồn, nếu không tuyệt sẽ không dạng kia làm nàng cũng bất quá là đúng chưa thấy qua đồ vật cảm thấy tò mò mà thôi thì ra là dạng này à trách không được sư thúc có thể xác định là ta lâm phong gật gật đầu cũng không dám lại tiếp tục hồi ức đi xuống năm đó thân thể của hắn là cái hài nhi bây giờ cũng không đồng dạng thực đã trưởng thành một cái huyết khí phương cương tiểu tử lại thêm vừa mới cứu lãnh hàn xương là loại xúc cảm này vẫn là nói sang chuyện khác à lâm phong nói thật cho dù ta có thể xác định thân phận của ngươi nhưng chân chính đạt được ngươi chính miệng thừa nhận lúc, vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn động, ngươi mới hơn 20 tuổi, liền có thể có dạng này thực lực, thiên tư thực đã vượt xa đại sư huynh. Lãnh Hàn Sương cảm thán nói. Sư thúc khen ngợi, Lâm Phong còn trẻ, cần hướng các ngươi học tập đồ vật còn rất nhiều. Lâm Phong khiêm tốn trả lời. Thật ra lấy thực lực ngươi, hoàn toàn không cần thiết lại ẩn nhẫn đi xuống. Không không không, sư thúc, ta thực đã quen thuộc dạng này sinh hoạt, không nghĩ đi tới chỗ nào đều bị coi như tiêu điểm càng không muốn được mọi người làm thành quái vật đối đãi còn mời sư thúc thay ta giữ bí mật lâm phong vô cùng cảm kích lâm phong nói xong hai tay ôm quyền hướng về phía lãnh hàn sương bái hắn y nguyên kiên trì bản thân lý niệm điệu thấp mới sống càng lâu vậy được rồi đã ngươi đều nói như vậy sư thúc liền đáp ứng ngươi giúp ngươi giữ bí mật sẽ không đối với bất kỳ người nào nói về lãnh hàn sương đồng ý nàng cảm thấy có như vậy một vị thiên tư tuyệt đỉnh đệ tử núp trong bóng tối đối với thần tiêu kiếm tông có lẽ là chuyện tốt một khi để cho vô cực ma tông cùng thất sát tông biết rồi lâm phong tồn tại khẳng định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ hắn dạng này biết hoàn toàn ngược lại lâm phong thực lực xác thực rất mạnh rất mạnh nhưng hai đại tông môn bên trong còn có không ít lão quái vật nếu là dẫn tới bọn họ xuất thủ liền không nói được rồi đa tạ sư thúc về sau sư thúc có gì phân phó cứ việc nói lâm phong nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý tuyệt không đổi ý. Lâm Phong trịnh trọng nói ra. Coi như không có chuyện này phát sinh, lãnh hàn xương có chuyện tìm đến hắn, cũng chắc chắn sẽ không chối tử. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 32. Sư Thúc. Ta trước giúp ngươi đem thể nội sát khí bước đi ra à? Lâm Phong có thể cảm giác được lãnh hàn xương tình huống. Trong thân thể có một cỗ cực mạnh sát khí tồn tại, cái mũi tên này mũi tên tản mát ra một dạng, đang không ngừng phá hư nhục thân. Nếu như trễ thanh trừ lời nói, sẽ cho thân thể tạo thành không thể đào ngược tổn thương. Cũng tốt, vậy liền đã làm phiền ngươi. Lãnh Hàn Sương không có từ chối. Đối trước mắt cái này bản thân từ hài nhi thời kỳ cứ nhìn lớn lên tiểu tử, nàng giống như không có gì có thể khách khí. Sát thần quyết sát ý thật khó dây dưa, nếu như dựa vào mình nói, một lát cũng thanh trừ không sạch sẽ. Để cho Lâm Phong hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất. Sư thúc, vậy ngài nhắm mắt lại nhịn một chút. Quá trình bên trong có thể sẽ có chút đau. Không cần, ngươi tới đi sư thúc chịu được lâm phong cũng không nói nhảm ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại điểm tại lãnh hàn xương trên chán. cẩn thận từng ly từng tí không chế trung cực kiếm ý tiến vào lãnh hàn xương thể nội đem sát khí từng chút từng chút thôn phệ cứ việc lâm phong thực đã rất cẩn thận nhưng vẫn là đưa tới sát khí phản kháng một cỗ sát khí một cỗ kiếm ý bên trong thân thể làm đấu tranh tạo thành thống khổ có thể nghĩ chẳng biết lúc nào lãnh hàn xương nhắm mắt lại nghiến chặt hàm răng thân thể không tự giác run nhẹ nhẹ. Cũng may Lâm Phong trung cực so sát khí mạnh quá nhiều, cũng không lâu lắm, liền đem phản kháng sát khí toàn bộ thôn phệ, cuối cùng bước ra ngoài thân thể. Hô, Lâm Phong thở dài một hơi. Cuối cùng là hoàn thành. Nếu như ở khác địa phương, loại trừ sát khí với hắn mà nói chỉ là một nhỏ sự tình. Mà ở lãnh hàn xương thể nội, liền không thể không cẩn thận cẩn thận để tránh tạo thành càng lớn đau đớn. Lúc này lãnh hàn xương cũng không có mở to mắt, trong thân thể sát khí không còn, nàng còn cần điều dưỡng một lần. Bên người có Lâm Phong cái này bảo tiêu, Lãnh Hàn Sương hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Một lúc lâu sau, Lãnh Hàn Sương mở to mắt. Sư thúc, cảm giác thế nào? Lâm Phong lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong, ta thực đã hoàn toàn tốt rồi, sát thần quyết sát khí quả nhiên lợi hại, nếu không phải là ngươi hỗ trợ, ta còn phải hoa thời gian rất lâu tài năng thanh trừ sạch. Lãnh Hàn Sương trả lời. Sư thúc ngài cũng đừng cảm tạ ta, Ta là vãn bối, đây đều là ta phải làm. Đúng rồi, ngài nói sát thần quyết là có ý gì? Sát thần quyết là thất sát tông một bộ cấm kỵ công pháp, phi thường bá đạo. ngàn năm trước sát thần tông dựa vào nó kém chút thống nhất ly châu. về sau lãnh hàn xương đem sát thần tổ sự tình nói một lần, đồng thời cũng là vô cực ma tông cùng thất sát tông liên hợp lại chuẩn bị trước diệt trừ thần tiêu kiếm tông phỏng đoán nói ra. từ vô cực ma tông sai sử la sát môn trọng thương tô mộ bạch cướp đi hạo nhiên kiếm đến thất sát tông an bài sát thần tổ tiến vào cửu u bí cảnh ứng phó bản thân rất rõ ràng hai tông mục tiêu chủ yếu chính là thần tiêu bảy kiếm nói đến đây thời điểm lãnh hàn sương đột nhiên hỏi một câu lâm phong cái kia một kiếm diệt đi la sát môn từ vô cực ma tông đại trưởng lão thiên đảo hùng trong tay thong dong rời đi người mặt quỷ có phải hay không là người là ta lâm phong gật gật đầu tất nhiên đều ở lãnh sư thúc trước mặt bại lộ còn có cái gì có thể giấu giếm dứt khoát thoải mái thừa nhận Lãnh Hàn Sương lần này cũng không có quá kinh ngạc. Nàng cũng đoán được nhất định là Lâm Phong, không phải ai sẽ bốc lên lớn như vậy phong hiểm, đi diệt đi là sát môn. Ngươi kiếm ý đến đẳng cấp gì? Lãnh Hàn Sương lại hỏi. Trung cực, khoảng cách kiếm vực không xa, nhưng mà ta cảm giác gặp bình cảnh, cần một cơ hội tài năng đột phá đến kiếm vực, đáng tiếc không có cách nào tiến vào mộ kiếm, tại đó ngộ kiếm phải có cơ hội. T. Lãnh Hàn Sương nhìn xem Lâm Phong, lại một lần bị kinh động. Trung cực kiếm ý, phải biết thần tiêu bảy kiếm lợi hại nhất trưởng môn sư huynh cũng mới đại thành kiếm ý. Mà bản thân bất quá tiểu thành kiếm ý. Một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, vậy mà ngộ được trung cực kiếm ý. Dạng này thiên tư, thật là đáng sợ. Năm đó đại sư huynh Tô Mộ Bạch được vinh dự thần tiêu kiếm tông trăm năm vừa gặp thiên tài, lâm phong ít nhất là ngàn năm, thậm chí vạn năm khó gặp. Đến nay thần tiêu kiếm tông còn không có nghe nói có người có thể ngộ ra kiếm vực. Lâm Phong nếu là bộc lộ ra thiên tư, Tuyệt đối sẽ kinh động những cái kia bế tử quan lão tổ tông. Hảo hảo bồi dưỡng, có thể sẽ cải biến thần tiêu kiếm tông vận mệnh. Lãnh Hàn Xương hít sâu mấy hơi, để cho mình dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng bản thân chính là thiên tài trong thiên tài. Bằng không thì cũng sẽ không lấy trăm tuổi không đến niên kỷ, trở thành thần tiêu bảy kiếm một trong. Kết quả hôm nay gặp Lâm Phong, để cho Lãnh Hàn Xương thâm thụ đả kích. Năm đó nàng là một chút không nhìn ra Lâm Phong có cái gì đặc biệt chỗ. Yên tĩnh ít nói, thông minh, hiểu chuyện, những cái này cũng không tính à. Làm sao lại đột nhiên một lần trưởng thành đến ngay cả mình đều đều muốn ngưỡng vọng trình độ. Ai bảo ngươi không nguyện ý tham trong gia tông môn thì đầu tới. Coi như muốn điệu thấp, cũng không trở thành bị người nghị luận thành phế vật cũng thờ ơ à. Thích hợp biểu hiện ra một chút thiên phú không được sao. Lãnh hàn xương đổi một câu. Sư thúc, ta người này thật không quá ưa thích trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm, như thế sẽ để cho ta cực kỳ không được tự nhiên, còn mời sư thúc lý giải. Lâm Phong cười khổ nói. Được rồi, chờ sau khi ra ngoài, tiến vào mộ kiếm sự tình giao cho ta, hy vọng ngươi thật có thể ở bên trong ngộ ra kiếm vực, cũng không uổng ta một phen khổ tâm. Tạ sư thúc, Lâm Phong vui vẻ nói. Đi thôi, ba tháng chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta còn được nhanh đi tìm bỉ ngạn hoa, đại sư huynh có thể chống đỡ không đến lần sau cửu u bí cảnh mở ra. Lãnh Hàn Sương vừa nói một bên đứng dậy. Sư thúc, bỉ ngạn hoa ta thực đã tìm được. Lâm Phong từ trong túi càn khô xuất ra tại Tiểu Bạch xào huyệt bên trong đạt được bỉ ngạn hoa đưa cho lãnh hàn xương nói tiếp ta không tiện bại lộ sư thúc bỉ ngạn hoa liền làm phiền ngài mang về giao cho trưởng môn sư bá à Hà. lãnh hàn xương tiếp nhận bỉ ngạn hoa làm kinh ngạc nhiều lần cũng liền không cảm thấy kinh ngạc huống hồ lấy Lâm Phong thực lực có thể tìm tới bỉ ngạn hoa rất bình thường tìm không thấy mới không bình thường đâu tất nhiên tìm được bỉ ngạn hoa chuyến này cửu u bí cảnh nhiệm vụ xem như hoàn thành chúng ta cùng đi tìm thanh huyền à cũng không biết các nàng có hay không gặp được nguy hiểm lần này thất sát tông cùng vô cực ma tông có chuẩn bị mà đến thậm chí còn phái ra sát thần tổ ta hơi bận tâm lãnh hàn sương cau mày nói ra thần tiêu kiếm tông xuất động tây tên chân truyền đệ tử trong đó chu kiệt thực đã xác định ngộ hại lâm phong đang tại trước mắt coi như không có ở đây cũng không có ai có thể tổn thương hắn chỉ còn lại có diệp thanh huyền cùng dương phàm hy vọng bọn họ không có việc gì sư thúc sư tỷ an toàn ngài không cần lo lắng ta mới từ nơi đó tới lâm phong trả lời a à, ngươi nhìn thấy thanh huyền các nàng thế nào lãnh hàn sương vội vàng truy vấn ân gặp được các nàng cực kỳ an toàn lâm phong đem thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông bị vô cực ma tông thất sát tông người áo đen tam phương liên hợp vây công chuyện đã xảy ra toàn bộ cận kẽ nói ra ý ngươi là nói thanh huyền các nàng bị vây công thực đã không thể không tự bạo bản mệnh phi kiếm mà ngươi vừa vặn ở phụ cận, nghe được âm thanh, thế là chạy tới đem thất sát tông cùng vô cực ma tông người toàn bộ giết sạch. Là như thế này. Lâm Phong gật đầu. Nói cách khác, nếu như ngươi lần này chưa tiến vào cửu u bí cảnh, chúng ta thần tiêu kiếm tông liền muốn đoàn diệt. Sư Thúc không thể nói như vậy, ta cũng là thần tiêu kiếm tông một thành viên, không thể nào thấy chết mà không cứu sao. Lâm Phong chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Lãnh Hàn Sương nhìn xem Lâm Phong, thật lâu im lặng. Nếu là không tiểu tử này, thần tiêu kiếm tông lần này cửu u bí cảnh hành trình tổn thất coi như thật quá lớn. Tây vị chân truyền, tăng thêm bản thân cái này một vị băng phách kiếm người nắm giữ đều sẽ chết. Thần tiêu kiếm tông cuối cùng có thể còn sống ra ngoài người chỉ sợ liền một phần mười cũng chưa tới. Mấu chốt là trước đó tông môn cũng không ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Lãnh Hàn Sương cũng cho là mình tiến đến tìm kiếm bỉ ngạn hoa là 10 phần chắc chín sự tình. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. May mắn có Lâm Phong nếu không các nàng sư đồ liền thật vĩnh viễn ở lại bí cảnh bên trong. Sư thúc, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lâm Phong bị lãnh hàn xương nhìn trong lòng có chút run rẩy. Lâm Phong, tựa như ngươi nói, ngươi cũng là thần tiêu kiếm tông một thành viên, không thể nào thấy chết không cứu, nhưng ta vẫn còn muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn, nếu như không có ngươi nói. Chúng ta đều phải chết không nói, thần tiêu kiếm tông còn không phát hiện được thất sát tông cùng vô cực ma tông âm mưu, biết ở vào bị động bên trong, về sau tổn thất có thể sẽ càng lớn lãnh hàn sương nghiêm túc nói sư thúc cái kia thật ra ngài không cần khách khí như vậy thật muốn lời cảm tạ cũng là ta cảm tạ ngài sư tôn đối với ta có ân cứu mạng ngài đối với ta có dưỡng dục tri ân mặc kệ tương lai ta thành tựu cao bao nhiêu đều sẽ vĩnh viễn khác trong tâm khảm làm người không thể quên cội nguồn lâm phong lời nói này cũng là phát ra từ phế phủ khi còn bé lãnh hàn sương đối với hắn xác thực rất tốt ngọc nữ phong phong chủ thần tiêu bảy kiếm một trong băng phách kiếm chi chủ tự tay cho mình tắm, đây là ai đều có đãi ngộ. Bản thân sợ là phần độc nhất à. Chỉ bất quá về sau theo hắn chậm rãi lớn lên, không thiên phú còn không cố gắng, kiên trì bày kẻ tồi sinh, quan hệ mới từ từ xa lánh. Lâm Phong mấy câu nói lại để cho lãnh hàn xương nhớ lại hơn 20 năm trước tràng cảnh. Một câu cuối cùng làm người không thể quên cội nguồn, để cho nàng vui mừng đồng thời, lại hơi xấu hổ. Bởi vì tại biết Lâm Phong không tu luyện cái gì thiên phú về sau, bản thân lại không cố gắng về sau lãnh hàn sương từng khuyên mấy lần cũng tìm lâm phong nói qua tâm đều không có hiệu quả lâm phong y nguyên ta được không làm luôn yêu thích làm một chút ấu trĩ sự tình ví dụ như câu cá thiết trí bẫy dập bắt tiểu động vật lên cây móc tổ chim cuối cùng dùng lửa đốt lấy ăn cái này khiến lãnh hàn sương có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác đối với lâm phong cũng liền không như vậy để ý tiểu tử ngươi không sai không chỉ có tâm trí thành thục suy nghĩ chuyện cũng rất toàn diện nếu không phải là sư thúc ta nhìn tận mắt ngươi lớn lên cũng hoài nghi ngươi có phải hay không ở đâu lão quái vật tu luyện trở lại lão hoài đồng công pháp được rồi chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhớ lại hay là trước đi tìm ngươi sư tỷ các nàng à lãnh hàn sương một mặt vẻ vui mừng tốt sư thúc chúng ta lúc này đi tiểu bạch ngang giao long tiểu bạch lập tức bay đến lâm phong bên người nhu thuận nằm dạp trên mặt đất sư thúc đây là ta thu sủng vật bỉ ngạn hoa chính là nó cho ta Lâm Phong giới thiệu nói, một đầu thực đã hóa giao thành công giao long, cũng không tệ lắm, tương lai nói không chừng có cơ hội thành tựu chân long chi thân. Sư thúc, chúng ta đi thôi, sư tỷ bọn họ nên đi không xa. Lâm Phong dẫn đầu nhảy lên đỉnh đầu giao long, Lãnh Hàn Xương theo sát phía sau. Thần Tiêu Kiếm Tông cùng Thất Sát Tông hai cái thế lực liên hợp lại cùng nhau, nhân số đông đảo, căn bản là không có rời đi, đem tông môn của mình chết đi người thi thể mai táng về sau, liền ở tại chỗ chờ lấy cửu u bí cảnh mở ra. Sư thúc, chúng ta đi xuống trước, ta thay y phục trở về, còn mời giúp ta giữ bí mật. Ân, yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ làm đến. Hai người rơi xuống đất. Lâm Phong đổi về bản thân chân truyền đệ tử quần áo, khôi phục thần tiêu kiếm tông phế vật đại sư huynh thân phận. Giao Long co lại thành một đầu bạch xà, giấu vào hắn nơi ống tay áo. Lãnh Hàn Sương mang theo Lâm Phong, cùng thần tiêu kiếm tông đội ngũ hợp thành hợp lại cùng nhau. Diệp Thanh Huyền nhìn thấy sư tôn đến, tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Nàng như không biết sư tôn cũng vào cửu u bí cảnh, đây là thần tiêu kiếm tông cơ mật. Chỉ là lâm phong vậy mà cùng sư tôn cùng một chỗ, là Diệp Thanh Huyền không nghĩ tới. Hẳn là sư tôn chủ động tìm tới hắn à. Có thần tiêu bảy kiếm một trong băng phách kiếm chi chủ tại, tất cả mọi người đều biết mình an toàn. Bọn họ rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ sợ hãi người áo đen lại đột nhiên đánh lén. Lâm Phong là núp ở nơi hẻo lánh, thâm tàng công và danh không có người sẽ để ý hắn vị này phế vật đại sư huynh. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 33, lãnh hàn xương gia nhập đại đội ngũ sau. Thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông người đều bắt đầu lớn mật. Tạo thành nguyên một đám tiểu đội, phân tán đến xung quanh đi tìm cơ duyên và bảo vật. Dù sao trong mắt bọn hắn, thần tiêu bảy kiếm một trong lãnh hàn xương chính là thiên đại nhân vật. Có nàng tại, hoàn toàn không cần sợ cái gì người áo đen. An toàn được bảo đảm, Đối với cơ duyên khát vọng lại dần dần sinh sôi. Bất quá bọn hắn cũng không dám đi quá xa. Khôi phục thân phận về sau, Lâm Phong sen lẫn trong trong đội ngũ, mỗi ngày đều biết làm một chút dã thú nướng ăn. Mùi thơm tản ra. Trong, rất nhanh liền có hay không khôi phục người bị thương gia nhập, hắn cũng không từ chối, hào phóng đem nướng thịt phân cho đại gia. Không thể không nói, Lâm Phong nướng thịt kỹ thuật xác thực coi như không tệ. Ăn qua thịt người đều phải giơ ngón tay cái lên chậm rãi gia nhập người liền càng ngày càng nhiều lâm phong liền thành một cái chuyên ngành nướng thịt đầu bếp mỗi ngày muốn cung ứng hơn trăm người nướng thịt đương nhiên muốn ăn liền phải bản thân đi bắt giã thú lâm phong có thể không bao nguyên liệu nấu ăn một gốc trên cây cự thụ diệp thanh huyền đang chữa thương lãnh hàn sương thì tại một bên cùng đi phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn đang cùng thất sát tông cùng vô cực ma tông trong chiến đấu diệp thanh huyền tự bạo bản mệnh phi kiếm liên quan thân thể cũng nhận phản phệ tổn thương không nhẹ cũng may cũng không phải là không thể đào ngược chỉ cần trước ổn định thương thế trở về hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian lại bồi dưỡng một chuôi bản mệnh phi kiếm liền có thể lãnh hàn sương nhìn phía dưới bận bịu thật quá mức lâm phong cùng trước đó giản bài là tưởng như hai người nơi nào còn có một vị cường giả nên có bộ dáng vây tại hắn hai tông đệ tử còn không biết đưa cho chính mình nướng thịt ra hỏa là cái dạng gì tồn tại chờ một ngày nào lâm phong là thực lực lộ ra ánh sáng đầy đủ bọn họ nói khoác cả một đời cũng không lâu lắm diệp thanh huyền tỉnh lại cùng lãnh hàn xương song song ngồi cùng một chỗ thanh huyền thân thể thế nào lãnh hàn xương hỏi tốt hơn nhiều cảm ơn sư tôn hỗ trợ không phải có thể không khôi phục được thật nhanh diệp thanh huyền trả lời cùng vi sư còn khách khí như vậy về sau cẩn thận một chút tự bạo bản mệnh phi kiếm cũng không thể làm nhiều lần cũng sẽ cho thân thể tạo thành không thể đào ngược tổn thương biết ta đó cũng là thân bất do kỷ hai người yên tĩnh một hồi lãnh hàn sương đột nhiên hô thanh huyền ân làm sao vậy sư tôn một bên diệp thanh huyền xoay đầu lại ngươi về sau nhiều cùng lâm phong tiếp xúc một chút a à. diệp thanh huyền có chút mộng không biết sư tôn vì sao lại đột nhiên để cho mình cùng lâm phong tiếp xúc trước kia có thể chưa bao giờ có lâm phong không chỉ có là đại sư huynh đệ tử cũng là ta từ bé nhìn xem lớn lên hiện tại đại sư huynh trọng thương chưa tỉnh một mình hắn tại cô tổn phong cực kỳ cô độc cũng cực kỳ đáng thương, ngươi không có chuyện lời nói, đi nhiều cô tồn phong tìm hắn tâm sự, giúp hắn khuyên bảo khuyên bảo. Lãnh Hàn Sương giải thích nói. Nàng nghĩ thầm, Đồ Nhi, à? vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, có thể hay không nắm chặt cơ hội, liền xem chính ngươi. A, à, tốt. Sư tôn, ta có thời gian sẽ đi. Diệp Thanh Huyền trả lời. Lãnh Hàn Sương khẽ lắc đầu. Nàng vừa nhìn liền biết Diệp Thanh Huyền tại qua loa bản thân đây cũng là không có cách nào sự tình một gia tên phế vật đại sư huynh có cái gì tốt tiếp xúc có thể có một số việc đồng ý rồi lâm phong lại không thể nói ra được chỉ có thể hơi cho điểm ám chỉ có thể hiểu hay không hoặc có lẽ là có hay không cái kia phúc phận thì nhìn diệp thanh huyền tạo hóa lấy lâm phong bây giờ biểu hiện ra ngoài thiên tư đừng nói thần tiêu kiếm tông toàn bộ ly châu trong lịch sử chỉ sợ đều tìm không ra có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người mấu chốt không chỉ có thiên phú cao đáng sợ lòng dạ còn sâu như vậy loại người này thành chính là không có hạn mức cao nhất sư tôn trước kia cũng không nghe nói ngài muốn đi vào bí cảnh làm sao đột nhiên liền tiến vào diệp thanh huyền nhanh lên nói sang chuyện khác thực sự không muốn đàm luận liên quan tới lâm phong sự tình ta tiến đến tìm kiếm một loại linh dược lãnh hàn sương trả lời đã tìm được chưa tìm được cho nên mới tới cùng các ngươi tụ hợp cùng nhau chờ đợi bí cảnh mở ra sư tôn ngài là không biết lần này tiến vào cửu u bí cảnh so trước kia nguy hiểm nhiều chỉ thiếu một chút ngài chỉ thấy không đến ta a à, chuyện gì xảy ra nói nghe một chút lãnh hàn sương giả bộ như kinh ngạc hỏi diệp thanh huyền giảng thuật bản thân tiến vào cửu u bí cảnh sau so gặp được nguy hiểm ngay từ đầu còn có thể ứng đối về sau bị vô cực ma tông cùng thất sát tông cùng người áo đen tam phương thế lực vây công hoàn toàn không có đào thoát hy vọng ngay tại nàng tự bạo bản mệnh phi kiếm sau chờ chết thời khắc đột nhiên xuất hiện một vị mang theo mặt nạ nam tử, nhẹ nhõm đem vô cực ma tông, thất sát tông, người áo đen giải quyết. Nói đến người đeo mặt nạ thời điểm, Diệp Thanh Huyền khóe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, đồng thời trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú cùng vẻ tò mò. Một bên lãnh hàn xương nghe không biết nói gì. Nha đầu ngốc a à, nha đầu ngốc. Ngươi nói người là ở chỗ này nướng thịt đâu. Vi sư thực đã tận lực tại nhắc nhở ngươi, đáng tiếc ngươi hoàn toàn không xem ra gì nhi. Đúng rồi, sư tôn, hắn nói cùng chúng ta thần tiêu kiếm tông có uyên duyên phân phối linh dược thời điểm chúng ta thần tiêu kiếm tông đạt được cũng nhiều hơn một chút ngài biết là ai sao diệp thanh huyền mang theo vẻ mong đợi hỏi người này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt chính là các ngươi trong miệng phế vật đại sư huynh cùng thần tiêu kiếm tông có thể không có uyên duyên sao lãnh hàn sương trong lòng nghĩ đến nhưng nàng không thể nói ra được tất nhiên đã đáp ứng lâm phong muốn thay hắn giữ bí mật liền nhất định sẽ làm đến đừng nói diệp thanh huyền chính là trưởng giáo sư huynh la vân thiên hỏi lãnh hàn sương cũng sẽ không nói giữ bí mật cũng là một loại biến tướng bảo hộ lâm phong phương pháp ta đều không có gặp làm sao biết là ai lãnh hàn sương lắc đầu lại nói tiếp bất quá nghe ngươi nói như vậy ta đối với người này nhưng lại thật có hứng thú rất rõ ràng hắn cách làm nói rõ cùng thần tiêu kiếm tông quan hệ quả thật không tệ nếu không cũng sẽ không bốc lên đắc tội thất sát tông cùng vô cực ma tông nguy hiểm cứu các ngươi diệp thanh huyền lộ ra vẻ thất vọng ta cũng nghĩ như vậy đáng tiếc hắn rời đi không phải ngài nhìn thấy lời nói cũng có thể nhận ra ta cuối cùng cảm thấy ở nơi nào gặp qua rất quen thuộc liền là nghĩ không ra tất nhiên quen thuộc vậy liền hảo hảo hồi ức một lần nói không chừng có thu hoạch ta hồi ức qua còn là nghĩ không ra diệp thanh huyền bất đắc dĩ ai lãnh hàn sương trong lòng thở dài một hơi nàng không có cách nào lại cho càng nói thêm hơn bày ra thời gian tại từng ngày đi qua vô cực ma tông thất sát tông người áo đen tam phương thế lực lớn bộ đội bị tiêu diệt về sau còn lại phân tán tại bí cảnh các ngõ ngách thực đã không đáng để lo nửa tháng sau cửu u bí cảnh lần nữa mở ra thời gian đến ngay tại bí cảnh bên trong tất cả mọi người đợi bị truyền tống ra ngoài thời điểm toàn bộ bí cảnh đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động tiếp lấy nơi xa một vệt kim quang xuất hiện cùng bầu trời nối liền cùng một chỗ bí cảnh bên trong người đều bị hấp dẫn nguyên một đám nhảy lên tán cây nhìn xem phương xa cái kia bó kim quang. Chuyện gì xảy ra? Lãnh hàn xương cho mày. Tiến đến trước đó nàng đọc qua qua tư liệu, cũng hỏi tham qua thần tiêu kiếm tông trăm năm trước tiến vào bí cảnh người, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Nhìn thoáng qua cách đó không xa lâm phong, phát hiện đối phương cũng đầy mặt nghi ngờ. Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lãnh hàn xương vẫn là trước tiên nghĩ đến lâm phong. Dù sao tại nàng nhất tuyệt vọng thời điểm là lâm phong xuất hiện cứu nàng, từ trên tâm lý liền không tự giác dựa vào đối phương. Thật tình không biết Lâm Phong cũng bất quá là một hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Thực lực là có. Kiến thức quá ít. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 34. Làm bí cảnh bên trong người cũng đứng tại tán cây nhìn xem kim quang thời điểm. Một đường uy nghiêm âm thanh vang lên, truyền vào mỗi người lỗ tai. Cung cửu U mình hiện, đại gia có thể tiến về cung cửu U tiếp nhận khảo nghiệm, tìm kiếm thuộc về mình đại cơ duyên. Cung nội có rất nhiều truyền thừa, tùy tiện đến thứ nhất đều đủ để cải biến bản thân vận mệnh, Bí cảnh đem trì hoãn một tháng mở ra, mời các vị dành thời gian, bỏ qua cơ hội lần này, nhưng liền không có lần sau, chúc mọi người may mắn, gặp lại. Cung Cửu U, đại cơ duyên. Bí cảnh bên trong tất cả mọi người kích động, bọn họ tới Cửu U bí cảnh không phải là vì tìm kiếm nhất phi trùng thiên cơ duyên sao? Rốt cuộc phải thực hiện, chính mình vận mệnh sắp sửa. Trong chớp nhoáng này, gần như mỗi người đều cảm thấy mình là nhân vật chính không phải trước kia tiến vào cửu u bí cảnh người làm sao không gặp được cung cửu u xuất hiện hết lần này tới lần khác để cho mình gặp bản thân chẳng phải là nhận trời cao chiếu cố người sao tại kim quang phụ cận người càng là hưng phấn kém chút ngất đi đang lúc mọi người đều kích động không thôi thời điểm chỉ có một người mặt âm trầm cái kia chính là lâm phong hắn mới không muốn đi tìm kiếm cơ may lớn gì đâu chỉ muốn nhanh lên ra ngoài cứu trở về sư tôn so với tô mộ bạch an nguy cơ duyên gì không cơ duyên, cũng là việc nhỏ. Mặc dù cửu u bí cảnh trì hoãn một tháng mở ra, thời gian cũng đuổi tới, nhưng ai có thể cam đoan nửa đường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sư Tôn, cung cửu u là địa phương nào? Diệp Thanh Huyền hỏi. Không biết, cổ tịch bên trên cũng không ghi chép, tựa hồ đây là cung cửu u lần thứ nhất xuất hiện. Lãnh Hàn Sương lắc đầu. Nàng bài cảm giác nói cho nàng, cung cửu u xuất hiện, rất có thể cùng Lâm Phong có quan hệ. Vậy chúng ta còn đi sao? đã có đại cơ duyên, tại sao không đi? Uy nghiêm âm thanh sau khi biến mất. Vô số bóng dáng hướng về kim quang xuất hiện địa phương nhanh chóng tiến lên, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, sợ bị người khác cướp trước. Đây chính là đại cơ duyên à. Thanh Vân Tông dẫn đầu hành động. Thần Tiêu Kiếm Tông theo sát phía sau. Lâm Phong im lặng nhìn xem nguyên một đám thần Tiêu Kiếm Tông đệ tử từ bên cạnh mình chạy như bay mà qua. Có cái kia tất yếu sao? Cái gì của ta thì sẽ là của ta, không phải của ta thì cưỡng cầu cũng không được. Không thuộc về người đồ vật, lại cố gắng thế nào, cũng không chiếm được. Là một tên thiên tư cao đến không hợp thói thường, tu hành hoàn toàn không có bình cảnh yêu nghiệt, Lâm Phong vẫn là coi thường kẻ yếu muốn mạnh lên quyết tâm. Tại Ly Châu tù đạo giới, thực lực chính là tất cả. Có thực lực có thể có được tất cả ngươi nghĩ đến đồ vật. Địa vị, tiền tài, mỹ nữ, tôn trọng, vân vân Thậm chí có thể một lời quyết đoán người khác sinh tử không có người biết không nghĩ mạnh lên. Lâm Phong, ngươi thấy thế nào đột nhiên này xuất hiện cung cửu U? Trước kia nhưng từ không phát sinh qua tình huống như vậy, sẽ có hay không có lừa dối? Lãnh Hàn Sương đi tới Lâm Phong bên cạnh hỏi. Lâm Phong nhanh lên trái xem phải xem, phát hiện người đều đi đến về sau, mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Sư Thúc, ngài đừng như vậy được hay không? Nếu như bị người nghe được, đồ đần đều biết có vấn đề, nên ta hỏi người mới đúng. Nhìn ngươi cái kia nhát gan bộ dáng, xuất ra một hiện chút tư thái cường giả được hay không? Sư thúc, đây không phải nhát gan gan lớn vấn đề, ta bây giờ còn không muốn bại lộ, ngài không phải sao cũng đã đáp ứng muốn giúp ta giữ bí mật sao? Được rồi, không phải liền là hỏi thăm vấn đề sao? Hơn nữa ta cũng là nhìn thấy người đều tại đi hết mới tới, nói một chút, ngươi nghĩ như thế nào? Cửu u bí cảnh tồn tại nhiều năm như vậy, Ly Châu từng cái thế lực trong này đạt được chỗ tốt cũng không ít, có trá cũng không đến nỗi à? Lâm Phong nghĩ nghĩ trả lời ngươi nói có đúng hay không bởi vì ngươi xuất hiện mới thúc đẩy cung cửu u hiện thế lãnh hàn xương như có điều suy nghĩ hỏi sư thúc ngài cũng đừng phủng sát ta ta nào có lớn như vậy năng lực ngươi a ngươi hiện tại bí cảnh bên trong tất cả mọi người cho là mình là nhân vật chính là mình đến mới để cho cung cửu u hiện thế nguyên một đám tranh nhau chen lấn chạy tới tưởng tượng lấy bản thân đạt được đại cơ duyên sau nhất phi trùng thiên chỉ có ngươi không muốn tham dự Lãnh Hàn Sương từ đầu đến cuối đều cảm thấy lần này cung cửu U xuất hiện qua tại kỳ quặc. Trước đó nàng đang tra nhìn liên quan tới cửu U bí cảnh cổ tịch lúc, thấy qua dạng này ghi chép. Nói cửu U bí cảnh là một vị nào đó siêu cấp cường giả lưu lại, mục tiêu là vì tìm kiếm truyền thừa. Không phải vì sao lại hạn chế cốt linh trăm tuổi phía dưới người mới có thể tiến nhập. Chỉ có điều vị siêu cấp cường giả này yêu cầu cao vô cùng mới không có người thu hoạch được truyền thừa. Lúc đầu lãnh Hàn Sương cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bài đến vừa rồi cung cửu u xuất hiện, nàng mới nhớ. Có lẽ là thật. Mà lần này tiến vào cửu u bí cảnh người bên trong, Lâm Phong thiên tư cao nhất, thậm chí cao đến nhìn chung thần tiêu kiếm tông toàn bộ trong lịch sử, đều thuộc về gần như không tồn tại tồn tại. Cửu u bí cảnh thật muốn có một vị nào đó siêu cấp cường giả truyền thừa, Lâm Phong là chọn lựa duy nhất. Nếu như ngay cả Lâm Phong đều không đủ tư cách, cái kia chỉ sợ sẽ không lại có người. Sư thúc, ngài nói cái này nhiều người như vậy đi đoạt câu duyên cuối cùng được đến lại lác đác không có mấy đại gia vì sao còn như thế chạy theo như vịt thậm chí liều lên tính mạng mình cũng sẽ không tiếc lâm phong đột nhiên hỏi bởi vì hy vọng cái thế giới này không có người biết cam chịu tầm thường bình thường là tội dù là chỉ có một tia hy vọng cũng không có ai sẽ buông tha cho lãnh hàn sương nghiêm túc trả lời là dạng này sao lâm phong ngươi còn trẻ tăng thêm bị đại sư huynh mang về bảo hộ lấy tối đa cũng chính là bị đệ tử trong tông phía sau chế giễu vài câu không có kiến thức đến thế giới bên ngoài tàn khốc chờ sau này ngươi liền sẽ lý giải bọn họ cách làm tốt à ta hiểu rồi đi chúng ta cũng cùng đi nhìn xem cung cửu u đến cùng có cái gì bất phàm sư thúc cái kia chúng ta chúng ta vẫn là tách ra đi thôi lãnh hàn sương liếc qua có chút xấu hổ lâm phong trước hắn một bước rời đi lâm phong một lát sau chậm rãi từ từ xuất phát hắn tiến đến mục tiêu cũng không phải cơ duyên có thể tìm tới bỉ ngạn hoa thực đã rất thỏa mãn không cần thiết cùng người khác đi cướp cửu u bí cảnh chỗ sâu nhất một chùm bài kính hơn trăm mét kim quang cùng thiên liên thông phàm là bước vào kim quang bên trong người đều sẽ bị truyền tống đến cung cửu u bên trong tiếp nhận khảo nghiệm một khi thông qua liền đem đạt được tương ứng truyền thừa lâm phong sau khi đến cũng không có tiến vào kim quang bên trong mà là tìm một dễ chịu chỗ ngồi xuống nhìn xem nguyên một đám từ bí cảnh các ngõ ngách chạy đến là người không chút do dự đi vào. Trong đó có đỉnh cấp tông môn người, cũng có thế lực khác cùng tán nhân, ngay cả người áo đen đều tới không ít. Giờ phút này đại gia trong lòng chỉ có cơ duyên và truyền thừa, cái gì ân oán tình cừu tất cả đều bỏ qua một bên. Nhìn gần nửa ngày về sau, Lâm Phong cảm thấy nhàm chán, đứng dậy đi đến trùng sáng biên giới, suy tư chút lát vẫn là một cước đạp tiến vào. Sau một khắc, thiên địa biến hóa. Chờ lấy lại tinh thần, thực đã đến một cái lạ lẫm trong đại điện. Phóng tầm mắt nhìn tới trong điện kim bích huy hoàng. Gần như tất cả mọi thứ độ tầng một vàng. So lâm phong kiếp trước địa cầu thượng cổ thay mặt hoàng cung còn muốn xa hoa gấp trăm lần. Đại điện hai bên có thật nhiều làm bằng vàng pho tượng. Có người, cũng có hình thù kỳ quái dị thú. Tám cái cột chịu lực trên đều khác lấy sinh động như thật ngũ trảo kim long. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, lâm phong thậm chí cảm giác trên cây cột ngũ trảo kim long nhúc nhích một chút. Nhưng mà để cho hắn nghi ngờ là, trong điện chỉ có một mình hắn. Tiến đến nhiều người như vậy đều đi đâu? Không thể nào mỗi người một cái đại điện à? Vậy cái này cung cửu u không khỏi cũng quá lớn điểm. Bạn chuẩn bị xem Thiên Phú vô địch, ta cầu vương, tập 35. Tại Lâm Phong nhìn xung quanh thời điểm, một âm thanh ở đại điện bên trong vang lên. Hoan nghênh đi tới cung cửu u, bản tọa cửu u thánh chủ. Lâm Phong trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái bóng mờ đang ngồi ở đại điện trên chủ vị. Tại hạ Lâm Phong, xin ra mắt tiền bối lâm phong hai tay ôm quyền khách khí nói ra hắn từ hư ảnh trên người cảm nhận được mạnh mẽ cảm giác áp bách đây là trước kia chưa từng có nói rõ người này mạnh phi thường chủ vị hư ảnh không có trả lời ánh mắt lại nhìn chằm chằm lâm phong nhìn một lát sau hắn mới mở miệng nói rất tốt nhiều năm như vậy rốt cuộc đã đến một cái có thể vào mắt ngươi kêu lâm phong đúng không là tiền bối lâm phong ngươi cũng đã biết ta đợi ngươi trên vạn năm Thời gian thực đã còn thừa không nhiều lắm. Chờ ta. Trên vạn năm. Lâm Phong có chút mộng bức. Hắn đi tới cái thế giới này cũng bất quá hơn 20 năm thôi. Làm sao có thể có người chờ hắn trên vạn năm? Còn mời tiền bối giải hoặc. Vạn năm trước đó, ta trọng thương chạy trốn tới cái này Ly Châu, tự biết ngày giờ không nhiều, liền mở ra cửu du bí cảnh, lưu lại trọng bảo cung cửu u, tọa hóa ở đây, chờ đợi có thể kế thừa ta y bát đồ đệ xuất hiện. Ai ngờ ly châu người thiên tư thật sự là quá thấp. Cái này chờ đợi dòng giã bên trên lâu dài vạn năm còn tốt tại ta sắp tiêu tán thời khắc. Ngươi đã đến, cuối cùng là không để cho ta đợi uổng công. Hư ảnh giải thích nói, tiền bối y tứ, ta chính là ngài muốn chờ kế thừa ngài y bát người. Chính là cái kia tiền bối, ta có thể từ chối sao? Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ân, ngươi là cái gì? Lặp lại lần nữa. Hư ảnh tựa hồ không nghe rõ ràng ta nói ta có thể từ chối kế thừa ngài y bát sao lần này đi vào người rất nhiều ngài có thể tìm bọn họ lâm phong ngu muội sợ rằng sẽ phụ lòng ngài hảo ý lâm phong nghiêm túc giải thích một lần ngươi 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 có biết ngươi lại nói cái gì hư ảnh chỉ lâm phong nói nhảm đều nói không lưu loát bản thân đường đường cửu u thánh chủ muốn thu tên học trò còn không đơn giản chỉ cần đem lời nói thả ra vô số thiên kiêu có thể đem ngưỡng cửa dẫm sập bây giờ lại bị từ chối giản là lẽ nào có cái lý ấy từ khi thành tựu thánh chủ hắn còn không có bị từ chối qua tiền bối ta cực kỳ rõ ràng bản thân nói chuyện ta không muốn làm ngài y bắt người thừa kế còn mời tiền bối thả ta ra ngoài coi như ta chưa bao giờ đi vào lâm phong nghiêm mặt nói tiểu tử ngươi cũng đã biết ta là ai tiền bối ngài mới vừa không phải sao tự giới thiệu mình sao ngài là cửu u thánh chủ biết ta là cửu u thánh chủ ngươi còn dám từ chối ta lá gan không nhỏ à tiền bối ngài đại nhân vật như vậy ý chí cũng không đến nỗi như vậy hẹp sẽ cùng ta tên tiểu bối này so đo à lâm phong dùng phép khích tướng hắn cũng không muốn gây đối phương sinh khí ngươi hư ảnh hít sâu một hơi lại tiếp tục nói vậy ngươi biết ngươi bỏ qua cái gì không một vị thánh chủ truyền thừa đừng nói ở nơi này tiểu tiểu ly châu liền là lại trung châu cũng có thể để cho vô số thiên kiêu cướp phá ra đầu ta chỉ cần một câu, toàn bộ Trung Châu Thiên Kiêu đều mặc ta chọn lựa." Lâm Phong nói thầm trong lòng. Đã ngươi lợi hại như vậy, lại có nhiều như vậy Thiên Kiêu tranh đoạt làm ngươi đồ đệ, đừng đến khó xử ta à?" Đương nhiên lời này hắn là không dám nói. Dù là đối phương thực đã chết rồi trên vạn năm, thanh chủ là nhân vật nào Lâm Phong không biết. Dù sao khẳng định so với Ly Châu bất luận cái gì một lão quái vật đều mạnh. Nói không chừng tại trước khi chết lưu lại một chút thủ đoạn. Đến lúc đó gây tức giận một bàn tay đem mình chụp chết vậy liền quá oan sở dĩ từ chối là bởi vì lâm phong thật sự là không muốn cho bản thân áp lực quá lớn người ta cũng nói là trọng thương chạy trốn tới nơi đây nói rõ kẻ địch so thánh chủ còn mạnh hơn tiếp nhận rồi truyền thừa không phải đến báo thù sao không chỉ có muốn rời khỏi còn muốn đi tìm so thánh chủ còn mạnh mẽ tồn tại báo thù suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ quá trình bên trong hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu trải qua một lần tử vong lâm phong đối với sinh mạng càng thêm nhìn chúng nếu không cũng sẽ không che giấu mình thiên tư tình nguyện làm một cái bị người chế diễu phế vật đại sư huynh có lẽ có người biết trước tiếp nhận truyền thừa đến mức có đi hay không báo thủ lại khác nói nhưng lâm phong sẽ không muốn sao liền không đồng ý tất nhiên đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm đến đây là hắn nguyên tắc nghĩ đến tiền bối năm đó cũng là tung hoành bát phương đại nhân vật đó là đương nhiên hư ảnh gật gật đầu cho rằng tiểu tử này hối hận kết quả lâm phong một câu nói tiếp theo kém chút để cho hắn bạo tẩu cho nên tiền bối vẫn là tìm người khác à lâm phong không xứng kế thừa ngài y bát làm đồ đệ của ngài ngươi ngươi tiểu tử ngươi thực sự là trẻ con không dạy được lâm phong cũng không nói chuyện hắn thực đã rõ ràng biểu lộ bản thân thái độ nói thêm nữa cũng vô ích chỉ có thể gây đối phương càng tức giận trong đại điện bầu không khí có chút ngưng kết hư ảnh nhìn chằm chằm lâm phong hắn nghĩ không rõ ràng bản thân đường đường một vị thánh chủ ở nơi này tiểu tiểu ly châu thật vất vả tìm được một vị phù hợp người thừa kế kết quả lại bị vô tình từ chối nhớ kỹ vạn năm trước đi tới ly châu thời điểm nơi này người mạnh nhất bất quá đệ bát cảnh mà thôi chẳng lẽ bên ngoài bây giờ thế đạo biến không thể nào nếu thật là biến cũng sẽ không trên vạn năm thời gian mới tiến vào một cái phù hợp bản thân thu đồ đệ điều kiện người tiểu tử ngươi nói một chút vì sao không nguyện ý tiếp nhận ta truyền thừa à hư ảnh thở dài một hơi hỏi tiền bối bất mãn ngài nói lâm phong chỉ là một cái an vu hiện trạng người không muốn cho bản thân áp lực quá lớn mặc dù ta tại ngài trong miệng là vạn năm qua duy nhất phù hợp ngài điều kiện thiên kiêu nhưng ở ngoài giới ta lại là một cái để cho người ta phía sau chế diễu phế vật bởi vì ta từ nhỏ đã rõ ràng một cái đạo lý cây cao vượt rừng gió vẫn thổi bật dễ cho nên đem tất cả đều ẩn giấu tại không có thực lực tuyệt đối trước đó sẽ không bại lộ lâm phong giải thích nói vậy cùng ngươi có làm hay không đồ đệ của ta có chấp nhận hay không ta truyền thừa có quan hệ gì sao hư ảnh không hiểu ngài đều nói ngài là trọng thương chạy trốn tới ly châu ta tiếp nhận rồi ngài truyền thừa không thể vì ngài báo thù sao liền ngài đều đánh không lại tồn tại ta cố gắng nữa tu luyện chỉ sợ cũng một dạng đánh không lại huống hồ ta cũng không có ý định rời đi ly châu Ta tựa hồ từ đầu đến cuối đều không nói qua muốn ngươi báo thủ cho ta à. Hơn nữa coi như nói rồi, ngươi sẽ không trước tiếp nhận sao. Đến mức có đi hay không, còn không phải ngươi nói tính. Dù sao ta thực đã chết rồi, cũng không quản được nhiều như vậy. Không không không, tiền bối, ta nếu là tiếp nhận rồi ngài truyền thừa, ngài chính là ta sư phụ, làm đồ đệ nào có không cho sư phụ báo thủ. Ta lâm phong làm người có bản thân nguyên tắc, đồng ý rồi liền nhất định sẽ hết sức đi làm, sẽ không qua loa cho xong. Hư ảnh nhìn xem Lâm Phong. Hắn đột nhiên cảm giác được tiểu tử trước mắt này giống như hơi ý tứ. Cùng những cái kia chỉ muốn đạt được chỗ tốt, lại không nghĩ bỏ ra gia hỏa có khác nhau rất lớn. Đã ngươi đều nói như vậy, cái kia ta liền càng phải ngươi làm đồ đệ của ta, tiếp nhận ta truyền thừa y bát. A. À, Lâm Phong trợn tròn mắt. Bạn chuẩn bị xem Thiên Phú vô địch, ta cầu vương, tập 36. Lâm Phong vốn cho là mình nói thực đã đủ rõ ràng. Kết quả đối phương lại đến rồi một câu như vậy để cho hắn kém chút phá phòng lời nói. Cái kia, tiền bối, ngài có phải là không có rõ ràng ta ý tứ? Tiểu tử, ngươi không phải liền là sợ làm đồ đệ của ta sẽ cho ngươi mang đến vô pháp dự đoán nguy hiểm không? Ta cũng tính đã nhìn ra, ngươi là một cái nghĩ trong tay mình nắm vận mệnh người, tiếp đó ta nói chuyện sẽ dính đến một chút liên quan tới Đại Lục Cửu Châu bí mật. Hy vọng ngươi sau khi nghe xong mới quyết định, nếu như nghe xong ngươi hay là không tiếp, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dù sao mọi người đều có trí khác nhau. Hư ảnh nghiêm túc nói. Được. Vậy ngài nói, vãn bối nghe lấy. Lâm Phong trong lòng thực đã quyết định, bất luận đối phương nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ, chính mình cũng sẽ không tiếp nhận truyền thừa. Rõ ràng là một đám vượt qua thập nhị cảnh tồn tại thần tiên đánh nhau, bản thân đi xem náo nhiệt gì. Hán Thiên Phú tại Ly Châu có lẽ tính không sai, có thể vị này cửu U Thánh Chủ cũng không phải Ly Châu người. Người ta ở chỗ này đợi chừng trên vạn năm, đều không một cái có thể vào mắt bản thân đoán chừng cũng là miễn cưỡng đủ tư cách nói rõ cùng đối phương trong miệng trung châu thiên kiêu vẫn là có khoảng cách không cần thiết đi chuyến vũng nước đục này sơ ý một chút sợ rằng sẽ cùng tiền thế tại địa cầu một dạng liền cận bã không còn sót lại một chút cặn người khác nếu là gặp được cái này thiên đại cơ duyên đã sớm kích động vô pháp ngôn ngữ chỉ có lâm phong mới có thể bình tĩnh như vậy phân tích lợi và hại tại hắn thế giới bên trong quan thiên hạ liền không có miễn phí cơm trưa, cũng sẽ không rớt xuống bánh ngọt dù cho có cũng là bẫy dập không phải sao bẫy dập khẳng định không tới phiên hắn cùng tiếp nhận cửu u thánh chủ truyền thừa dựng nên nhiều như vậy không biết kẻ địch mạnh mẽ còn không bằng trở lại thần tiêu kiếm tông nghĩ biện pháp tiến vào mộ kiếm lĩnh ngộ ngộ kiếm tầng thứ ba kiếm vực thậm chí thứ tây tầng kiếm đạo một tên ngộ ra kiếm đạo kiếm tu sức chiến đấu có thể một chút cũng không kém lâm phong trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề tiền bối ngài hỏi ngươi là muốn làm một quân cờ vẫn là muốn làm đánh cờ đánh cờ người đương nhiên là đánh cờ lâm phong trả lời một nửa đột nhiên ngừng lại hỏi tiền bối khác nhau ở chỗ nào sao đương nhiên là có khác nhau ngươi muốn là muốn làm quân cờ ta không nói hai lời lập tức đưa ngươi ra ngoài nếu như ngươi muốn làm xuống cờ đánh cờ người chúng ta lại tiếp tục nói nhưng mà ta trước nói rõ đây là ngươi duy nhất một lần cơ hội lựa chọn bỏ qua liền vĩnh viễn sẽ không còn có mà ngươi cũng là vĩnh viễn là một quân cờ không còn có trở thành đánh cờ người cơ hội, đến mức lúc nào bị vứt bỏ, liền muốn nhìn người đánh cờ tâm trạng. Lâm Phong nghe xong chìm trong im lặng. Theo lý thuyết bản này không có cái gì có thể xoắn suýt. Ai sẽ nguyện ý làm một cái bị người khác trưởng khống vận mệnh quân cờ? Đương nhiên là làm xuống cờ đánh cờ người. Có thể cửu U Thánh Chủ rất ý tứ rõ ràng. Muốn làm đánh cờ đánh cờ người, liền phải tiếp nhận hắn truyền thừa. Lại không muốn làm quân cờ, lại không muốn làm cháu trai, cái kia là không thể nào suy tư chốc lát lâm phong quyết định trước hết nghe xong cửu u thánh chủ lời nói mới quyết định thế là hồi đáp tiền bối ta tự nhiên là muốn làm đánh cờ đánh cờ người hư ảnh mỉm cười ta cũng biết là một không cam tâm làm quân cờ người trừ bỏ lâm phong bên ngoài tiến vào cung cửu u người đều tụ tập đến một cái rộng rãi bên trong đại sảnh rộng rãi đến mức nào đâu do so lâm phong ở tại đại điện rộng rãi mấy chục lần không ngừng trên vạn người đợi ở bên trong cũng một chút cũng không chen chúc Xung quanh chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 108 đạo cửa, một cánh cửa đại biểu cho một loại truyền thừa. Lúc này trong đại sảnh người đều nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Bọn họ đang tại huyễn cảnh bên trong tiếp nhận cung cửu u khảo nghiệm. Thành công thông qua khảo nghiệm, liên sẽ có âm thanh nhắc nhở nên từ chỗ nào đạo môn tiến vào. Thất bại cũng chỉ có thể bị truyền tống ra cung cửu u, triệt để mất đi thu hoạch được cơ duyên tư cách. Không ngừng có người mới mang theo hy vọng tiến vào đại sảnh, cũng không ngừng có người tỉnh táo lại lộ ra một tấm ủ rũ mặt, ngay sau đó liền bị truyền tống ra ngoài. Có thể thông qua khảo nghiệm cực ít cực ít. Cho tới trước mắt, chỉ có ba người thành công thông qua. Theo thứ tự là thần tiêu kiếm Tông Diệp Thanh Huyền, Thanh Vân Tông Lý Lạc Y, Dược Vương Cốc Gia Cát Thanh Vân. Ngay cả thần tiêu kiếm Tông chân truyền đệ tử Dương Phàm cùng Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử Hứa Uy đều không thể thông qua. Có thể thấy được lần khảo nghiệm này có bao nhiêu khó khăn. Trong đó Diệp Thanh Huyền tiến nhập số 32 trong cửa là trước mắt cao nhất mỗi đạo trên cửa đều có thuộc về mình số hiệu, số hiệu càng đến gần trước, nói rõ bên trong cơ duyên càng lớn. Hai người khác, Lý Lạc Y tiến vào là số 98, Gia Cát Thanh Vân tiến vào là số 70. Lãnh Hàn Sương từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, tiếp lấy trong đầu liền vang lên một âm thanh. Thông qua khảo nghiệm, mời tiến về số 3 cửa. Đứng dậy nhìn lướt qua đại sảnh, cũng không phát hiện lâm phong bóng dáng, lãnh hàn Sương cất bước hướng đi đánh số là ba cánh cửa kia nàng ngược lại muốn xem xem bên trong đến cùng có cái gì. Thần tiêu kiếm tông tuy là một cái kiếm tu tông môn, nhưng lại không cấm môn hạ đệ tử tìm kiếm đừng cơ duyên. Thêm một loại thủ đoạn là nhiều một phần thực lực. Đương nhiên cũng có loại kia một lòng tu kiếm người. Trong lòng bọn họ chỉ có kiếm, lại cũng dung không được cái khác. Loại người này rất ít, nhưng mỗi một vị thành tựu đều không thấp. Đi tới số 3 trước cửa, lãnh hàn xương đẩy cửa vào. Đi qua một cái thật dài đường qua lại, tiến vào một gian bên trong mật thất. Trong mật thất có một tòa nữ tử pho tượng. Người mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm, một mặt khí khái hào hùng. Nhìn qua hiển nhiên một tên kinh nghiệm xa trường nữ tướng quân. Tại pho tượng bên cạnh, có một ít văn tự. Lãnh Hàn Sương đến gần xem xét. Phiên Nguyệt Kiều, cửu U Thánh Chủ Ma Hạ 100 lẻ bách tướng một trong, bài danh thứ ba. Đi theo cửu U Thánh Chủ chinh chiến nhiều năm, lập súng vô số công lao, am hiểu sử dụng kiếm, tuyệt kỹ chảm thiên rút kiếm thuật từng lấy 11 cảnh đỉnh phong, một kiếm chén giết thập nhị cảnh cường giả, kinh ngạc thế nhân, vẫn tại. T. Xem hết giới thiệu, lãnh hàn xương không khỏi ngược lại hít sâu một hơi. Cửu U Thánh Chủ. Siêu Việt thập nhị cảnh tồn tại. Cửu U Bí Cảnh là một vị siêu Việt thập nhị cảnh tồn tại lưu lại. Phiên Nguyệt Kiều. Chảm Thiên rút kiếm thuật. Từng lấy 10 cấp một đỉnh phong, một kiếm chén giết thập nhị cảnh cường giả. Từng hàng chữ rơi vào lãnh hàn xương trong mắt, chấn nàng choáng váng, hô hấp dồn dập. Nếu như tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ tại Ly Châu nhắc lên thao thiên cự lãng. Vô số thế lực sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến vào cửu u bí cảnh, không vì cái gì khác, chỉ vì cái này 108 tướng chi truyền thừa. Bản thân vậy mà chiếm được một vị trí ít 11 cảnh, thậm chí thập nhị cảnh cường giả truyền thừa. Chảm thiên rút kiếm thuật. Nghe xong cái tên này liền nghiêu không được. Bản thân học tập về sau, chẳng lẽ có thể tùy ý vượt cấp giết người kiếm tu mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu nhưng đối thủ chỉ có thể là phổ thông tu sĩ một khi gặp được tây đại đỉnh cấp thế lực người vẫn tương đối khó khăn dù sao tất cả mọi người có bản thân át chủ bài hơn nữa vô cực ma tông ma công cũng không phải ăn chay nguyên bản ôm tùy tiện thử xem tính cách tiến đến lãnh hàn xương lúc này cũng kích động ai có thể nghĩ tới xuất hiện vạn năm mở ra trăm lần cửu u bí cảnh dĩ nhiên là một vị siêu việt thập nhị cảnh tồn tại lưu lại bên trong còn có 108 tướng truyền thừa Lãnh Hàn Sương thậm chí lớn gan suy đoán. 108 tướng bên trong. Kém cỏi nhất đều phải có 10 cảnh. Đang chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa là Lãnh Hàn Sương đột nhiên nghĩ đến. Lâm Phong chiếm được ai truyền thừa? Số một trong cửa vị kia vẫn là cửu U Thánh Chủ. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch ta cầu vương. Tập 37. Một tháng sau. cửu U bí cảnh chỗ sâu. Thông thiên kim quang biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem kim quang biến mất vị trí. Cung cửu u biến mất. Đại cơ duyên cũng mất. Một chút không tiếp thụ được người bắt đầu sói chu khóc lớn lên. Tiến vào cung cửu u khảo nghiệm sau khi thất bại là có thể tiếp tục đi vào, không hạn số lần. Nói cách khác thời gian một tháng này. Đại gia một lần lại một lần tiến vào cung cửu u bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Cứ việc toàn bộ thất bại. Nhưng chỉ cần cung cửu u tại, liền còn có hy vọng. Bản thân nếm thử một chút đi, luôn có một lần sẽ thành công. Nhưng bây giờ cung cửu U biến mất, hy vọng cũng liền đi theo không còn. Rất nhiều người đều không tiếp thụ được hiện thực này. Phải biết đây chính là cung cửu U lần thứ nhất xuất hiện, đều tưởng rằng là chuẩn bị cho mình. Mình mới là thiên tuyển chi tử. Kết quả hiện tại mộng triệt để sụp đổ. Cung cửu U đâu? Ta cung cửu U đâu? Ta đại cơ duyên đâu? Nhanh đi ra cho ta, ta mới là thiên tuyển chi tử, nhất định phải trở thành đứng ở đỉnh phong nam nhân. Ta muốn quét ngang tất cả, trở thành ly châu bá chủ. Ha ha ha. Ta là ly châu bá chủ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai muốn ngăn ta, giết không tha. Một người tu sĩ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt tan rã, phảng phất đã mất đi trụ cột tinh thần đồng dạng. Nếu là cung cửu u không xuất hiện, đại gia cũng không trở thành biến thành dạng này. Dù sao có người áo đen quấy rối, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi nhưng mà bây giờ trơ mắt nhìn xem đại cơ duyên từ trong tay mình chạy đi, tâm trí hơi không kiên định một chút, đều khó có thể chịu đựng thật lớn như thế đả kích. Lâm Phong nhìn xem người xung quanh tính muôn màu, xem như đối với tu sĩ muốn mạnh lên tâm lý có một tia biết rồi. Cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận rồi cửu U Thánh Chủ truyền thừa. Không có cách nào. Cửu U Thánh Chủ nói chuyện quá làm cho người rung động. Không tiếp nhận cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm một con cờ. Lấy Lâm Phong là tính cách, cũng không phải là một cái khuất tại cam tâm làm quân cờ người kiếp trước tại địa cầu hắn liền là cao cấp nhất, trẻ tuổi nhất nhà khoa học. Nghiên cứu ra được thành quả, dòng dã vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật 30 năm. Trọng sinh đi tới Ly Châu, bị tô mộ bạch mang vào thần tiêu kiếm tông, thiên tư cũng là độc nhất ngăn tồn tại. Đừng nhìn Lâm Phong vô luận bị thần tiêu kiếm tông đệ tử như thế nào chế diễu, khinh bỉ, cũng làm làm trò vô ích, có thể đã bình ổn thường tâm đối đãi. Đó là bởi vì hắn bản thân có thực lực, khinh thường tại cùng những người này so đo. Nếu thật là cái phế vật, Lâm Phong còn không phải liều mạng tu luyện. Không thực lực, cùng có thực lực, không bại lộ, không cần, hoàn toàn không là một chuyện. Gặp được phiền phức, có thực lực có thể tùy tiện giải quyết, không thực lực cũng chỉ có thể nhận thua. Ví dụ như lần này Tô Mộ Bạch bị trọng thương. Lâm Phong có thực lực kia, có thể đi diệt la sát môn thay sư tôn báo thủ, có thể tiến vào cửu u bí cảnh tìm kiếm bỉ ngạn hoa. Nếu như hắn là cái phế vật, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư tôn chờ chết. Nói đến cùng, lâm phong vẫn là một cái người tâm cao khí ngạo chỉ có điều đã trải qua kiếp trước tử vong coi nhẹ danh lợi kim quang sau khi biến mất không lâu trên bầu trời vang lên lần nữa âm thanh uy nghiêm kia một tháng thời gian đến cung cửu u mình đóng lại chúc mừng tại cung cửu u bên trong thu hoạch được cơ duyên người hy vọng các ngươi có thể đem đoạt được truyền thừa phát dương quang đại bí cảnh sẽ ở nửa ngày sau mở ra đến lúc đó các ngươi liền có thể trở lại ngoại giới chư vị gặp lại uy nghiêm âm thanh biến mất hiện trường lâm vào yên tĩnh phần lớn người lòng như cho nguội kết thúc rồi mọi thứ đều kết thúc rồi hy vọng qua đi là càng lớn tuyệt thất vọng sớm biết lại là dạng này bọn họ tình nguyện cung cửu u chưa bao giờ xuất hiện không có người biết tại lâm phong trong lòng bàn tay có một tòa tiểu tiểu cung điện chân dung đó chính là cung cửu u trở thành cửu u thánh chủ đệ tử tiếp nhận rồi cửu u thánh chủ truyền thừa trọng bảo cung cửu u tự nhiên cũng sẽ giao cho lâm phong Cửu u bí cảnh là mở ra không gian, không có cung cửu u tọa chấn, sẽ vĩnh viễn sẽ không mở mở. Trừ phi có vượt qua thập nhị cảnh tồn tại xé rách không gian, tài năng lần nữa mở ra. Nói cách khác, đây là cửu u bí cảnh một lần cuối cùng mở ra. Đương nhiên Lâm Phong cũng không cho phép chuẩn bị đem tin tức này nói ra. Đợi đến 100 năm sau, các đại thế lực phái người đến đây sẽ phát hiện cửu u bí cảnh không còn. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu tại tất cả mọi người chìm tẩm tại thất lạc cùng trong bi thương lúc vẫn là có như vậy mấy người trong lòng mừng thầm ví dụ như dược vương cốc thiếu cốc chủ gia cát thanh vân hắn chiếm được cửu u thánh chủ ma hạ 108 tướng bên trong bài danh thứ 78 đem truyền thừa bài danh tuy nói không cao thế nhưng không tính thấp mấu chốt đây chính là một vị mười cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả chiến lực ngập trời gia cát thanh vân vốn cũng không phải là một cái an tại bổn phận người thân làm dược vương cốc thiếu cốc chủ hắn đã có không giống với Dược Vương Cốc tác phong làm việc ý nghĩ. Dược Vương Cốc đến nay đều quần nhau tại các đại thế lực ở giữa, mặc dù mọi người cũng không nguyện ý đắc tội, nhưng ở Ly Châu, không có thực lực mạnh mẽ, luôn luôn để cho người ta không yên tâm. Gia Cát Thanh Vân từ nhỏ đã thể phải cải biến loại cục diện này. Đáng tiếc không có cơ hội. Bây giờ có truyền thừa, cho hắn thêm một chút thời gian, tự tin có thể dẫn đầu Dược Vương Cốc trở thành Ly Châu thứ ngũ đại thế lực, không cần lại nhìn bất kỳ thế lực nào sắc mặt thần tiêu kiếm tông đệ tử đi theo ta lãnh hàn xương lên tiếng hô một đám thần tiêu kiếm tông người đi theo lãnh hàn xương rời đi bọn họ muốn tìm một chỗ chỉnh đốn chỉnh đốn chờ đợi nửa ngày sau bí cảnh mở ra tiếp lấy lý lạc y cũng đem thanh vân tông mang đi nàng tại cung cửu u bên trong cũng đã nhận được cửu u thánh chủ ma hạ 108 tướng bên trong thứ 98 đem truyền thừa lần này cửu u bí cảnh hành trình có chút ngăn trở nhưng cũng xem như kết thúc mỹ mãn dược phương cốc cũng là như thế bọn họ không có người nào viên tổn thất còn chiếm được không ít bảo vật thiếu cốc chủ càng là thu được cung cửu u bên trong đại cơ duyên tiếp lấy một chút bên trong thế lực nhỏ cùng tán nhân cũng liên liên tục tục rời đi cuối cùng còn lại vô cực ma tông cùng thất sát tông người cùng một chút người áo đen hai mặt cùng nhau dòng một tháng trước bọn họ tụ tập đến nơi đây thời điểm liên phát hiện là lạ nhân số quá ít còn lại người chỉ có tiến đến một phần năm biến mất cũng đều là tinh anh hai tông người tiến đến nhiệm vụ là vây giết thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông người. Hiện tại không chỉ có nhiệm vụ thất bại, còn tổn thất nhiều như vậy tinh anh. Làm sao bây giờ? Ra ngoài như thế nào bàn giao? Song Phương vừa thương lượng. Đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên lãnh hàn xương trên người. Người ta thế nhưng mà thần tiêu bảy kiếm một trong băng phách kiếm chi chủ. Có nàng tại, vây giết nhiệm vụ tự nhiên vô pháp hoàn thành. Bị phản sát cũng là rất bình thường. Bản thân không đi đâu là vận khí tốt. Thật ra hiện trường khó khăn nhất tiếp nhận là người áo đen. bọn họ thấy được lần này tiến vào cửu u bí cảnh mục tiêu thần tiêu bảy kiếm một trong lãnh hàn xương. lãnh hàn xương còn sống, đại thủ lĩnh cùng đông đảo sát thần tổ thành viên lại biến mất. kết quả rõ ràng, nhiệm vụ thất bại. đại thủ lĩnh bị lãnh hàn xương phản sát. mà lâm trương phong vị này kẻ khởi sướng lại xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công và danh. lãnh hàn xương không có tiếp tục che giấu thân phận, cũng là có đem tất cả lục soát nắm vào trên người mình y tứ. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 38, lần này bí cảnh chuyến đi, muốn nói thế lực nào thu hoạch to lớn nhất, không thể nghi ngờ là thần tiêu kiếm tông. Không chỉ có tìm được bỉ ngạn hoa, ngoài ra còn có ba người chiếm được cung cửu u bên trong truyền thừa. Diệp Thanh Huyền vào số 32 cửa, Lãnh Hàn Sương vào số 3 cửa. Đến mức lâm phong. Càng là bài tiếp bị truyền tống đến đại điện bên trong, không cần tiếp nhận khảo nghiệm liền được siêu việt thập nhị cảnh tồn tại, cửu u thánh chủ truyền thừa. Hiện tại liền cung cửu u đều rơi vào trong tay hắn. Nói cách khác, về sau hắn muốn đem cái kia 108 tướng còn lại truyền thừa ai cấp cũng được. Bất quá đạt được chỗ tốt càng nhiều, áp lực cũng liền càng lớn. Nếu có lựa chọn lời nói, Lâm Phong tình nguyện không muốn. Trở về tiếp tục vui vui vẻ vẻ làm bản thân phế vật đại sư huynh. Có thể có một số việc không biết thì cũng thôi đi. Nếu biết, cũng không còn cách khác xem nhẹ. Lãnh Hàn Sương, Diệp Thanh Huyền Diệp Phong đều đều tự tìm một cái địa phương ẩn núp nghỉ ngơi, đồng thời sửa sang một chút trong đầu đồ vật. Chỉ có Dương Phàm trong đám người lộ ra không hợp nhau. Hắn biết Diệp Thanh Huyền khẳng định tại Cửu U Bí cảnh chiếm được cơ duyên, cùng là chân truyền đệ tử bản thân lại không đạt được. Cái này khiến Dương Phàm tức giận phi thường, thậm chí cảm thấy đến cung Cửu U chủ nhân là cái có mắt không tròng hạng người. Cung Cửu U khảo nghiệm không chỉ là thiên phú, còn có tâm tính. Giống Dương Phàm loại này tham sống sợ chết người, Chắc là sẽ không đạt được tán thành. Nhưng hắn bản nhân lại không cảm thấy như vậy. Lấy bản thân làm trung tâm người, cuối cùng sẽ tại trên thân người khác tìm nguyên nhân, sẽ không ý thức đến bản thân sai lầm. Đang tại Dương Phàm cực độ phẫn nộ thời điểm, một cái không đúng lúc âm thanh vang lên. Dương Phàm sư huynh, lấy ngươi thiên phú, khẳng định chiếm được cung cửu u bên trong đại cơ duyên à. Sau khi trở về nhất định có thể nhanh chóng siêu việt cái khác chân truyền đệ tử, về sau còn mời Dương Phàm sư huynh chiếu cố nhiều hơn thì ra là một tên nội môn đệ tử nghĩ đập Dương Phàm mông ngựa. Ai biết sắp xếp lộn chỗ. Hừ. Dương Phàm trọng trọng điểm hừ một tiếng, liền quay người rời đi. Ách. Vuốt mông ngựa nội môn đệ tử xấu hổ lưu lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ Dương Phàm sư huynh không có từ cung cửu u bên trong đạt được đại cơ duyên? Không thể nào. Hắn nhưng mà chân truyền đệ tử, trách không được bản thân không thông qua khảo nghiệm. Liền Dương Phàm sư huynh đều không được, bản thân liền càng không được mặc dù đắc tội dương phàm có thể tên kia nội môn đệ tử trong lòng ngược lại dễ chịu rất nhiều lâm phong ngồi ở một cái trên trà cây lưng tựa đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng vẫn đang suy nghĩ cửu u thánh chủ nói chuyện qua đại lục cửu châu ẩn giấu đi đại bí mật muốn từ quân cờ biến thành người đánh cờ điều kiện chủ yếu chính là vượt qua thập nhị cảnh mới có tư cách thập nhị cảnh à chỗ nào là dễ dàng như vậy cha siêu việt ai áp lực thật lớn sớm biết mình liền không vào cung cửu u Chờ ở bên ngoài lấy. Có thể không đi vào. Vạn và nhất ngày nào đó nguy cơ thật giáng lâm. Bản thân lại đem cái gì chống đối. Lâm Phong. Đang suy nghĩ gì? Lãnh Hàn Sương chẳng biết lúc nào đi tới Lâm Phong bên người. Sư Thúc. Ngài đừng như vậy làm đột nhiên tập kích được hay không? Biết hù chết người. Lâm Phong mở mắt ra nở nụ cười khổ. Tiếp lấy vừa bất đắc dĩ nói ra. Còn nữa, Sư Thúc, hiện tại ta khôi phục thân phận là thần tiêu kiếm tông phế vật đại sư Huynh. Ngài đừng có sự tình không có chuyện tới tìm ta, người khác nhìn thấy biết hoài nghi. Hoài nghi gì? Ta là ngươi sư thúc, tới tìm ngươi có cái gì không đúng. Lại nói, khi còn bé ta còn mang qua ngươi một đoạn thời gian đâu. Lãnh hàn xương tia không chút nào xem thường. Kể từ khi biết Lâm Phong thực lực chân chính về sau, nàng giống như xác thực tới qua hai ba lần. Đến, ngài có vấn đề gì liền bài tiếp hỏi đi, ta biết đều sẽ nói cho ngài. Lâm Phong đều đoán được lãnh hàn xương tới tìm hắn y tứ nhất định là liên quan tới cung cửu u. Quả nhiên lãnh hàn xương tiếp đó câu nói đầu tiên thì xác nhận hắn suy đoán. Ngươi vào cung cửu u rồi à? Ân. Lâm Phong không có phủ nhận. Hắn không cần thiết đối với lãnh hàn xương nói láo. Chiếm được ai truyền thừa? Là số một trong cửa vị kia, vẫn là cửu u thánh chủ. Lãnh hàn xương hỏi trong lòng thắc mắc. Lấy Lâm Phong thiên tư, chỉ cần đi vào cung cửu u, thông qua khảo nghiệm tự nhiên là một bữa ăn sáng. Chính là không biết thu được ai truyền thừa dù sao khẳng định không thể nào so với chính mình kém. Sư thúc, ngài chiếm được ai truyền thừa? Lâm Phong hỏi lại. Phiên Nguyệt Kiều, cửu U Thánh Chủ Ma Hạ 108 tướng bên trong xếp thứ ba. Lãnh Hàn Sương không hơi nào do dự nói ra. Từ khi Lâm Phong đem nàng từ kề cận cái chết kéo trở về một khắc kia trở đi. Trong lòng đối với Lâm Phong liền bất chi bất giác sinh ra một loại dựa vào. Đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Phiên Nguyệt Kiều. Lâm Phong cẩn thận nhớ lại một lần, đột nhiên hỏi. Sư thúc ngài học Trảm Thiên rút kiếm thuật. Làm sao ngươi biết? Trảm Thiên rút kiếm thuật là phiền Nguyệt Kiều Tuyệt Kỹ thành danh, ta tự nhiên biết, không chỉ là nàng, 108 tướng Tuyệt Kỹ ta đều biết. Sư thúc, Phiền Nguyệt Kiều Tuyệt Kỹ Trảm Thiên rút kiếm thuật có thể lợi hại, nghe nói đã từng lấy 11 cảnh đỉnh phong, một kiếm chém giết thập nhị cảnh cường giả. Nói như vậy, ngươi thực sự đến là cửu u thánh chủ truyền thừa. Lãnh Hàn Sương mở to hai mắt nhìn. Biết 108 tướng Tuyệt Kỹ chỉ có thể là cửu u thánh chủ. Cứ việc trước đó nàng thì có qua dạng này cách nghĩ, có thể chân chính xác nhận thời điểm, vẫn là không nhịn được kinh ngạc. À. Cửu u thánh chủ chính là vượt qua thập nhị cảnh tồn tại. Có thể được hắn tán thành, nói rõ Lâm Phong tương lai cũng có cơ hội siêu việt thập nhị cảnh. Bất quá nghĩ đến Lâm Phong niên kỷ, cùng hắn bây giờ thực lực, lãnh hàn xương cũng liền bình thường trở lại. Yêu nghiệt là không thể dùng phổ thông ánh mắt đến đối đãi. Ân. Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Phong, chuyện này có thể muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không thần tiêu kiếm tông cũng bảo hộ không được ngươi. Nhất định phải nát ở trong lòng, bài đến tương lai một ngày nào đó thực lực ngươi đầy đủ quét ngang toàn bộ ly châu. Sư thúc, ta là người như thế nào ngài còn không rõ ràng làm sao. Tự tìm chuyện phiền toái ta cũng sẽ không làm. Lâm Phong sợ nhất chính là phiền phức, đừng nói thực lực bây giờ không đủ, chính là thực lực đủ rồi, hắn cũng sẽ không ngu đến nói ra. Cái kia ngược lại là, ngươi yên tâm đi, ta nhất định là sẽ không nói ra đi. Lãnh Hàn Sương bảo đảm nói. Ta đây tự nhiên tin tưởng, bằng không thì cũng sẽ không nói cho ngài. Lâm Phong giọng điệu rất bình thản. Lại là để cho Lãnh Hàn Sương trong lòng ấm áp. Đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Bản thân là cái thứ nhất biết Lâm Phong bí mật người. Lâm Phong, chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi tiếp tục làm ngươi phế vật đại sư huynh, ta sẽ đi tìm Thanh Vân Tông để cho bọn họ giữ bí mật. Sau đó đem cửu u bí cảnh bên trong sự tình toàn bộ nắm vào trên người mình, tin tưởng không có người biết hoài nghi đến trên đầu người. Vậy thì cảm ơn lãnh sư thúc. Không có việc gì. Phải nói cảm ơn là ta, nếu không phải là ngươi nói, ta thực đã đưa tại thất sát tông sát thần tổ trong tay. Lãnh hàn xương từ lâm phong nơi đó rời đi, lại tìm đến đến Diệp Thanh Huyền. Từ Diệp Thanh Huyền nơi đó biết nàng cũng thông qua khảo nghiệm, đồng thời tiến nhập bài danh tương đối cao số 32 cửa, trong lòng càng là vui vẻ. Xem ra thần tiêu kiếm tông muốn trở thành lần này cửu u bí cảnh hành trình to lớn nhất bên thắng cũng không biết vô cực ma tông cùng thất sát tông biết có phải hay không tức chết. Bạn chuẩn bị xem thiên phú vô địch, ta cầu vương. Tập 39, Ly Châu Thập vạn đại sơn biên giới, cửu U Cốc Các đại thế lực người còn đang chờ đợi cửu U bí cảnh mở ra. Thời gian thực đã đi qua Tây Tháng. Theo lý thuyết 3 tháng liền nên mở ra, hiện tại thực đã vượt xa khỏi. Cổ Minh Chu một tháng trước liền đem tin tức truyền về Tông Môn. Đạt được chỉ có một chữ. Chờ. Chứ bỏ chờ bên ngoài, tựa hồ cũng không có những biện pháp khác. Phải biết cửu u bí cảnh mở ra hơn trăm lần, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Ly Châu các đại thế lực cũng ở đây khẩn cấp tìm kiếm liên quan tới cửu u bí cảnh cổ tịch, hy vọng có thể từ phía trên đạt được đáp án. Phàm là có một lần tình huống tương tự phát sinh, cũng nhất định sẽ bị ghi chép lại. Cổ huynh, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì dẫn đến cửu u bí cảnh chậm chạp vô pháp mở ra? Thanh Vân Tông Cổ xuyên hỏi. Không dối gạt vương huynh, Ta thần tiêu kiếm tông thực đã đem tất cả liên quan tới cửu u bí cảnh cổ tịch đều lật tung rồi, cũng không tìm tới đáp án." Cổ Minh Chu thở dài nói, "Ai nói không phải sao? Trên vạn năm cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này, hết lần này tới lần khác để cho chúng ta gặp, cũng không biết là tốt hay xấu." "Còn tốt." Từ tông môn truyền đến tin tức, tiến vào cửu u bí cảnh đệ tử mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Chúng ta Thanh Vân tông cũng là, trước mắt còn có thể tiếp nhận bất quá nghe nói vô cực ma tông cùng thất sát tông tựa hồ không có chúng ta hai tông may mắn như vậy đi vào nhân hồn đèn chỉ còn lại có một phần mười khoảng chừng quản bọn họ đâu ma tông người chết kết thúc rồi đều đáng đời cổ minh chu nở nụ cười lạnh lùng nói cổ huynh sợ là sợ thiên đảo ma đầu nổi điên à vương xuyên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng yên tâm hiện tại hắn vô cực ma tông còn không dám cùng chúng ta triệt để vạch mặt không phải thiên đảo ma đầu đã sớm động thủ hy vọng như thế đi từ khi Tây tháng trước, Thiên Đảo Hùng đột nhiên đối với Thần Tiêu Kiếm Tông xuất thủ sau. Thanh Vân Tông cùng Thần Tiêu Kiếm Tông còn lại người không giữ quy tắc đến cùng nhau. Liên sợ Thiên Đảo Hùng tái phạm đục. Ma đầu kia mấy chục năm chưa ra, thực lực xác thực khủng bố, một tay thông thiên ma công thực đã nhập thần nhập hóa. Chỉ có hai tông liên thủ, tài năng cho vô cực ma tông tạo thành một chút uy hiếp. Một bên khác, vô cực ma tông trận doanh. Thiên Đảo Hùng cùng Lưu Quân cũng ở đây thương nghị hai tông tiến vào cửu u bí cảnh đệ tử vậy mà chỉ sống sót một phần mười. Đối với bọn hắn mà nói là sỉ nhục, đặc biệt là thất sát tông, không ngừng đệ tử tử thương thảm trọng. Ngay cả phái đi vào sát thần tổ cũng tổn thất to lớn. Lúc đầu nghĩ tại bí cảnh bên trong giải quyết lãnh hàn xương, cướp đi băng phách kiếm. Không nghĩ tới sẽ bị phản sát. Đối với thất sát tông mà nói, chân chính để cho bọn họ lo lắng là sát thần tổ lộ ra ánh sáng. Ngàn năm trước cũng bởi vì sát thần tổ, bị ly châu các đại thế lực thảo phạt dẫn đến thất sát tông bỏ ra vô số năm tích lũy mới có thể lắng lại một lần nữa thất sát tông có thể chịu không được chỉ có thể tới một chết không thừa nhận đây cũng là thất sát tông để cho sát thần tổ xen lẫn trong tán nhân bên trong tiến vào cửu u bí cảnh nguyên nhân đại trưởng lão nhiệm vụ lần này xem như triệt để thất bại chúng ta xem thường lãnh hàn xương liêu quân mặt âm trầm nói ra xem ra các ngươi thất sát tông sát in thần tổ cũng không gì hơn cái này thậm chí ngay cả cái lãnh hàn xương đều không giải quyết được. Hừ, thành sự không có, bại sự có dư. Thiên đảo hùng hừ lạnh một tiếng. Thân phận của hắn cùng thực lực đều so liêu quân cao hơn một mảng lớn, mới dám không cho mặt mũi như vậy. Đại trưởng lão, chuyện này cũng không nên trách chúng ta, lãnh hàn xương dù sao cũng là thần tiêu kiếm tông gần mấy trăm năm qua gần với tô mộ bạch thiên tài. Tăng thêm cửu u bí cảnh lại có giới hạn tuổi tác, ai cũng không có 100% nắm chắc có thể giải quyết lãnh hàn xương. Liêu Quân cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám chống đối trước mắt cái này đã từng chu diệt qua mấy triệu người đại ma đầu. Hai tông mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng thất sát tông ẩn ẩn thấp hơn một đầu. Dù sao vô cực ma tông thực lực còn tại đó. Tu đạo giới là một cái nhìn thực lực nói chuyện địa phương. Ai thực lực mạnh, người đó liền chiếm vị trí chủ đạo. Một cái lãnh hàn xương mà thôi, không nổi lên được sóng gió gì, tô mộ bạch đều gãy tại ta vô cực ma tông trong tay, chẳng lẽ còn chị không được lãnh hàn xương, đợi nàng đi ra, ta tự mình xuất thủ. Thiên Đảo Hùng trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Vô Cực Ma Tông tổn thất là nhỏ, mặt mũi là lớn. căn cứ hắn đạt được đều tin tức. Thần Tiêu Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông tiến vào cửu u bí cảnh người trí ít còn sống sáu bảy thành. đợi đến bí cảnh mở ra, toàn bộ Ly Châu đều biết Vô Cực Ma Tông không bằng Thần Tiêu Kiếm Tông. Đại trưởng lão, ngài kiến thức rộng rãi, cửu u bí cảnh bây giờ là tình huống như thế nào? vì sao đều thực đã thắng? còn không mở ra. Liêu quân đổi một cái chủ đề. Có thể là kích phát cửu u bí cảnh bên trong truyền thừa. Thiên đảo hùng trầm ngâm chốc lát hồi đáp. Cửu u bí cảnh bên trong có truyền thừa. Vì sao cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện? Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá đã từng có cổ tịch ghi chép qua. Cửu u bí cảnh là một vị nào đó siêu việt thập nhị cảnh tồn tại mở ra không gian. Bên trong có hắn truyền thừa. Chỉ là yêu cầu quá cao mới không thể phát động. Ngài ý là, có người chiếm được cửu u bí cảnh bên trong siêu việt thập nhị cảnh tồn tại lưu lại truyền thừa lưu quân chấn động nói chỉ là có khả năng đợi đến bí cảnh mở ra liền biết rồi chính là bởi vì có sự hoài nghi này thiên đảo hùng mới có thể lưu lại bằng không hắn đã sớm rời đi đổi một vị vô cực ma tông người đến vô luận lời đồn thật giả hay không đều muốn tự mình nghiệm chứng một chút mới được cái kia này sẽ là ai không phải là lãnh hàn xương à cái này một nhóm tiến vào cửu u bí cảnh người bên trong không hề nghi ngờ lãnh hàn xương thiên phú cao nhất thực lực mạnh nhất nếu như lời đồn là thật hơn nữa bị lãnh hàn xương đạt được cái kia bí cảnh mở ra ngày chính là ta vô cực ma tông cùng thần tiêu kiếm tông chính thức lúc khai chiến thiên đảo hùng trầm giọng nói cái kia cái kia đại trưởng lão chúng ta thất sát tông cần muốn làm gì liêu quân hỏi hắn rõ ràng thiên đảo hùng ý tứ một khi xác định cửu u bí cảnh thật có truyền thừa bị lãnh hàn xương đạt được nhất định sẽ lập tức xuất thủ cướp đoạt. Coi như cướp không đi, cũng tuyệt không thể để cho thần tiêu kiếm tông người có được. Bằng không đợi lãnh hàn xương trưởng thành, ai còn là nàng đối thủ. Nhất định phải đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Cái gì đều không cần làm, hiện tại tất cả mọi người tại lẫn nhau dám thị lấy. Một khi các ngươi có dị động, thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông đều sẽ lập tức phái người tới chi viện. Sự tình thì trở nên phức tạp, phương pháp tốt nhất là tất cả mọi người bất động, đến lúc đó ta sẽ nhường bọn họ biết ta thôn thiên ma công lợi hại. Thiên đảo hùng ánh mắt lộ ra khát máu cuồng sáng. Vẫn là đại trưởng lão nghĩ chu đáo. Sau hai canh giờ, ầm ầm, cửu u cốc trên không một trận sấm sét vang dội. Các đại thế lực người toàn bộ đều đi ra. Bọn họ biết, bí cảnh sắp mở ra. Lúc đầu cửu u bí cảnh mỗi lần mở ra thời gian cũng là ba tháng, xong lần này lại dùng tây tháng. Bên trong đến cùng xảy ra biến cố gì, tất cả mọi người muốn biết. Thiên Đảo Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Cửu U Cốc, vẻ mặt khẩn trương. Có thể không lo lắng Vô Cực Ma Tông người tổn thất bao nhiêu. Coi như Vô Cực Ma Tông tiến vào bí cảnh người toàn bộ chết hết, hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Khiến Thiên Đảo Hùng như thế gấp là, đến cùng có người hay không đạt được bí cảnh bên trong truyền thừa. Nếu có, bất kể là ai, giao ra có thể lưu lại toàn thây. Có lẽ hôm nay lại muốn tới một trận đại đồ sát. Bạn chuẩn bị xem Thiên Phú vô địch, ta cầu vương, tập 40 cửu u cốc trên không. Khí lưu màu trắng xoay quanh mà lên. Răng rắc. Một đường to lớn tia chớp rơi xuống. Gây nên không gian một cơn chấn động. Cuối cùng hình thành cự đại không gian đường qua lại. Thời gian qua đi tây tháng, cửu u bí cảnh lần nữa mở ra. Ngay sau đó, bí cảnh bên trong người toàn bộ bị tập thể truyền tống ra. Cửu u cốc lập tức biến người ta tấp nập. Lãnh hàn xương mang theo hơn một ngàn tên sống sót thần tiêu kiếm tông đệ tử cùng chờ đợi tại cửu u cốc ngoại trưởng lão đoàn thành viên cổ minh chu cùng hơn 20 vị phổ thông trưởng lão hợp thành hợp lại cùng nhau song phương vừa chạm mặt lãnh hàn xương liền không kịp chờ đợi nói ra cổ trưởng lão ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ không phải là nói những khi này chúng ta lập tức trở về tông đến lúc đó ta sẽ chậm chậm giải thích tốt cổ minh chu chỉ trả lời một chữ hắn biết lãnh hàn xương gấp gáp như vậy khẳng định có nàng đạo lý thần tiêu kiếm tông phải chuẩn bị rời đi thanh vân tông cũng không dám hơi dừng lại dù sao đem so sánh với hai tông tổn thất vô cực ma tông cùng thất sát tông tử thương thảm trọng hơn tăng thêm lại có cái thiên đảo ma đầu ở chỗ này ai biết hắn có phải hay không đột nhiên nổi điên cổ minh châu cùng vương xuyên liền sòng bạc phần thưởng cũng không cần rời đi trước mới là đại sự không phải thiên đảo ma đầu thật muốn phát điên lên đến nơi này không người là đối thủ của hắn mà ở vô cực ma tông bên này không Thiên đảo hùng hướng sống sót đi ra vô cực ma tông đệ tử hỏi ra một vấn đề. Cửu u bí cảnh vì sao trì hoãn một tháng mở ra? Đại trưởng lão, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? Lúc đầu chúng ta cùng thất sát tông liên thủ, thực đã vây khốn thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông, chỉ cần chậm rãi đem bọn hắn mà chết. Ai biết lãnh hàn xương đột nhiên giết đi ra, chúng ta căn bản không phải đối thủ, còn mời đại trưởng lão vì chết đi các sư huynh đệ báo thủ. Một tên vô cực ma tông đệ tử kêu khóc nói đây là đại gia sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác chỉ có đem mọi thứ đều đẩy lên lãnh hàn xương trên người tài năng chuyển di đại trưởng lão lực chú ý cứ việc không phải sao bọn họ sai có thể đại trưởng lão hỉ nộ vô thường tính cách ai cũng không chịu đựng nổi hắn lửa giận phịch nói chuyện vô cực ma tông đệ tử bị một bàn tay đánh thành thịt nát ta hỏi là cửu u bí cảnh vì sao lại trì hoãn một tháng mở ra một tháng này các ngươi đã trải qua cái gì người nào nói thêm câu nữa nói nhảm chết Thiên Đảo hùng đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác. Vô Cực Ma Tông đệ tử nguyên một đám trong lòng run sợ. Ma Tông mặc dù bị xưng là Ma Tông, cũng là bởi vì không có quy củ có thể nói. Mạnh được yếu thua tây cái chữ bị bọn họ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đại trưởng lão giết chết một tên đệ tử, cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm, không có người biết truy cứu. Nhưng mà tại Thần Tiêu Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông dạng này thế lực, cao tầng là không thể tùy ý đánh giết đệ tử. Dù là đệ tử phạm sai lầm cũng chỉ có thể đem nó đả thương giao cho ngành chấp pháp tới xử lý trừ phi là phạm phán tông lớn như vậy tội mới có thể lập tức xử tử ngươi nói đến cùng chuyện gì xảy ra thiên đảo hùng chỉ hướng một người đệ tử khác bị điểm đến đệ tử run run rẩy rẩy đứng ra dùng run rẩy âm thanh nói đến trở về trở về đại trưởng lão một tháng trước đại gia chờ đợi bí cảnh mở ra thời điểm bí cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang cùng bầu trời tương liên tiếp lấy một âm thanh vang lên nói cung cửu u mình hiện để cho đại gia đi cung cửu u tiếp nhận khảo nghiệm tìm được cơ duyên mà cửu u bí cảnh biết chỉ hoãn một tháng mới mở ra thiên đảo hùng càng ngay càng kích động trong mắt quầng sáng càng thắng lời đồn là thật cửu u bí cảnh bên trong quả nhiên có truyền thừa hơn nữa nhìn tới thực đã có người chiếm được thần tiêu kiếm tông cùng thanh vân tông vừa mới tổ chức tốt môn hạ đệ tử đang muốn rời đi bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống tiếp lấy thiên đảo hùng tiếng vang lên triệt cửu u cốc hôm nay ai cũng không cho phép đi. Cửu u cốc trên không xuất hiện một bóng người. Chính là thi triển thôn thiên ma công thiên đảo hùng. Lãnh hàn xương cho mày. Nàng sở dĩ phải nhanh lên một chút rời đi, chính là sợ thiên đảo hùng xuất thủ ngăn cản. Vô cực ma tông tử thương thảm trọng là một mặt, quan trọng hơn là cửu u thánh chủ cùng cái kia 108 tướng truyền thừa. Nếu như thiên đảo hùng biết cửu u bí cảnh bên trong có truyền thừa xuất hiện, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy thả đi thần tiêu kiếm tông. Hiện tại xem ra đối phương thực đã kịp phản ứng, muốn đi thực đã muộn. Lại nói thần tiêu kiếm tông nhiều người như vậy, không cách nào trốn qua thiên đảo hùng truy sát. Thiên đảo hùng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lưu lại tất cả chúng ta? Lãnh hàn xương lớn tiếng quát lớn. Lúc này chỉ có đem cỡ trung tiểu môn phái cùng tán nhân đều buộc chung một chỗ mới có thể để cho thiên đảo hùng kiên kỵ. Cổ Minh Chu ngay sau đó lại bổ sung. Thiên đảo hùng, năm đó ngươi đổ sát một tòa thành hơn triệu người, đến nay vô cực ma tông đều còn không một câu trả lời hợp lý, hôm nay chẳng lẽ lại muốn lần nữa chế tạo sát lục. Vậy cũng phải xem thiên hạ người có đồng ý hay không. Lời này vừa nói ra, bất kể là bên trong thế lực nhỏ, vẫn là các lộ tán nhân, đều dối rít lộ ra biểu tình kinh hoàng. Rất nhiều tuổi còn trẻ cũng không biết chuyện này, nhưng nghe xong đồ sát một tòa thành hơn triệu người, đã cảm thấy sợ hãi. Đây chính là hơn triệu người hà. Tại tu đạo giới, người chết không tính là gì, từng cái thế lực ở giữa mỗi ngày đều có chiến phát sinh đấu cùng nhân viên tử vong bất quá duy nhất một lần tử vong hơn triệu người dù cho nhìn chung toàn bộ ly châu lịch sử cũng không thấy nhiều thanh vân tông vương xuyên cũng mặt lộ vẻ cảnh giác tùy thời chuẩn bị cùng thần tiêu kiếm tông lãnh hàn xương cùng cổ minh chu liên hợp xuất thủ ứng phó thiên đảo ma đầu ha 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 các ngươi hai cái tiểu bối không cần phải nói những những lời này cho ta gây thù hằn ta thiên đảo hùng không sợ ta lời nói liền để ở chỗ này hôm nay ai dám rời đi ta không chỉ có muốn giết, hơn nữa liền ngươi tông môn cũng cùng một chỗ nhổ tận gốc. Thiên đảo hùng phách lối cười ha hả. Cửu u bí cảnh bên trong truyền thừa rất có thể liên quan đến một vị siêu việt thập nhị cảnh tồn tại, hắn sẽ không thả đi một người. Mặc dù lãnh hàn xương xác suất to lớn nhất, bên trong thế lực nhỏ cùng tán nhân kế thừa khả năng cực thấp, vốn lấy thiên đảo hùng tính cách. Thà giết lầm một nghìn, cũng không thể thả đi một cái. Thiên đảo hùng, ngươi lợi hại hơn nữa cũng là một người, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, còn sợ ngươi không được. Thanh Vân Tông Vương Xuyên lên tiếng. Các ngươi có thể thử xem. Nhìn ta một chút cái này thông thiên ma công có thể hay không đem toàn bộ các ngươi cùng một chỗ nuốt. Thiên đảo hùng cười gần nói. Thiên đảo tiền bối, ta dược vương cốc cùng vô cực ma tông từ trước đến nay giao hảo. Chúng ta tại bí cảnh bên trong cũng không có giết qua bất luận kẻ nào. Còn mời thiên đảo tiền bối cho ta dược vương cốc một bộ mặt, thả chúng ta rời đi. Nói chuyện là dược vương cốc thiếu cốc chủ ra các thanh vân hắn hiện tại cũng là lo lắng trở về tu luyện tại cung cửu u bên trong đạt được đồ vật. Đây chính là một vị mười cảnh cường giả tối đỉnh lưu lại. Mình nếu là có thể thăng cấp đệ thập cảnh, Ly Châu còn có ai là đối thủ mình. Dược vương cốc đem bài tiếp trở thành Ly Châu đệ nhất đại thế lực. Dựa theo lẽ thường mà nói, thiên đảo hùng là nên thả dược vương cốc đi. Nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra ra các thanh vân thiên tư bất phàm. Có cơ hội thu hoạch được bí cảnh truyền thừa. Bởi vậy, thiên đảo hùng đương nhiên sẽ không đáp ứng so với một vị siêu việt thập nhị cảnh tồn tại truyền thừa dược vương cốc là cái thá gì đừng nói dược vương cốc thiếu cốc chủ chính là dược vương cốc cốc chủ đến rồi cũng không được